Chương 1695, Lam gia thành phố Tân Môn. Vẻ mặt ngượng ngùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Quả thực là tôi biết thân phận của ông ấy. Tuy nhiên, hiện tại cậu rời khỏi tổ đặc nhiệm A rồi, còn hỏi cái này để làm gì? Nhưng, Lão Vương đúng là vương bài thần bí nhất của tổ đặc nhiệm A, là một trong những người bảo hộ của nước Cộng hòa chúng ta. Đường Hạo Đông dường như ở trong lúc vô ý đã hé lộ một chút tin tức, đó chính là, ông lão thần bí họ Vương kia. Hơn nữa, theo cách xưng hô Lão Vương của Đường Hạo Đông, Diệp Lão Đại nhìn ra được, Lão Vương rất được các lãnh đạo quốc gia tôn trọng. Diệp Phàm vừa nghĩ cũng hiểu rõ, Đường Hạo Đông tuyệt đối sẽ không tiết lộ hết. Từ đó có thể chứng minh, chỉ có một cách giải thích duy nhất chính là, Đường Hạo Đông cố ý tiết lộ cho mình biết. Diệp Phàm trong lòng lập tức cảm thấy kích động, bởi vì, hắn cảm thấy, trong mắt của Đường Hạo Đông phân lượng của hắn hẳn là lại gia tăng thêm một chút rồi. Tuy nói chỉ một chút xíu thôi, nhưng là một bước tiến lớn rồi. Hai, tuy nói hiện tại thân thủ của tôi thấp, cũng rời khỏi tổ đặc nhiệm A rồi, tuy nhiên, đối với loại cao nhân này, tôi vẫn vô cùng bội phục, thực hy vọng có thể được Lão Vương chiêu gặp. Diệp Phàm cố ý biểu lộ vẻ khâm phục trên mặt. Cậu muốn tìm ông ấy để khôi phục công lực, không cần. Ông ấy có kiểm tra qua thân thể của cậu, Lão Vương đã nói là không có biện pháp. Đường Hạo Đông nói thẳng, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Tài liệu sửa chữa khe suối Vượng Phu này tôi chưa xem. Nhưng tôi biết cậu muốn làm gì. Tôi. Suy nghĩ cẩn thận của Diệp Lão Đại đã bị Đường Hạo Đông vạch trần, vô cùng ngượng ngùng. Gãi gãi đầu, đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, tôi có thể cho cậu một kiến nghị nhỏ, vậy tôi viết trên giấy đi nhé. Đường Hạo Đông cười cười, lấy bút viết một hàng trên tài liệu. Khe suối Vượng Phu của thành phố Hải Đông quả là đã đến mức không thể không sửa chữa rồi. Đề tặng, Đường Hạo Đông. Cảm ơn Chủ tịch Đường đã phê chỉ thị. Diệp Lão Đại hưng phấn đến mức suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, có câu chỉ thị này, đến lúc đó có đến các phòng ban ở tỉnh đòi tiền, thì cứ phải gọi là Thượng Phương Bảo Kiếm. Chữ do Phó Chủ tịch Đường phê, dùng câu một chữ ngàn vàng cũng không đủ để hình dung. Ha ha, xem như tiền lì xì năm mới cho cậu đi. Bằng không, cậu tặng cho tôi rượu thuốc, tôi cũng không thể không phóng khoáng một chúng đúng không nào. Không chừng sau này khi trở về cậu sẽ nói tôi thế này thế nọ. Chủ tịch Đường khoát tay pha trò cười. Không dám không dám. Diệp Lão Đại liên tục gật đầu. Ra ngoài. Diệp Phàm tâm tình vừa hưng phấn lại vừa nặng trĩu. Nặng trĩu chính là vì tình trạng ô nhiễm ở Hải Đông không ngờ lại đưa lên tài liệu tham khảo nội bộ cấp cao của đảng. Vui là vì Phó Chủ tịch Đường đã ký tên, một bản tài liệu tham khảo nội bộ đã không đơn giản là một bản tài liệu tham khảo nội bộ nữa. Giờ, nó đã trở thành Thượng Phương Bảo Kiếm có thể hái mũ quan của người ta rồi. Có nó, lúc nào mọi chuyện thực sự không thể chống đỡ được nữa sẽ lấy nó ra. Chắc chắn, đồng chí Phạm Viễn sẽ kinh ngạc đến ngây người đổ mồ hôi mất. Có nó sẽ dễ làm việc hơn. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Đường cũng có dặn. Trừ phi đến lúc vạn bất đắc dĩ, nếu không đừng lấy ra. Vậy là có ý gì, Phó Chủ tịch Đường đang kiểm tra năng lực của mình. Nếu mình có thể giải quyết mà không cần dưa bản tài liệu tham khảo nội bộ này ra, rất có thể sẽ để lại một ấn tượng tốt trong lòng Phó Chủ tịch Đường. Núi Tử Kim của thành phố Tân Môn không ai mà không biết. Dưới núi Tử Kim có một hộ dân ở, người Tử Kim gọi đó là Lam Viên. Tại sao lại gọi là Lam Viên? Bởi vì bên trong là khu vườn của nhà họ Lam. Nghe nói là một gia tộc rất xa xưa. Đồng chí nổi tiếng nhất trong Lam Viên hiện nay chính là Chủ tịch thành phố Tân Môn đương nhiệm đồng chí Lam Bình Phong. Diện tích của Lam Viên tương đối lớn, nằm ở khi ngoại thành thành phố Tân Môn. Ngôi nhà cũng không quá bắt mắt, chỉ là một toàn nhà ba lầu gạch ngói xanh. Tuy nhiên, diện tích cũng tương đối lớn. Xung quanh là một khu đất rộng, dài chừng 2 dặm. Kỳ lạ là, quanh tòa nhà trồng đủ loại rau quả linh tinh. Người không biết chắc còn tưởng Lam Viên chỉ là đại viện của một gia đình làm nông mà thôi. Người hiểu rõ Lam Viên này, thì rất mong được tới đây, đứng ngoài nhìn chăm chăm vào tòa nhà. Đêm khuya, tại một mảnh cỏ bên ngoài tòa nhà Lam Viên. Lúc này có một thằng nhãi mình đầy mồ hôi đang điên cuồng đánh đấm, dẫm đạp trên bãi cỏ. Khiến cho cành lá rơi rụng, cây cỏ cúi đầu. Đánh chết mày này, chó Nhật, chó Nhật. Người thanh niên vừa mắng, vừa hung hăng dẫm lên đám cỏ. Dẫm cho chúng thành bùn lầy rồi mà dường như vẫn không cam lòng, cứ dẫm tiếp,
cả bàn chân đã lún sâu vào trong rồi. Lúc này, bên ngoài Lam Viên vang lên tiếng thắng xe KTTT. Tuy nhiên, cậu thanh niên kia vẫn không dừng lại, ra sức giẫm mạnh đám cây cỏ đáng thương, miệng còn chửi bậy, đang phát tiết cơn giận. Nhất định là rất giận. Tín Trạch, con đang làm gì đấy, làm cả khu vườn lộn xộn cả rồi, chẳng ra làm sao cả. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên, Lam Tín Trạch vừa nghe thấy đã thu chân lại. Hình như, giọng Lam Tín Trạch tương đối sợ hãi, miệng lẩm bẩm nói. Bác cả, con sai rồi. Sai chỗ nào? Cùng với giọng nói đó, một người trung niên bước chân vững vàng bước đến. Người này nhiều nhất chỉ khoảng 50 tuổi, sắc mặt khỏe khoắn, vai rộng. Đi cạnh người trung niên là một chàng thanh niên tướng mạo tương đối giống. Dáng người tương đối lớn, vì khung xương to, tóc trải một mái, cánh mũi hình, mặc bộ đồ tây may vừa khéo, nhìn có vẻ đẹp trai, phong độ. Cậu xem, có phải bị cô nàng họ Phí kia chọc giận, nên tìm về chút giận lên đám cỏ không, một cô nàng mà cũng chẳng trị được, còn dám ở đây mà chửi mẹ nó. Có bản lĩnh thì đến mà chút giận trên người cô nàng họ Phí ấy. Tên thanh niên kia lớn tiếng nói với Lam Tín Trạch. Người này tên Lam Tồn Quân, con trai của chủ tịch thành phố Lam Bình Phong. Hiện nay đang đảm nhiệm vụ trưởng vụ xuất nhập khẩu thuộc Bộ Ngoại thương. Lam Tồn Quân mới đầu 30 là phó vụ trưởng trẻ nhất ở Trung ương, đúng là tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa, thân thế cũng không tầm thường, gia tộc không tầm thường, dĩ nhiên, trên khuôn mặt người thanh niên này thường có một tia cao ngạo lạnh lùng rồi. Tia cao ngạo lạnh lùng này, thường khiến các cô nàng bị mê hoặc. Người ta nói, tàn bạo thì gọi là lạnh lùng hà khắc, chính là vì chữ lạnh này mà ra cả. Người trong giới ở Tân Môn đều gọi Lam Tồn Quân là Lam Thiếu Gia. Vừa thấy người anh họ Lam Tồn Quân này, Lam Tín Trạch giống như tìm được chỗ dựa. Anh, em biết làm cách nào khác. Lam Tín Trạch mặt mày buồn bã, ánh mắt hơi thất thần. Kỳ thực, tên này đang câu cá. Gã biết, anh họ mình không thể nào không để ý chuyện của mình. Huống hồ, nếu mình có thể nên duyên với đại tiểu thư Phí Gia Trang, với bối cảnh Phí Gia, Lam Gia sẽ có hy vọng tiến lên bậc thang mới. Bằng không, nếu chỉ dựa vào sức bật của Lam Gia thì cũng chẳng có được kết quả gì. Lam Bình Phong tuy nói là chủ tịch thành phố Tân Môn, ủy viên Trung ương Đảng, là cán bộ cấp tỉnh. Cái này, tuy nói là một quan to của tỉnh, nhưng, ở khắp cái nước Trung Quốc này, người như vậy cũng không ít. Chỉ đến khi Lam Bình Phong lên được chức bí thư thành ủy thành phố Tân Mông, chính thức tiến vào chiếc ghế ủy viên bộ chính trị thì Lam Gia mới có thể chính thức bước lên trời. Mà Lam Bình Phong muốn ngồi lên vị trí này, trách nhiệm vô cùng nặng nề. Nếu không có sự ủng hộ của Phí Gia chắc chắn không thể rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bị cái gì đập vào đầu à? Sao cậu tức giận như vậy chứ? Muốn đạp hết cây cỏ trong vườn để chút giận à? Chẳng được tích sự gì cả. Lam Tồn Quân cốc đầu em họ, cười mắng. Hai anh em cùng nhau lớn lên, ngay cả chuyện mặc chung cái quần cũng từng làm rồi, cho nên, tình cảm anh em rất tốt đẹp. Anh, Điệp Vũ bị người ta cướp mất rồi. Lam Tín Trạch vẻ mặt tức tối, nói. Cướp, ai cướp được của cậu? Không phải cậu từng nói, chuyện của cậu với Điệp Vũ, ván đã đóng thuyền rồi. Hơn nữa, cậu cũng từng nói, cậu đã hàng phục được Điệp Vũ, bước tiếp theo là chờ đính hôn thôi. Giờ sao lại xuất hiện một Trình Giảo Kim chứ? Nói cho anh nghe nào, là thần tiên phương nào dám cướp phụ nữ của nhị công tử nhà họ Lam chúng ta? Quyền chủ tịch thành phố Hải Đông tỉnh Nam Phúc Diệp Phàm, em mới điều tra được. Tên đó ngông cuồng lắm, lái một chiếc Santana 200 cũ mềm lên thủ đô. Mẹ nó, không sợ té chết à? Lam Tín Trạch không kìm được mắng. Tình hình thành phố Hải Đông như thế nào? Lam Tồn Quân nhíu mày, hỏi. Là thành phố cấp 3 xếp hạng trung bình trong tỉnh Nam Phúc, nhân khẩu mấy triệu người. Nghe nói tài nguyên khoáng sản phong phú, cũng có vài xí nghiệp khai thác mỏ đồng. Nói đến đây, Lam Tín Trạch liếc nhìn anh họ Lam Tồn Quân. Thành phố cấp 3, quái lạ, chủ tịch thành phố cấp 3 ít nhất cũng phải gần 40. Cô nàng Điệp Vũ mới bao nhiêu chứ, khoảng hai mấy, sao lại đi kiếm mấy người trung niên? Chẳng lẽ tên nhãi đó gia thế rất cao, không phải người của Diệp gia thủ đô chứ? Lam Tồn Quân hỏi. Không phải, làm sao có thể là người nhà của Phó Thủ tướng Diệp Toàn Xâm hệ Nam Viên, kinh phái được. Em điều tra rồi, thằng nhóc đó xuất thân bình thường, gia đình cán bộ nhỏ huyện Cổ Xuyên tỉnh Nam Phúc. Lam Tín Trạch nói, liếc nhìn anh họ, nói thêm.
Tuy nhiên, có chút kỳ lạ, thằng nhãi đó xuất thân bình thường sao có thể leo nhanh đến thế được. Chưa đến 30 tuổi đã là quyền chủ tịch thành phố. Cái này, hình như con cháu xuất thân trong đại gia tộc cũng chẳng có ai thăng quan nhanh đến như vậy. Có chút kỳ lạ, sao leo nhanh thế được, cho nên, sau khi tìm hiểu tình hình cậu không dám động thủ. Suy đi nghĩ lại, muốn tôi nhúng tay vào lĩnh vực đối ngoại xuất nhập khẩu để kẹp cổ chúng lại chứ gì. Lam Tồn Quân liếc mắt một cái đã nhìn thấu thủ đoạn nham hiểm của cậu em họ. Anh, em bị người ta ức hiếp, anh dù sao cũng phải ra mặt đúng không nào. Em nghĩ, thành phố Hải Đông có mấy xí nghiệp xuất nhập khẩu. Đến lúc đó, anh nhấp nháy môi vài cái là họ đã phải khó chịu rồi. Dù gì tên họ Diệp cũng chỉ là quyền chủ tịch thành phố, còn phải trải qua đại hội đại biểu hội đồng nhân dân. Đến lúc đó kinh tế đi xuống, các xí nghiệp xuất nhập khẩu vì hắn mà làm ăn không ra gì. Những người kia đến lúc nào đó sẽ làm ầm ĩ lên, chỉ cần chúng ta xuất thêm ít độc chiêu, nếu có thể bóp chết không cho hắn chính thức lên vị trí chủ tịch thành phố, vậy chẳng phải là xong rồi sao? Em không tin, Phí Điệp Vũ lại đi thích một tên chức vị thấp, một tên ngốc thất bại trốn quan trường. Lam Tín Trạch đưa ra một ý kiến không tồi, nhìn anh họ, lại nói thêm. Còn nói đến chuyện sợ hãi, anh nghĩ Lam Tín Trạch em là loại người nào? Người Lam gia chúng ta đớn hèn như vậy khi nào chứ? Tiểu tử cậu, suy nghĩ chu đáo lắm, có một số việc, không đơn giản như bề ngoài đâu. Tuy nhiên, rốt cuộc Điệp Vũ đối với cậu như thế nào? Trước đây cậu nói dối tôi đúng không? Nếu Điệp Vũ thích cậu, sao thay lòng đổi dạ nhanh như vậy chứ? Diệp Phàm hắn không phải dáng dấp như Phan An Tống Ngọc chứ? Sao có thể kỳ diệu đến như vậy? Lam Tồn Quân có chút nghi ngờ, liếc nhìn cậu em họ. Cái này, hình như cô ấy đối xử với em không tệ. Lam Tín Trạch vẻ mặt xấu hổ, dưới ánh mắt nghiêm khắc của anh họ, tên này căn bản chẳng dám nói dối thêm nữa. Chương 1696, gọi nhịp. Hóa ra tất cả đều là nói dối à? Chắc hẳn căn bản Điệp Vũ chẳng hề để ý đến cậu đúng không nào? Còn cậu thì tự đa tình đúng không? Lam Tồn Quân hừ giọng nói. Mặc kệ có thành hay không, bản thân em không vừa mắt với tên họ Diệp kia. Mẹ nó, quá kiêu ngoại, dựa vào cái gì mà ngông nghênh chứ? Nếu không có hắn có lẽ Điệp Vũ đã theo em rồi. Có hắn, tám phần là em không có đất diễn rồi. Anh phải giúp em, vứt tảng đá thối kia đi. Bằng không, em sẽ tự mình ra tay. Anh cũng biết tác phong làm việc của em rồi đó, đến lúc gió anh không thiếu phiền phức đâu. Lam Tín Trạch tức giận mắng. Thôi vậy, không nói chuyện này nữa. Dù nói thế nào, phụ nữ là người nhà họ Lam chúng ta thích, không thể để cho người ngoài dễ dàng cướp đi được. Nếu chủ tịch thành phố Diệp vật tay với Lam gia chúng ta. Không sao, sau năm mới, anh sẽ bớt chút thời gian xuống Hải Đông. Tôi muốn xem. Chẳng lẽ Hải Đông lại không muốn xuất nhập khẩu, giao dịch hàng hóa sao? Lam Tồn Quân khẩu khí rất lớn, nhấc chân lên đá một cái, hòn đá nặng mấy trăm cân bên cạnh không ngờ lại bay xa chục mét giống như quả bóng cao su, đập trúng một thân cây, rắc một tiếng. Thân cây to bằng miệng chén gãy ngay lập tức. Quay người lại, gã nói với em họ. Chỗ này là do cậu phá, giờ thì tự mình dọn đi. Nếu không, cẩn thận nắm đấm của anh đây đấy. Em biết rồi. Lam Tín Trạch hai mắt đổi màu, dĩ nhiên là vô cùng tin tưởng. Liếc mắt nhìn anh họ một cái, nói. Anh, lão hòa thượng quét rác ở Ngũ Đài Sơn đúng là lợi hại thật. Giờ anh mấy đẳng rồi. Nói càn, sư của anh mà quét rác à, đó chẳng qua là do anh thích quét dọn, đâu phải cậu thích nói sao thì nói. Lam Tồn Quân sắc mặt lạnh nhạt giáo huấn. Không nói nữa. Lam Tín Trạch vội vàng nói. Chợt, Lam Tồn Quân vào đại sảnh. Thấy cha mình Lam Bình Phong không ngờ vẫn ngồi trên sofa. Cha, trễ thế này còn chưa ngủ ạ? Lam Tồn Quân ân cần hỏi thăm. Vừa rồi hình như có nghe con với Tín Trạch nói chuyện, có vẻ nó với cô bé nhà Phí gia xảy ra chuyện gì đúng không? Lam Bình Phong rất ít về nhà, bình thường ông đều ở tòa nhà của ủy viên thường vụ thành ủy. Vài chuyện thanh niên ấy mà, cha không cần hỏi đâu, chuyện này, để con dàn xếp là được rồi. Lam Tồn Quân thản nhiên nói, vì cha mình có nhiều việc lắm rồi, y không muốn ông ấy lại phiền lòng thêm nữa. Tồn Quân, Tín Trạch có được cơ hội này, con phải cố gắng giúp nó nắm lấy mới được. Lam Bình Phong nói, sau đó xoay người lên lầu nghỉ ngơi. Dưa xanh hái không ngọt, hơn nữa,
tiểu thư Phí gia dễ bắt như vậy sao? Hai, cha đã dặn dò vậy rồi, dù sao cũng phải thúc đẩy một chút vậy. Lam Tồn Quân thở dài bước về phòng, gãi mái tóc húi cua, đặt mông ngồi xuống chiếc giường sa hoa rộng chừng 2 mét, thằng nhãi này cảm thấy hơn buồn. Hai mắt tự dưng dừng lại bức tranh trên tường, trong tranh là một cô gái mặc bộ sườn xám, lông mi cong như trăng khuyết, đôi mắt dường như ẩn chứa tình cảm đang nhìn Lam Tồn Quân. Lâm Nhi, em nói muốn đến Nam Phúc, anh không ngăn được em đã đi mất rồi. Đã mấy năm trôi qua, anh vẫn chẳng dám hỏi thăm tin tức của em. Anh thực sự không dám hỏi thăm, chỉ sợ sau khi hỏi thăm thì lại đến tìm em. Chuyện kia, thật sự do em hiểu lầm thôi, nhưng, cũng là anh sai trước. Anh sai rồi, không biết giờ em sống có tốt không, có gầy đi không, có ai bắt nạt em không? Anh nghĩ chắc không có đâu nhỉ. Đại tiểu thư xuất thân từ Tô gia thủ đô, ai dám ăn gan hổ mà bắt nạt em chứ? Nếu thực sự bị bắt nạt, em cứ gọi điện cho anh được không? Để anh. Sau khi tự lẩm bẩm một mình, hai mắt Lam Tồn Quân bắn ra tia hàn quang, sát khí có thể xuyên được da thịt người ta. Nháy mắt, Lam Tồn Quân như hạ quyết tâm, cầm điện thoại lên, hỏi. Tô tiểu thư hiện nay đang ở đâu? Cô ấy đang ở thành phố Hải Đông tỉnh Nam Phúc, thành lập tập đoàn Địa Đường Điểu, có vài công ty con, chuyên sản xuất trang phục, đồng và giày dép. Ngoài ra hội sở Tô thị ở Hải Đông thu nhập cũng không tệ. Là nguồn thu chủ yếu của tập đoàn Địa Đường Điểu. Một giọng nam trầm vang lên. Có ai quấy nhiễu cô ấy không? Lam Tồn Quân hừ giọng. Quấy nhiễu, ai dám? Lúc mới đến Hải Đông gầy dựng sự nghiệp, có vài cán bộ với mấy tên côn đồ định kiếm trác từ cô ấy. Nhưng, lúc đó họ đều bị Cao Tiềm giải quyết rồi. Nên biết, tính khí hung hăng của Cao Tiềm có tiếng. Hiện nay tiểu thư là nhân vật có tiếng tăm ở Hải Đông lắm. Nhưng mà... Giọng nói từ bên trong truyền ra có chút chần chừ. Nhưng mà cái gì, có gì nói mau đi, con người tôi không thích dài dòng. Lam Tồn Quân cau mày, hừ nói. Lần trước, cũng không biết thế nào, tiểu thư với chủ tịch thành phố Hải Đông Diệp Phàm có chút xung đột nhỏ. Trong điện thoại có tiếng trả lời nhỏ. Sao lại thế này, lại là hắn? Lam Tồn Quân mặt mày nhăn nhó, không thể ngờ em họ muốn kiếm chuyện với Diệp Phàm. Mà ngay cả người phụ nữ mình luôn yêu cũng muốn tìm hắn gây chuyện. Hôm Diệp Phàm đến thành phố nhậm chức, em của Tô tiểu thư tên Tô Ngưu Đản gì đó. Nhưng, sau đó, Tô tiểu thư đến tìm chủ tịch thành phố Diệp, không biết đã xảy ra chuyện gì trong phòng làm việc của chủ tịch thành phố. Chỉ thấy Tô tiểu thư toàn thân ướt đẫm chạy ra. Miệng còn mắng khốn kiếp. Chuyện này, chẳng qua do Tô Ngưu Đản làm mấy chuyện ngu ngốc thôi. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Sau đó, tiểu thư đích thân xuất mã muốn thả Tô Ngưu Đản ra. Ai ngờ, nói tốt nói xấu gì cũng vô dụng. Chủ tịch thành phố Diệp đúng là quá cao giá, không nói là ức hiếp người. Mà, cục trưởng cục công an Hải Đông, tên An Kỳ kia cũng là chó săn của chủ tịch thành phố Diệp. Chuyện nhỏ thành lớn, cứ giam giữ người đến nay chưa chịu thả. Nghe đồn là chủ tịch thành phố Diệp đã thề độc, nói là sẽ đưa Tô Ngưu Đản vào tù. Cái này cũng hơi quá rồi. Không xem mặt tăng cũng phải nể mặt Phật chứ, mặt mũi của Tô gia bị đánh không gượng dậy nổi rồi. Dù sao, Tô Ngưu Đản có ngu ngốc chăng nữa, nhưng gã cũng mang họ Tô. Mặt mũi của tiểu thư cũng mất hết, chắc hẳn, sau này sẽ phiền phức lớn. Nghe nói gần đây tiểu thư buồn lắm, không lâu trước còn xung đột với Diệp Phàm ở hội sở Tô thị nữa. Giọng nam lại vang lên. Xung đột, kết quả thế nào? Lam Tồn Quân quan tâm hỏi. Tiểu thư. Tức giận suýt chút nữa là đập cửa hội sở Tô thị rồi. Giọng kia nói nhỏ. Thứ khốn kiếp. Lam Tồn Quân rốt cuộc không kìm nổi, mắng một câu. Bộp một tiếng, chiếc di động đã bị gã ném vào vách tường. Dám bắt nạt phụ nữ của tao, Diệp Phàm, mày chết chắc rồi. Lam Tồn Quân chỉ vào tường thề. Ở Phí gia khổ luyện với sư bá Phí Thanh Sơn đến mùng 9, Diệp Phàm trở về Hải Đông. Sáng mùng 19 là ngày đi làm chính thức đầu tiên sau Tết. Mỗi lần luyện công xong, Diệp lão đại đềm được Phí Điệp Vũ nhẹ nhàng trà lưng. Hơn nữa, lần cuối cùng Diệp Phàm rời khỏi Phí gia, Phí Điệp Vũ còn gảy đàn cho hắn nghe. Thử nghĩ xem, một cô gái mặc yếm đỏ, váy siêu ngắn ngồi đánh đàn. Bên cạnh trong làn hơi nước hôi hổi, chàng thanh niên chỉ sót lại chiếc quần ngắn nằm nghiêng bên hồ nước gỗ. Cảnh tượng đó kiều diễm biết chừng nào. Đương nhiên,
Diệp lão đại đang ngồi trong phòng làm việc ở Ủy ban Nhân dân thành phố rồi, nhưng hắn vẫn còn hồi tưởng cảnh Hồng Phấn lúc tắm, miệng lẩm bẩm. Tiếc quá, chỉ tắm 2 lần. Không có thời gian nữa, làm quan, thân không được tự do. Ngay cả tắm cũng không được tự do nữa, đáng ghét quá đi. Lúc này, điện thoại vang lên. Vừa nghe máy, đã thấy giọng trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy đồng chí Cổ Dị Hùng vang lên. Đầu năm, Dị Hùng chúc chủ tịch thành phố năm mới may mắn. Năm mới may mắn, được được, trưởng ban Cổ, mọi người đều may mắn. Diệp lão đại mỉm cười, lần đầu viên ngồi lên cái ghế đại diện cho quyền lực của chủ tịch thành phố sau khi đón Tết, không ngờ lại có khởi đầu tốt đẹp như vậy. Cổ Dị Hùng đồng ý gọi điện, cũng có chú ý nghĩa. Nếu như không có cảnh gặp gỡ ở đại viện Kiều gia kia, Cổ Dị Hùng làm sao lại gọi điện đến ân cần hỏi thăm mình chứ? Ha ha! Cổ Dị Hùng gật đầu, lát sau, nói tiếp. Chủ tịch thành phố, về hạng mục quy hoạch khe suối Vượng Phu đã được đưa lên rồi. Đưa lên đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải cho mọi người biết. Hơn nữa, bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thông qua rồi, chuyện gửi văn kiện đi, chẳng lẽ còn giữ bí mật sao? Diệp Phàm thản nhiên nói. Vốn đưa lên cũng chẳng có gì không tốt, cũng là để một số người chuẩn bị trước, sớm tính toán. Chẳng hạn như, vốn những nhà dân đang xây quanh khe suối Vượng Phu cũng phải tính toán kỹ. Bằng không, nếu như xây lên rồi thì không phải lại phá đi hay sao? Tuy nhiên, cũng có một số người trong bọn họ có suy nghĩ sai lệch. Chủ tịch thành phố vừa mới về chắc chưa biết rõ lắm, trong Tết, hai bờ khe suối Vượng Phu náo nhiệt lắm. Cổ Dị Hùng trong câu nói có ẩn ý. Rất náo nhiệt, trưởng ban Dị Hùng, không phải đang nói với tôi về lễ thả đèn ngày Tết náo nhiệt đấy chứ? Diệp Phàm thản nhiên nói, trong lòng cả kinh, đoán là đã có chuyện xảy ra. Vì Cổ Dị Hùng này họ Cổ, chứ Cổ với giả đồng âm, nên bình thường chẳng ai dám gọi y là trưởng ban Cổ cả, chỉ dám gọi là trưởng ban Dị Hùng thôi. Không phải là náo nhiệt kia đâu, chủ tịch thành phố, anh đi xem thử sẽ rõ ngay thôi. Chuyện tương đối nghiêm trọng, nếu không ngăn lại sợ lại càng nhiều chuyện xảy ra. Hơn nữa, chuyện sửa sang khe suối Vượng Phu, ý kiến của thành ủy bên này cũng hơi khác nhau. Hình như là qua Tết âm lịch, tư tưởng mọi người cũng có chút thay đổi. Cho nên, chủ tịch thành phố nên nắm chắc một chút, sớm trình bày phương án để hội nghị thường vụ thảo luận thông qua cho thỏa đáng. Chỉ sợ mọi chuyện phức tạp. Huống hồ, sớm được thông qua thì bên bộ thủy lợi cũng tiện sắp xếp hơn. Giọng điệu Cổ Dị Hùng có chút lo lắng, vì cậu của Cổ Dị Hùng là bộ trưởng bộ thủy lợi. Cảm ơn. Diệp Phàm nói xong thì gác máy, lập tức ra ngoài gọi thư ký Lý Mộc lên. Lý Mộc, lập tức gọi chủ nhiệm Vu Hữu Hòa lên đây ngay. Chủ tịch thành phố có cần gọi xe không? Lý Mộc cung kính hỏi. Không cần, lên đường. Diệp Phàm khoát tay, Lý Mộc là anh Lý Ngọc. Sau Tết nhờ mối quan hệ đã chuyển từ ban thư ký chánh văn phòng tỉnh ủy đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Đông, đảm nhiệm chức vụ thư ký chuyên trách cho Diệp Phàm. Người vui nhất chính là Lý Ngọc, nghe nói mấy hôm trước đưa anh xuống cứ hỏi thăm tình hình chủ tịch thành phố Diệp mãi. Tuy nhiên, mọi người đều chẳng biết chủ tịch thành phố đi đâu. Cô nàng Lý Ngọc đành trở về. Tuy nhiên, vừa mới được nửa đường, nghe nói chủ tịch thành phố về lại Hải Đông, cô đã bắt xe quay trở lại Hải Đông. Chương 1697, thằng nhãi kia đã trở lại. Diệp Phàm vẫn còn đang quan sát Lý Mộc, nếu như không dùng được, dù Lý Ngọc có khẩn cầu thế nào, Diệp Phàm cũng sẽ không dùng đến gã. Tuy nhiên, Lý Mộc để lại cho Diệp Phàm ấn tượng không tệ. Tuy không nói nhiều nhưng tay chân lanh lẹ, hơn nữa, cũng rất cung kính với mình. Lý Mộc, chỗ ở thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Chủ nhiệm Vu đã lo giúp cả rồi ạ. Cấp cho một căn nhà có 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Một mình tôi ở cũng cảm thấy quá rộng, chỉ bằng đổi lại căn nào 1 phòng ngủ 1 phòng khách là được rồi. Lý Mộc nhìn Diệp Phàm, cung kính trả lời. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Vu Hữu Hòa làm như vậy, dĩ nhiên là đang thể hiện thiện ý với mình. Bởi vì, Lý Mộc là do chính mình dặn dò Vu Hữu Hòa lên chánh văn phòng tỉnh ủy xin người. Vu Hữu Hòa tự ngửi được mùi gì đó. Cho nên, tự nhiên sẽ đặc biệt chiếu cố đến Lý Mộc. Bây giờ Lý Mộc chỉ là một nhân viên, theo cấp bậc mà nói không thể phân căn nhà tốt như vậy được. Tuy nhiên, sự hiểu chuyện của Lý Mộc khiến Diệp lão đại cảm thấy vui. Thanh niên bình thường ai mà ngại phòng rộng, chỉ ngại phòng quá nhỏ thôi.
Lý Mộc rõ ràng đang nói những câu trái lương tâm, nhưng Diệp Phàm cảm nhận được Lý Mộc sợ gây thêm phiền phức cho mình. Ủy ban nhân dân thành phố này phức tạp, có rất nhiều kẻ ngồi lê đôi mách. Ha ha, như vậy mà rộng gì, qua một thời gian nữa, đón thêm vợ về, đến lúc đó anh lại chê phòng ít ấy chứ. Diệp Phàm mỉm cười. Chúng tôi vẫn chưa kết hôn, chỉ mới đính hôn thôi ạ. Lý Mộc đỏ mặt, nói. Vậy tìm lúc nào thích hợp cưới đi là được rồi đấy. Diệp Phàm mỉm cười nói. Chỉ chốc lát sau, Vu Hữu Hòa tới. Cả ba chúng ta ra ngoài một chút, nghe nói Hải Đông ăn Tết náo nhiệt lắm. Diệp Phàm nói, liếc mắt nhìn Vu Hữu Hòa, chữ náo nhiệt được nhấn rất mạnh. Vu Hữu Hòa sau khi sửng sốt, mặt lập tức đỏ lên, liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Chủ tịch thành phố, tôi làm việc không tốt, chuyện này, đáng ra tôi nên báo cáo với anh từ sớm. Chuyện gì, mới ăn Tết xong mà có chuyện gì? Diệp lão đại liếc mắt nhìn Vu Hữu Hòa, thản nhiên hừ nói, dĩ nhiên là đang ngầm chỉnh đốn Vu Hữu Hòa. Chuyện này trưởng ban cổ người ta còn biết, Vu Hữu Hòa anh là đại quản gia của Ủy ban Nhân dân thành phố, lẽ nào lại không biết chuyện này? Anh biết mà không báo cáo, vậy trong lòng có gì phức tạp rồi? Trong đợt Tết âm lịch, tin Ủy ban Nhân dân thành phố tu sửa khe suối Vượng Phu bị truyền ra ngoài. Vậy là các công trình xây dựng trái quy định mọc lên như nấm, rất càn rỡ. Trong thời gian nghỉ lễ, các phòng ban trên cơ bản đều trong tình trạng ngưng trệ. Tôi cũng có về quê vài ngày. Khi quay lại mới phát hiện ra thì nó đã là chuyện ngày hôm qua rồi. Chủ tịch thành phố, việc này, tôi tự kiểm điểm vì không kịp thời báo cáo cho anh. Vu Hữu Hòa thái độ tương đối thành thật. Ăn Tết mà, cũng không trách anh được. Diệp Phàm thản nhiên lắc đầu, nói. Bọn họ tính toán hay lắm, chắc chắn là đang ngóng về khoản tiền bồi thường. Đối với trường hợp này, đồng chí Vu Hữu Hòa, anh nói xem, có cách nào khống chế không? Rất khó. Vu Hữu Hòa nhíu mày, lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Mấy năm nay Ủy ban Nhân dân thành phố mà có xây dựng cải tạo đường phố, cải tiến các tiểu khu, chuyện giải phóng mặt bằng luôn là chuyện khó khăn nhất. Người ta xây dựng rồi, giờ muốn dỡ bỏ, thì sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Nhà cửa nó liên quan đến vấn đề sinh tồn của nhân dân. Có lẽ, người ta sống cả đời trong căn nhà nhỏ như lỗ mũi, giờ phải dỡ bỏ đi thì chẳng khác nào đòi mạng bọn họ. Vốn, chúng ta có lý do chính đáng. Những công trình xây dựng trái quy định này không được cấp giấy phép xây dựng. Nhưng, tình hình nước ta như vậy rồi. Có một số chuyện, các điều luật chế độ trước mặt họ cũng mất hiệu lực. Nói đến đây, Vu Hữu Hòa liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Nói cụ thể một chút. Diệp Phàm hỏi. Dân chúng thích nhất là biến mọi chuyện thành sự thực, kiểu như gạo nấu thành cơm ấy. Hơn nữa, số người xây dựng chớp nhoáng không phải thiểu số. Bọn họ bện thành sợi dây đối kháng với chính phủ. Hơn nữa, những người này, bọn họ không phạm pháp, không thể kêu công an ra mặt cưỡng ép bắt người. Bọn họ là nhân dân, anh kêu người đến dở nhà, người ta sẽ gây rối ngay. Dân chúng đoàn kết gây rối, bao năm nay luôn là vấn đề đau đầu nhất của nhà nước. Hơn nữa, hiện nay dân chúng giờ thông minh lắm. Họ gây rối luôn có lý do. Chẳng hạn như, bất mãn với cách làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Các cán bộ sợ bọn họ liên kết làm loạn, lãnh đạo cấp trên mà biết chuyện, mặc kệ đúng hay sai, đầu tiên cứ phải đánh Ủy ban Nhân dân thành phố một gậy trước rồi tính sau. Hơn nữa, trong số những hộ dân bị cưỡng chế, thành phần dùng bạo lực kháng pháp là những nhân vật khó chơi nhất. Vu Hữu Hòa sắc mặt khó coi nói. Đợi thành ủy thông qua phương án tu sửa khe suối Vượng Phu, lập tức hành động ngay. Cho dù có liên quan đến cái gì, cứ dỡ bỏ những căn nhà xây tạm bợ kia trước rồi tính, hơn nữa, tiền bồi thường không trả một xu. Còn những công trình xây dựng trái phép, cứ xem tình hình rồi bồi thường một ít, nhưng vẫn phải dỡ bỏ. Vu Hữu Hòa, anh lập tức làm mấy tờ thông báo, đưa cho các đài truyền hình trước đi. Yêu cầu không chấp nhận bất kỳ công trình xây dựng nào hai bên khe suối Vượng Phu nữa. Cục đất đai không được phê chuẩn bất kỳ hạng mục gì. Bằng không, ai phê duyệt người ấy tự chịu trách nhiệm. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nói. Giọng điệu vô cùng cứng rắn. Anh, Diệp Phàm về rồi. Trong điện thoại là giọng một phụ nữ trung niên, điện cho người cầm lái của gia tộc họ Phượng Thủy Châu, Phượng Lăng Không. Người phụ nữ này, tuy nói sắp 40, nhưng, nhìn qua vẫn còn rất thướt tha.
Kẻ mày nhạt, đánh lấp phấn mỏng. Phu nhân này tên là Phượng Anh, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố Hải Đông, là nhân vật số 2 của Cục Xây dựng thành phố Hải Đông. Nghe nói chính đồng chí Cục trưởng đương nhiệm Phương Thành đã chọn cô. Rốt cuộc là vì nguyên nhân này, người phụ này cũng có một số tin đồn. Tuy nhiên, người phụ nữ này diện mạo chỉ có thể nói là vừa vừa bậc trung, ngực cũng chẳng lớn, mông thực ra thì cũng vừa phải. Nếu thực sự như lời đồn, vậy thì xem ra con mắt của người đồn cũng chẳng ra gì. Về từ khi nào? Phượng Lăng không hỏi. Vừa về tới Hải Đông, sáng nay. Phượng Anh nói. Có thấy hắn có gì khác lạ không? Phượng Lăng không hỏi. Có gì khác? Phượng Anh không rõ. Hoảng hốt, đi đường mệt nhọc, có phải là có bị thương gì đó không? Phượng Lăng không dẫn dắt. Không thấy, đi vững vàng lắm, chẳng bẩn thỉu ướt át chút nào. Hơn nữa, mới vào Ủy ban Nhân dân thành phố đã mặt mày tươi cười, chúc Tết các nhân viên. Hình như, tâm tình không tệ lắm. Phượng Anh nói. Quái. Phượng Lăng không thì thào, rõ ràng là kỳ lạ, sao Diệp Phàm lại khỏi nhanh như vậy được chứ, thế là, gã nói tiếp. Chuyện bên cô sắp xếp xong cả chưa? Toàn bộ đều làm theo yêu cầu của An, chắc chắn, sẽ làm cho hắn bận ngập đầu. Phượng Anh thản nhiên hừ giọng nói. Lúc này, trên người người phụ nữ này, đầy sát khí. Dường như trong nháy mắt đã thay bằng một người khác. Như vậy là cô đang đọ sức trực diện với hắn, cô có sợ hắn lấy mất mũ quan của cô không? Phượng Lăng không có chút quan tâm, hỏi. Hắn lấy mũ quan của em, hắn có cái bản lĩnh đó sao? Phượng Anh lạnh lùng hừ nói. Vậy thì tốt, hắn sao có bản lĩnh đó chứ? Cô nhớ cho kỹ, dù dùng cách nào, cũng phải cố gắng bám lấy hắn. Chúng ta phải bám cho hắn mệt mỏi, không còn sức để làm gì khác mới được. Phượng Lăng không dặn dò. Em biết rồi, Ủy ban Nhân dân thành phố nhiều việc lắm. Nhất cử nhất động của dân chúng đều ảnh hưởng đến thần kinh của Ủy ban Nhân dân thành phố. Yên tâm đi anh, chuyện khe suối Vượng Phu cũng đủ cho hắn bận rộn một trận rồi. Hơn nữa, anh cũng chuẩn bị đi, đến lúc đó vừa thả ra, ha ha, Diệp Phàm chắc hẳn sẽ bị một đá. Phượng Anh không ngờ lại cười thâm hiểm. Ừ. Phượng Lăng không nói một tiếng rồi gác máy. Quay đầu lại nói. Gọi hết bọn Tín Thu lại đây. Chỉ một lát sau, con trai lớn của Phượng Lăng không, Phượng Tín Thu, con trai thứ hai Phượng Cửu Phi, em trai của Phượng Lăng không, Phượng Hoàng Đức, cháu Phượng Hải Tinh, cháu họ Phượng Bình Thiên và những nhân vật nòng cốt của Phượng gia đều có mặt ở đại sảnh. Phượng Lăng không mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn mọi người, nói. Đây là chuyện cơ mật của nhà chúng ta, các người trước sau gì cũng biết. Đó chính là chuyện eo biển Mã Lục Giáp, chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của nhà ta. Các người đừng nghĩ Phượng Lăng không ta ăn nói lung tung, tuyệt đối không phải. Anh, chúng em đều hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này. Thành bại là ở thời khắc này. Phượng Hoàng Đức vẻ mặt ngưng trọng nói. Bác cả, thực lực vật lộn của Lô Gia suy giảm thê thảm, hiện tại ngay cả một cao thủ lục đẳng cũng chẳng có, chúng ta sợ gì họ chứ? Bọn họ phái đi bảo hộ thuyền nhiều nhất chỉ cao thủ tam tứ đẳng. Nhà chúng ta có anh Tín Thu, lại còn thêm chú hai xuất mã đã đủ rồi. Cháu họ Phượng Bình Thiên tương đối lớn tiếng, hừ nói. Bình Thiên, con sửa ngay cái thói cao ngạo này đi. Lô ra xuống dốc, nhưng họ cũng từng là một con hổ. Nếu khinh địch, trên thuyền giả như có một cao thủ thì làm sao? Cho nên, kế hoạch lần này phải kín kẽ chu đáo, tuyệt đối không được có chút sơ hở nào cả. Phượng Hoàng Đức vẻ mặt nghiêm túc, giáo huấn Phượng Bình Thiên. Tín Thu, công ty bên Hải Đông chuẩn bị xong cả chưa? Phượng Lăng không quay đầu lại hỏi con. Đang tiến hành, chắc không bao lâu nữa là kế hoạch hoàn thành ạ. Nói đến đây, vẻ mặt Phượng Tín Thu vô cùng nghiêm túc nói với Phượng Lăng không. Ba, cô sao rồi? Con nghi ngờ năng lực của cô hay là cấp bậc chức vị của cô? Phượng Lăng không hỏi. Cô làm ở Cục Xây dựng Hải Đông không phải chỉ là một cục phó, cấp bậc cục trưởng thôi. Đâu được coi là nhân vật số một, ở trong cục cô ấy có thể đảm đương hết sao? Bản thân cô nói đã răng lưới hết cả rồi, con cũng đã điều tra, đúng là đã thỏa đáng. Nhưng, nếu Diệp Phàm đã quay lại, sau khi hắn biết được chuyện, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó, hạng mục tu sửa khe suối Vượng Phu được hội nghị thường vụ thông qua. Diệp Phàm có thể quay ngược lại lấy mũ quan của cô. Cô sẽ bị đổ.
Hải Đông sẽ thiếu đi một tâm phúc. Phượng Tín Thu có chút lo lắng. 3. Nghe nói Diệp Phàm tuy mới trình độ tam, tứ đẳng. Vậy để con đem Hải Tinh, Bình Thiên, ba người chúng con âm thầm đánh cho Diệp Phàm tàn phế. Cần gì phải để cô phải tốn sức, nếu cuối cùng cô mất cả mũ qua, Phượng gia chúng ta không phải mất sạch thể diện sao? Hơn nữa, cô Phượng Anh đối với nhà chúng ta rất tốt, chúng ta không thể nhìn cô ấy bị tổn thương. Lúc này, Phượng Cửu Phi khinh thường nói. Chương 1698, Ủy ban Nhân dân thành phố lẫn hạt cát. Thứ khốn kiếp. Bộp một tiếng, chiếc bàn đã bị Phượng Lăng Không vỗ mạnh một cái, toàn bộ tách chén trên bàn đều rơi cả xuống đấy, tiếng loảng xoảng không ngừng vang lên. Phượng Cửu Phi rụt cổ lại, không dám hé răng nữa. Cha bình thường không bao giờ quản mình, thích ăn chơi nhậu nhẹt tùy mình. Tuy nhiên, một khi cha đã thực sự tức giận thì cũng tương đối đáng sợ. Đánh cho tàn phế, con có thể đánh tàn phế được mấy người. Không phải cha đã dặn các con rồi. Dù Diệp Phàm là một người bình thường, các con cũng không được làm gì trên thân hắn. Muốn làm gì hắn, không cần các con phải động tay, toàn bộ phải mượn sức bên ngoài, làm quan quan trọng nhất là gì? Phượng Lăng Không lạnh lùng nói. Đương nhiên là mũ ạ. Phượng Cửu Phi thật thà đáp. Cái đó con nói đúng, quan trọng nhất là cái mũ trên đầu. Nếu chúng ta làm Diệp Phàm mất mũ, hắn sẽ nhụt chí ngay. Cái này, so với đánh cho hắn tàn phế còn tàn khốc hơn. Phượng Lăng Không lạnh lùng nói. Anh, khi nào thì ra tay? Phượng Hoàng Đức vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đừng vội, cứ đợi cá cắn câu đã. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này chúng ta phải tăng cường làm ầm ĩ ở Hải Đông mới được. Khiến cho Diệp Phàm sứt đầu mẻ chán luôn. Phượng Lăng Không thản nhiên hừ giọng nói. Sư phụ, Diệp Phàm trở lại Hải Đông rồi. Lúc này đạo trưởng Lý Thuần Miên chạy vào phòng ngủ của sư phụ Lý Thu Sơn. Có thấy mũi bị dị dạng không? Lý Thu Sơn thản nhiên hỏi. Không, rất bình thường, đi đứng vững chãi, giống như chưa từng bị thương vậy. Lý Thuần Miên hơi nghi hoặc nói. Chắc hẳn là vị cao nhân dùng giải lụa đã chữa trị cho Diệp Phàm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này phải đặc biệt chú ý Diệp Phàm. Chúng ta chơi hắn, hắn sẽ không tốt bụng bỏ qua đâu. Nếu trong khoảng thời gian này không có chuyện gì, vậy chứng tỏ, vị cao nhân giải lụa kia cũng sợ thanh danh phái Thanh Thành chúng ta. Cho nên, đã không dám lộ mặt, chắc hẳn là cùng bề trên của Diệp Phàm có chút giao tình. Cho nên, đã ra tay cứu hắn, chỉ giúp hắn trị thương chứ không thay hắn dàn xếp chuyện này. Lý Thu Sơn thoáng suy nghĩ, thản nhiên hừ giọng nói. Con cũng buồn bực, theo lý mà nói. Thằng nhãi này chịu thiệt như vậy là sẽ nổi giận đùng đùng chạy đến núi Thanh Thành chúng ta. Quái lạ là hắn lại trở về đơn vị công tác, giống như không có chuyện gì vậy. Dĩ nhiên hắn cũng có luyện qua vài chiêu, chắc hẳn hắn cũng hiểu được uy danh phái Thanh Thành chúng ta. Cho nên có chịu thiệt cũng chỉ biết nhịn, bằng không, còn làm thế nào chứ? Chẳng lẽ lại đến để bị thương thêm lần nữa? Hơn nữa, chúng ta quyết đấu công bằng, chính bản thân hắn cũng khó mở miệng. Nhưng lần sau nếu còn dám gây chuyện, không đơn giản là bị thương như vậy đâu. Lý Thuần Miên trên mặt lộ vẻ thâm độc. Phải biết khoan dung độ lượng một chút, Thuần Miên, đừng đánh chết người, gần đây, mấy vụ án hình sự cũng phiền phức lắm. Thứ hai, chủ yếu là thân phận đặc biệt của hắn. Một chủ tịch thành phố cấp 3 mất tích hoặc chết thì bên bộ công an sẽ cho cao thủ đi điều tra đấy. Dù nói chúng ta không sợ nhân viên bộ công an bí mật điều tra, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Những việc này không quan trọng bằng người phụ nữ dùng giải lụa mà chúng ta vẫn chưa điều tra rõ kia. Cổ nhân nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chưa biết được người ta là ai, chúng ta cứ hỏa hoãn một chút. Lý Thu Sơn vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Tuy nhiên, Lý Thu Sơn chỉ dặn dò Lý Thuần Miên đừng đánh chết người, chứ còn đánh tàn phế thì không sao. Lão già này, quả là coi người ta như động vật vậy. Diệp Phàm đương nhiên không biết đối thủ bày bố nhiều như vậy. Lúc này hắn đang cùng Vu Hữu Hòa, Lý Mộc đến công trường. Thấy trên công trường 10 máy trộn bê tông đang nổ vang, hình như chuẩn bị xây tòa lầu. Móng đã hoàn thành rồi, hơn nữa, đã xây được một tầng thấp trên con đường bên khe suối Vượng Phu. Lúc này còn đang xây tầng thứ hai. Nhìn thấy khe suối Vượng Phu đột nhiên bị tòa lầu rộng khoảng 20-30 mét chiếm đóng, Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Tòa nhà ai xây mà lớn vậy, rộng khoảng 20-30 mét, con đường rộng được mấy mét chứ,
toàn là chiếm đất của khe suối Vượng Phu. Chiều dài chắc cũng 70-80 mét đó. Anh kêu họ dừng lại ngay lập tức đi. Để tôi qua hỏi người phụ trách. Vu Hữu Hòa vội vàng trả lời rồi chạy đi, nhìn nhìn một người có vẻ là nhân viên giám sát, đầu đội nón bảo hộ, hỏi. Anh là người phụ trách ở đây. Không phải tôi chỉ trông coi thôi, giám đốc của tôi ở bên kia. Người đội nón bảo hộ vàng chỉ vào căn lều gỗ dựng tạm thời cách đó không xa. Anh dẫn chúng tôi đến tìm ông ấy. Diệp Phàm hừ nói. Anh là ai? Ông đây không rảnh. Người trung niên đó nhìn Diệp Phàm đột nhiên giống lên. Giọng điệu nặng nề. Chúng tôi ở cục xây dựng thành phố, tòa nhà của các người có giấy phép xây dựng chứ? Vu Hữu Hòa linh hoạt ứng biến, lạnh lùng nói. Cái này, tôi cũng không rõ, phải hỏi lại giám đốc của chúng tôi thôi. Người đội mũ vàng hạ giọng, nhìn vào căn lều nói. Đưa chúng tôi qua đó. Vu Hữu Hòa hừ nói. Được, tôi đưa các anh qua. Người đội mũ vàng bất đắc dĩ gật đầu, đưa Diệp Phàm qua căn lều. Từ xa, người đội mũ vàng đã hét lớn. Giám đốc Phượng, người của cục xây dựng thành phố tìm anh. Tôi nói rồi lão Hoàng, kêu cái quái gì. Dắt họ vào đi, mẹ khiếp, hại ông đây 4 nổ mất 2, còn 5 đứa bị nổ chết 3. Bên trong có tiếng vênh váo đáp lại. Vừa đẩy tấm cửa gỗ, thấy bên trong có một chiếc bàn làm việc. Lúc này trên bàn có 4 đồng chí đang ngồi đánh mạt trược. Các người là người của cục xây dựng. Một người trung niên miệng ngậm thuốc Trung Hoa, đầu húi cua, trên cổ đeo vòng vàng cứ như dây xích chó liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, cũng chẳng thèm đứng lên, hừ giọng nói. Ừ, tòa nhà của các người có giấy phép xây dựng không? Có giấy sở hữu đất không? Vu Hữu Hòa không tức giận, quay đầu sang hỏi tên đeo xích chó. Buồn cười, ha ha ha, buồn cười. Lúc này một thanh niên quăng 50k, miệng nói bom 8. Chợt, quay sang liếc mắt nhìn Diệp Phàm, hung hăng nói. Buồn cười, có ý gì? Diệp Phàm lạnh lùng hừ giọng hỏi đồng chí kia. Đương nhiên là buồn cười. Tên thanh niên liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Biết giám đốc Phượng có quan hệ với cục trưởng Phượng các anh không? Anh còn dám nói gì nữa, anh thấy không, chúng tôi xây cả tháng nay rồi, có ai đến kiểm tra không? Có bói cũng chẳng ra một đồng chí, sớm đã trút hết cả rồi. Bằng không, trở về có xử lý cũng chẳng ai phê duyệt đâu, còn rước thêm họa nữa. Được bao nhiêu cân lượng không biết, dám đến trước tòa lầu của giám đốc Phượng khoe khoang cái dám gì. Quan hệ gì? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi ngược lại. Tự mà đi hỏi cục trưởng Phượng của các người ấy, đừng có ở đây làm nhảm nữa, đáng ghét. Để cho ông đây còn đánh bài. Tên đầu to chợt thiếu kiên nhẫn đứng lên, vung tay về phía Diệp Phàm. Trên mặt thể hiện vẻ thiếu thiện ý. Đồng chí, sau này chú ý một chút. Đừng hỏi nhiều nữa, hỏi nữa, ha ha, bị người ta đá ra khỏi cục xây dựng thì thiệt thòi lớn đấy. Cục xây dựng là chỗ tốt, mò được nhiều miếng ngon lắm đấy, nhưng muốn kiếm chắc thì phải mở to mắt một chút. Bằng không, đã không kiếm chắc được, còn mất tất cả cho coi. Tên thanh niên kia cười khan. Dù có là cha của cục trưởng Phượng thì chúng tôi cũng phải kiểm tra giấy tờ của các anh, đừng dài dòng, đem giấy tờ có liên quan đến đây. Không có giấy phép xây dựng và giấy sở hữu đất đai, lập tức đình công. Bằng không, tất thảy hậu quả, các người tự gánh lấy. Diệp Phàm cố ý nghiêm mặt, hừ nói. Mẹ nó, thổ ba, sợ quá đi, tôi sợ quá đi, làm sao bây giờ? Tên giám đốc Phượng nhún vai, liếc mắt nhìn Diệp Phàm cười nói. Cút đi, mẹ nó, cái thứ gì vậy? Dám đến chỗ tao làm càn à? Sao không hỏi thăm một chút, ở Hải Đông này, có ai mà không nể mặt anh ba chứ? Tên thanh niên tên thổ ba tức giận, cầm con bài trong tay hung hăng ném qua, rồi lao về phía Diệp lão đại. Các người dám. Vu Hữu Hòa và Lý Mộc vội vàng bước lên che chắn cho Diệp lão đại, tuy nhiên do ở khá xa, nên chỉ còn cách dương mắt đứng nhìn nắm đấm của anh ba đấm vào mặt Diệp Phàm. Đánh người của Ủy ban Nhân dân thành phố, nên đánh. Diệp lão đại lạnh lùng hừ một tiếng, cũng đón tiếp một quyền. Bịch một tiếng, anh ba cả người ngã nhào lên bàn. Tiếp đến là rắc một tiếng, chiếc bàn không thể chịu được trọng lượng cả 100 ký của anh ba đè lên nên đã gãy mất. Còn đồng chí anh ba kia dĩ nhiên là theo chiếc bàn ngã xuống sàn nhà. Mông của tên này giật giật, dường như đau lắm, cắn răng nhưng vẫn không bỏ dậy nổi. Có muốn đánh nữa không?
Diệp lão đại lạnh lùng hừ nói, bên kia thư ký Lý Mộc đã bưng một chiếc ghế dựa đến, lấy tay áo lau ghế, mời Diệp lão đại ngồi. Diệp lão đại cũng chẳng từ chối, ngồi xuống luôn, vắt chân nhìn người trong lều. Giấy chứng nhận đúng không, cầm mà xem này, ông đây sao mà không có giấy chứng nhận chứ? Cái giấy chứng nhận gì mà chẳng có, gì mà giấy phép xây dựng chứ, lầu của ông đây mà dám không cho xây sao? Đồng chí Phượng Thanh Kim mở ngăn kéo, lôi ra mấy thứ giấy tờ. Vu Hữu Hòa lật xem, lập tức ngẩn người, đưa cho Diệp lão đại xem, Diệp Phàm hỏi. Những chứng từ này có phải giả không? Buồn cười, giả, Phượng Thanh Kim tao mà phải làm đồ giả à? Không tin cứ cầm về cục kiểm tra, sau đó đem về đây trả lại ông đây. Phượng Thanh Kim lạnh lùng hừ giọng nói. Ba người Diệp Phàm bỏ đi. Thằng nhãi, để tên lại rồi hãy đi. Anh ba muốn lấy lại thể diện, kêu gào theo bóng Diệp lão đại. Muốn tìm tao dễ lắm, đến Ủy ban Nhân dân thành phố hỏi, tao đây họ Diệp. Diệp Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn gã, chân cố ý đưa ra, anh ba sợ đế mức né qua một bên. Tên này, bị Diệp lão đại đánh cho một quyền nên sợ rồi. Đến bây giờ, cảm giác cánh tay còn đau, chẳng biết xương cốt có vấn đề gì không nữa. Quái, rõ ràng là thứ không hợp pháp sao lại có chứng nhận. Giấy phép xây dựng và sở hữu đất kia là thật, hơn nữa, mới chỉ xây chưa được một tháng. Cục xây dựng và cục đất đai sao làm nhanh thế được? Chẳng lẽ không tới khảo sát thực địa, hẳn là không thể nào, không đo lường sao lại cấp giấy. Trên đường đi, Vu Hữu Hòa bực bội nói. Chương 1699, anh không có ý khác lẽ nào tôi có ý khác? Vừa rồi cái tên kia không phải tên Phượng Thanh Kim sao, mà cục trưởng cục xây dựng đâu phải họ Phượng. Rốt cuộc là ai, chắc hẳn là do người này xử lý giúp, quả thực là làm việc bừa bãi, cái này rõ ràng là thứ vi phạm quy định mà vẫn có thể chứng nhận. Tôi thấy, cần phải cảnh cáo các đồng chí cục đất đai và cục xây dựng một chút rồi. Diệp Phàm nói, cục xây dựng có một phụ nữ họ Phượng, tên Phượng Anh, là phó cục trưởng thường trực của cục xây. Giám đốc này cũng họ Phượng, có lẽ hai người này là người nhà. Vu Hữu Hòa nói, đi tiếp, xem có phải đều được cấp phép không. Diệp Phàm nói, cau mày, lại đi dạo mấy chỗ đang xây dựng trái phép hai bên đường sông. Vu Hữu Hòa gọi thêm vài đồng chí của cục xây dựng và đất đai mặc thường phục đi theo. Tuy nhiên, vừa kiểm tra một lượt, Vu Hữu Hòa và Lý Mộc hai đồng chí đều ngây người. Còn Diệp lão đại giận đến nỗi suýt chút nữa đá vỡ hòn gạch. Bởi vì, những công trình xây dựng trái phép ven sông, không ngờ tám phần là có giấy phép xây dựng, có giấy chứng nhận đất đai. Cái này, vấn đề rất lớn. Người ta có giấy tờ xác nhận, anh lấy gì mà bắt người ta chứ? Diệp lão đại lửa giận ngập trời, nói với Vu Hữu Hòa. Đem tất cả những giấy tờ đó đến đây, còn nữa, chụp ảnh lại hết, lập tức tới cục xây dựng và đất đai. Tôi muốn thấy, rốt cuộc là ai đứng sau lưng phá hỏng kế hoạch tu sửa khe suối Vượng Phu. Đây là trộn cát vào trong kế hoạch, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện này. Chiếc Audi chạy đến cục xây dựng. Cục xây dựng thành phố nằm ở quận Hồng Hưng, ở phía tây nam thành phố Hải Đông. Trụ sở làm việc của cục xây dựng tương đối khí thế, ít nhất cũng có thể chọc giận được tòa lầu làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Dù sao cũng là đơn vị làm xây dựng, nước phù sa trước sau gì cũng để họ hưởng mà. Xe dừng trước trụ sở làm việc. Nói với cục trưởng Nhậm một tiếng, lập tức triệu tập bộ máy đảng ủy mở cuộc họp. Tôi muốn nói chuyện. Diệp Phàm giọng điệu cứng rắn, nhìn Vu Hữu Hòa. Vu Hữu Hòa trong lòng run lên. Biết các đồng chí cục xây dựng thành phố chuẩn bị hứng cơn giận ngút trời của đồng chí chủ tịch thành phố Diệp rồi. Được, tôi lập tức thông báo với cục trưởng Nhậm. Vu Hữu Hòa gật đầu, cầm điện thoại lên gọi. Không lâu sau, cau mày nói với Diệp Phàm. Chủ tịch thành phố, vừa khéo, cục trưởng Nhậm mấy ngày nay đều đi lo hạng mục. Lo cho hạng mục nào? Diệp lão đại hừ lạnh nói. Chắc hẳn là lần trước anh ấy với đồng chí Trương Phát Phúc bên cục thủy lợi tranh cao thấp với nhau trong cuộc họp Ủy ban Nhân dân thành phố, lần đó chủ tịch thành phố chẳng phải là nhân chứng sao, mỗi người bọn họ đều đồng ý kiếm về cho Vương Triều 10 triệu để tu sửa. Nếu như cục trưởng Trương mà kiếm được 20 triệu thì cục trưởng Nhậm phải gọi anh ta là anh Trương. Lão Nhậm cũng là bị ép buộc mà. Cái thể diện này còn gì quan trọng hơn chứ? Vu Hữu Hòa đoán. Lúc đó đúng là có chuyện này. Xem ra, cục trưởng Nhậm rất tận tâm, nhưng, đã ra ngoài mấy ngày rồi.
Diệp Phàm gật đầu, nhưng chợt nhớ ra chuyện này. Đi trước mấy ngày Tết, nghe nói cục trưởng Nhậm giao mọi việc cho phó cục trưởng thường vụ Phượng Anh giải quyết, còn bản thân thì chuyên tâm đi lo cho hạng mục. Vu Hữu Hòa nói. Lúc này, trên lầu có một người trung niên mặt gầy gậy chạy như bay từ trên lầu xuống, từ xa đã hô lớn. Xin lỗi chủ tịch thành phố ạ, tôi là Lưu Hoa, chủ nhiệm chánh văn phòng của cục xây dựng ạ. Cục trưởng Nhậm có dặn dò rồi, anh ấy quyết tâm, chưa lo được 10 triệu cho hạng mục thì anh ấy sẽ chưa về Hải Đông. Cho nên, trong khoảng thời gian này cục trưởng Nhậm sẽ lên tỉnh chạy, và cũng sẽ lên cả bộ nữa. Hơn nữa, cục trưởng Nhậm ngay cả Tết nhất cũng chẳng thèm để tâm, chắc đôi chân kia đã chạy đến mức teo lại mất rồi. Thôi vậy, nếu cục trưởng Phượng chủ trì công tác, vậy dặn cô ấy triệu tập cũng được. Cho cô ấy nửa tiếng, toàn bộ thành viên bộ máy đảng ủy của cục phải đến họp. Tôi có chuyện quan trọng cần dặn dò. Diệp Phàm vung tay nói. Chủ nhiệm Lưu dẫn đầu, đưa Diệp Phàm và mấy người tiến về phòng họp. Trên lối đi, có vài đồng chí chạy đến. Sau khi hàn huyên giới thiệu mới biết chính là mấy vị cục phó của cục xây dựng thành phố và vài người phụ trách các mảng lớn. Sau khi vào phòng họp Diệp lão đại không khách khí, ngồi ngay xuống vị trí lãnh đạo. Liếc mắt nhìn mấy đồng chí vẻ mặt cung kính, hừ nói. Đồng chí Phượng Anh đâu? Cục trưởng Phượng, lúc nãy tôi có thông báo với cô ấy rồi. Cô ấy nói đang ở văn phòng, sẽ đến ngay. Chỉ nhiệm Lưu Hoa nói. Văn phòng của cô ấy cách phòng họp mấy vạn dặm à? Diệp lão đại châm chọc hỏi, bởi vì, vừa rồi ở công trường xây dựng có vài người nhắc đến Phượng Anh. Có lẽ hàng loạt chuyện này là do cô ả gây ra. Dĩ nhiên, trong lòng Diệp lão đại đã ngầm phát hỏa rồi. Chủ tịch thành phố, văn phòng của cô ấy cách đây không xa, bằng từ dưới lầu lên đâu. Nhưng, chắc do cục trưởng là nữ, cho nên, phải sửa sang lại một chút. Chủ nhiệm Lưu vội giải thích, ngầm nói chẳng qua Phượng Anh trang điểm lại chút thôi. Từ trước đến giờ đều như thế đấy, trang điểm cái quái gì? Trước kia cục trưởng Nhậm triệu tập hội nghị, cô ta cũng lề mề như vậy sao, cô ta nghĩ mình là ai hoa hậu trái đất đâu. Lúc này, một người trung niên mặc áo vàng lạnh lùng hừ nói. Người này tên Vương Á Giang, nghe Vu Hữu Hòa giới thiệu ở trong cục trừ cục trưởng và phó cục trưởng thường vụ thì gã xếp vị trí cao nhất. Tuy nhiên, Diệp lão đại nghe khẩu khí của gã liền cảm giác được cái gì đó. Chắc hẳn, vị phó cục trưởng Vương này không hợp phách với phó cục trưởng Phượng rồi. Có lẽ, hai người đang âm thầm phân cao thấp cũng không chừng. Vậy là có thể tranh thủ được đồng chí này, Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, liếc mắt nhìn Vương Á Giang một cái, nói. Sao lại nói vậy, chẳng lẽ mỗi lần họp đồng chí Phượng Anh đều đến trễ? Chủ tịch thành phố, không phải lần nào cũng vậy, chỉ chục lần thôi. Vương Á Giang thản nhiên hừ giọng nói. Còn chưa đủ sao? Diệp lão đại tức giận, vì hắn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên vách tường. Thấy từ khi mình vào văn phòng uống trà đến giờ đã sắp được nửa tiếng rồi. Phượng Anh không ngờ vẫn chẳng thấy bóng dáng dâu. Ngọn lửa nhỏ trong lòng Diệp lão đại giờ đã bùng cháy thành ngọn lửa lớn, bộc một tiếng, chiếc bàn bị hắn đưa tay đập mạnh xuống. Quay đầu lại hừ giọng nói với chủ nhiệm Lưu. Nói với đồng chí Phượng Anh đến ngay lập tức, tôi cho cô ấy 5 phút, không còn thời gian mà dè dà nữa đâu, bừa bãi quá. Một chút quan niệm về giờ giấc cũng chẳng có làm sao mà triển khai công tác chứ. Vâng, vâng, tôi lập tức đi gọi ngay. Chủ nhiệm Lưu âm thầm kêu khổ, nhìn tư thế chủ tịch thành phố là biết đang muốn khai đao rồi. Chủ nhiệm Lưu dĩ nhiên sợ đợi Phượng Anh thêm chút nữa, chủ tịch thành phố này lại chút giận xuống đầu mình thì phiền phức. Cho nên, vừa nghe Diệp Phàm nói xong đã lập tức xoay người ra cửa định xuống lầu gọi. Bộp một tiếng, một giọng phụ nữ quát. Không có mắt à? Vội vàng đi đầu thai đúng không? Đúng là, đã lớn như vậy rồi, ngay cả đi đường cũng chẳng biết đi. Có chuyện gì mà hấp ta hấp tấp vậy? Diệp Phàm liếc mắt, thấy chủ nhiệm Lưu Hoa chắc là chạy gấp quá. Không ngờ lại dúi đầu vào lòng một phụ nữ. Người phụ nữ này cũng chẳng đẹp lắm, chỉ bình thường thôi. Sau khi bị Lưu Hoa đụng vào đứng không vững, đã ngã xuống. Còn Lưu Hoa vừa thấy, đã vội vàng đưa hai tay ra. Chắc là muốn kéo ả ta lại. Nhưng, có kéo cũng không kịp nữa nên đã bổ nhào về phía trước nằm gọn trong lòng người phụ nữ. Vì Lưu Hoa dáng người thấp bé, bị ôm như vậy, giống như là đã chui tọt vào trong lòng người phụ nữ vậy. Xin lỗi cục trưởng Phượng, tôi chạy hơi gấp, chủ tịch thành phố mời cô đến họp.
Người phụ kia sau khi đứng vững, Lưu Hoa cũng vội vàng đứng lên, hai chân rút về với tốc độ nhanh như sấm. Nhưng, đồng chí Lưu Hoa rất xui xẻo, chắc hẳn cục trưởng Phượng kia cũng tức giận lắm. Một tiếng chát vang lên, Lưu Hoa khuôn mặt kinh ngạc ôm lấy má không dám hé răng. Dĩ nhiên là đã bị trúng một cái tát của cục trưởng Phượng. Sau này đi đường mở to mắt một chút, đã lớn như vậy rồi. Là một chủ nhiệm chánh văn phòng cục xây dựng thành phố, tốt xấu gì cũng là một trưởng phòng. Sao lại có thể làm việc lộn xộn như vậy? Cục trưởng Phượng la dầy chủ nhiệm Lưu đáng thương. Cô ta dương mắt liếc nhìn Diệp Phàm, dường như không thấy ai cả, cố ý đưa tay vén mái tóc dài. Còn sửa sang lại quần áo tư thế rất ngông nghênh. Cục trưởng Phượng, tôi không làm lung tung, chỉ muốn nhanh chóng gọi cô một chút thôi. Chủ nhiệm Lưu muốn giải thích, tay vẫn còn ôm má. Chắc hẳn cái tát kia khá đau. Anh không lung tung lộn xộn, vậy chân ai kẹp trong ngực tôi? Đồng chí Lưu Hoa, suy nghĩ này của anh là không được đâu. Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ phạm sai lầm lớn. Cục trưởng Nhậm đã giao mọi chuyện trong cục cho tôi phải có trách nhiệm với các đồng chí trong cục. Nếu trong thời gian tôi chủ trì công tác có rắc rối gì, Phượng Anh tôi phải có trách nhiệm. Phượng Anh nghiêm mặt, không để ý tới Diệp lão đại, quay đầu bắt đầu giáo huấn đồng chí Lưu Hoa. Lời của Phượng Anh, đến tên ngốc cũng nhận ra, dường như đang chỉ trích đồng chí Lưu Hoa muốn lợi dụng ngực cô ả, đồng chí Lưu Hoa cố ý làm như vậy. Cục trưởng Phượng, tôi thực sự không suy nghĩ lung tung. Lưu Hoa rối lên, mặt đỏ bừng, hai tai cũng bắt đầu đỏ lên. Còn dám nói dối, hôm nay trước mặt đông người tôi nói rõ. Nếu như anh còn không nhận ra sai lầm của chính mình, tư tưởng nhận thức còn lệch lạc, tôi sẽ dùng thân phận người phụ trách tạm thời của bộ máy đảng ủy cục giáo huấn anh. Phượng Anh tức giận, chỉ vào Lưu Hoa nghiêm khắc giáo huấn. Cục trưởng Phượng, tôi thực sự không có ý gì khác. Đồng chí Lưu Hoa cũng tức giận, giọng thô hơn nhiều. Cái này, nếu truyền ra ngoài người ta sẽ nghĩ mình có ý định gì với nữ cục trưởng Phượng Anh, vậy thì mình còn lăn lộn ở Hải Đông thế nào nữa? Anh không có ý khác vậy chẳng lẽ tôi có ý khác? Phượng Anh vẻ mặt tôi xuống, nói ra những câu khiến Diệp lão đại nghe xong suýt chút nữa bật cười. Hai người cãi nhau ầm ĩ cái gì chứ? Đã đủ chưa? Lúc này, Diệp lão đại lạnh lùng hừ nói, dương mắt nhìn Phượng Anh. Thật ra hắn nhận thấy người phụ nữ này chỉ có một chỗ duy nhất khiến đàn ông có hứng thú, đó chính là cặp mông vểnh lên của cục trưởng Phượng, hơn nữa, còn rất lớn. Huống chi, còn vểnh khá đặc biệt, chắc hẳn các đồng chí nam nếu đi sau cô ả, chắc chắn đều muốn đưa tay ra sờ một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1700, kiếp sau anh làm cung phi luôn đi. Làm ầm ĩ, chúng tôi không làm ầm ĩ. Tôi nói cho đồng chí biết, khi tôi đang nói đừng có xía vào. Tôi đang làm công tác tư tưởng cho đồng chí Lưu Hoa. Công tác tư tưởng trong cục là một công tác đặc biệt nặng nề, khó hơn nhiều so với các công tác khác. Lúc này, Phượng Anh nhìn Diệp lão đại, vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ thành thật, nói. Cục trưởng Phượng, vị này chính là chủ tịch thành phố Diệp của chúng ta. Cô đừng lôi thôi nữa, vào vị trí họp đi. Lúc này Vu Hữu Hòa nghiêm mặt, không thể đứng nhìn thêm được nữa. Dài dòng cái gì, chẳng lẽ Phượng Anh tôi là công tác tư tưởng cho cấp dưới cũng gọi là dài dòng. Vậy đồng chí Vu Hữu Hòa có phải là muốn làm văn tự ngục của Càn Long không? Trên TV Hòa Thân có nói một câu, ngày mai, bị cấp dưới đánh cho trục gậy, là vì ngày mai là những đứa con của Minh Triều. Buồn cười, hi hi hi. Phượng Anh không ngờ còn giáo huấn của Vu Hữu Hòa, cười đủ rồi, lại quay sang nói với Diệp Phàm. Chủ tịch thành phố, tôi nói có lý không? Đủ chưa, ngồi xuống. Diệp lão đại bản vẻ mặt kinh thường đập bàn nói. Rất xin lỗi chủ tịch thành phố, tôi vẫn chưa làm xong công tác tư tưởng, tôi phải làm tiếp đây, bằng không, sau này đồng chí Lưu Hòa sẽ càng phạm sai lầm lớn hơn thì tiêu mất. Cứu vớt tư tưởng một người là công tác quan trọng đúng không nào? Phượng Anh không ngờ không thèm nể mặt Diệp lão đại. Cục trưởng Phượng, chủ tịch thành phố phải họp. Hy vọng cô nghe theo chủ tịch thành phố. Lúc này, Vương Á Giang thấy cơ hội đến, lạnh lùng lên tiếng. Nhìn thì có vẻ đang giúp đỡ Diệp Phàm, trên thực tế, Diệp lão đại có thể cảm thận được, tên nhãi này đang đổ thêm dầu vào lửa. Tôi vẫn còn chưa. Phượng Anh còn muốn tiếp tục, thình thịch một tiếng, cái bàn bị Diệp lão đại hung hăng vỗ một chưởng,
đem một đống giấy chứng nhận phê duyệt cho những công trình trái phép vứt lên bàn, hừ nói. Đồng chí Phượng Anh, tôi hỏi cô thay cục trưởng nhậm đảm nhiệm công tác của cục xây dựng thành phố được bao lâu rồi? 20 ngày, đó là do trước khi đi lo cho các hạng mục cục trưởng nhậm đã căn dặn. Anh ấy nói, trước khi anh ấy trở về mọi chuyện do tôi phụ trách. Lúc đó tất cả thành viên bộ máy đảng ủy cục đều có mặt, còn có bản ghi chép chính thức. Phượng Anh cũng xoay người lại, nói với Diệp Phàm. Vậy chứng tỏ, những giấy tờ kia đều do cô phê duyệt trong thời gian tạm thời chủ trì công tác đúng không? Diệp lão đại chỉ tay vào đống giấy phép trên bàn hừ nói. Tôi xem. Phượng Anh lật, rồi gật đầu nói. Đúng vậy, tôi phê đấy. Cái này đều hợp pháp, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Người phụ này, đúng là khó chơi. Không ngờ còn hỏi lại Diệp lão đại. Cục trưởng nhậm trước khi đi không có thời gian truyền đạt những thông tin có liên quan đến tu sửa khe suối Vượng Phu xuống cho cục các cô sao? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, đưa tay cầm chén trà nhìn chằm chằm Phượng Anh. Truyền đạt, chuyện này, chúng tôi đều biết. Lúc đó, trong bản ghi chép đều có, đúng không chủ nhiệm Lưu? Lúc này cục phó Vương Á Giang gật đầu nói. Vâng, là do tôi đích thân ghi chép. Lúc ấy cục trưởng nhậm bảo tôi ghi lại. Các thành viên ban bộ máy đảng ủy cục đều có mặt. Bởi vì, cục trưởng nhâm dập cục trưởng Phượng chủ trì công tác thay, cho nên, hôm đó, các thành viên bộ máy không thiếu một cái. Lúc này, Lưu Anh thả cái tay ôm má ra. Diệp Phàm phát hiện, lực tay của đồng chí Phượng Anh đúng là không nhỏ. Không ngờ đã đánh cho má trái của chủ nhiệm Lưu sưng vù. Nếu đã biết Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua hạng mục tu sửa khe suối Vượng Phu, vậy đồng chí Phượng Anh, tôi hỏi cô. Cô còn nhớ rõ tinh thần của văn kiện khe suối Vượng Phu không? Diệp lão đại hạ giọng. Tôi sao nhớ rõ được, chỉ nhớ đại khái thôi. Hình như có tu sửa gì ở khe suối Vượng Phu ấy. Cái đó ảnh hưởng gì đến chuyện xây nhà của dân chúng chứ? Chẳng lẽ thành phố tu sửa khe suối Vượng Phu thì dân chúng không được xây nhà à? Trong văn kiện đâu có quy định là không cho dân được xây nhà ở. Hơn nữa, chắc chắn cũng không thể nào quy định điều này được. Nói đến đây, Phượng Anh nhìn cục phó Giang hắn nói. Cục phó Giang, anh thấy có đúng không? Cái này hình như là cũng. Giáng Han quay đầu nhìn Diệp lão đại, tên này chỉ nghẹn được mấy chữ, căn bản là không hiểu được gã có ý gì. Câu nói của cục phó Giang cũng phải rõ ràng một chút. Không phải là anh chưa tốt nghiệp tiểu học đó chứ? Ngay cả cách biểu đạt suy nghĩ cũng chẳng rõ ràng, như vậy càng làm chủ tịch thành phố nghi ngờ. Phượng Anh tức giận. Đần mặt nhìn chằm chằm đồng chí Giang Hán. Tôi không biết. Giang Hán khi nói câu này, dường như muốn bật khóc nức nở. Bớt lạc đề đi, giờ chúng ta nói về chuyện này. Diệp lão đại đưa tay gõ gõ các chứng từ trên bàn, nói. Đồng chí Phượng Anh, cô có hiểu rõ hạng mục tu sửa khe suối Vượng Phu là một trong những hạng mục quan trọng nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố hiện nay không? Tôi không rõ lắm, thành phố mà họp đâu đến phiên tôi dự. Chỉ có cục trưởng nhâm đi dự thôi. Phượng Anh không ngờ lại hừ nói. Cô không rõ, vậy cô có đọc qua văn kiện tu sửa khe suối Vượng Phu chưa? Hơn nữa, tinh thần mà cục trưởng nhâm truyền đạt lẽ nào không rõ ràng? Hơn nữa, chẳng lẽ tinh thần của Trung ương cũng phải cần lãnh đạo quốc gia đích thân triệu tập từng đồng chí để truyền đạt tận tai sao? Vậy thì còn cần cấp dưới làm gì nữa? Lúc này, Vũ Hữu Hòa hát đệm. Anh ít xen mồm vào thôi. Tôi đang báo cáo công tác với chủ tịch thành phố. Phượng Anh không ngờ còn giáo huấn cả phó trưởng ban thư ký thành ủy, chủ nhiệm chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Vũ Hữu Hòa. Xem ra, người phụ nữ này nếu không có chỗ trống thì không dám làm như vậy. Cô đừng có dài dòng, tôi hỏi cô trả lời ngay cho tôi. Những giấy tờ này là do cô phê duyệt đúng không? Diệp Phàm hừ giọng nói với Phượng Anh. Cụ thể thì không phải do tôi xử lý. Những thứ này là do cục phó Giang phụ trách. Ký tên thì đương nhiên là tôi ký tên. Dù sao tôi cũng chỉ là quyền chủ trì mà, nhưng, việc trong cục nhiều lắm, Hải Đông lớn thế nào, tôi sao quản được nhiều việc như vậy. Các đồng chí bên dưới đưa lên, tôi đặt bút ký. Nếu giấy tờ nào cũng phải xem, cũng phải tìm hiểu, vậy không phải là không tín nhiệm các đồng chí bên dưới à? Tuy nói cục trưởng là người đặt bút ký, nhưng cũng không thể ôm đồm hết mọi việc. Vậy thì có còn để cho cấp dưới có công việc mà làm nữa không? Phượng Anh miệng rất đanh đá chua ngoa. Cục trưởng Phượng,
lúc đó sau khi xem văn kiện tu sửa khe suối Vượng Phu, tất cả chúng ta đều hiểu khe suối Vượng Phu phải tu sửa. Cho nên, Ủy ban Nhân dân thành phố kêu gọi ngừng phê duyệt tất cả các công trình xây dựng hai bên khe suối Vượng Phu. Lúc đó có người đến cục xin giấy phép, tôi cũng đã nói qua rồi. Cái này không thể xử lý được, đây là chỉ thị do Ủy ban Nhân dân thành phố truyền đạt xuống. Cô còn gọi điện cho tôi, nói là chúng ta phải nghĩ những suy nghĩ của dân chúng, lo những nỗi lo của dân chúng. Cô lại là người chủ trì do Cục trưởng Nhâm giao phó, phê duyệt giấy phép cho những tòa nhà đó, đều là xử lý theo chỉ thị của cô. Hơn nữa, chẳng hạn lấy cái vị giám đốc Phượng Thanh Kim gì đó làm ví dụ đi, hắn nói hắn là người nhà của cô gì đó, tôi lúc đó vẫn nhất định không xử lý. Sau, cô gọi tôi đến, nói là người ta là khách ở ngoài đến đầu tư, sao có thể không xử lý cho họ. Đó là vi phạm văn kiện thu hút đầu tư của Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi không có cách nào khác, đành phải xử lý thôi. Giang Hán có chút nóng nảy, hét lớn. Người này cảm nhận được gì đó, chắc hẳn vị chủ tịch thành phố mới đến này muốn giết gà. Đương nhiên Giang Hán không muốn làm gà cho người ta giết để dọa khỉ rồi. Đồng chí Giang Hán, anh nói thì phải có chứng cứ chứ. Đừng làm xong rồi thì lại muốn đổ trách nhiệm cho người khác. Làm đàn ông mà chẳng giống đàn ông chút nào. Kiếp sau, anh đầu thai làm cung phi luôn đi. Lúc này, Phượng Anh chỉ vào Giang Hán lạnh lùng hừ nói, câu nói đó, quả là vô cùng độc địa. Cục trưởng Phượng, cô vừa mới nói cái gì, cô? Cô! Giang Hán có chút kiêng kỵ, chỉ vào Phượng Anh nghẹn vài chữ, mặt đỏ ửng. Nói được mấy chữ thì dường như bị nghẹn lại, gã không thốt nên lời nữa, bèn quay sang nói với Diệp Phàm. Chủ tịch thành phố, trời đất chứng giám, những cái này lúc trước, tôi không cho phép phê duyệt, tôi, cái đó không phải ý của tôi. Nếu Giang Hán tôi có ý đó, trời sẽ đánh tôi 5 phát. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ càng, tuy nhiên, trong thời gian này đồng chí Phượng Anh là người chủ trì công tác trong cục. Văn kiện của Ủy ban Nhân dân thành phố cô đã học rồi, còn phê duyệt nhiều công trình xây dựng trái phép như vậy. Mọi việc rõ ràng như vậy là người chủ trì công tác lẽ nào cô lại không thấy? Cái này, trên sơ đồ cũng rất rõ ràng, các công trình này đều chiếm đất khe suối Vượng Phu phi pháp cả chục mét, cô còn dám phê duyệt. Đồng chí Phượng Anh, tôi thực sự không hiểu cô đang nghĩ gì nữa. Cô có lý do gì để phê duyệt những công trình xây dựng trái phép này? Diệp Phàm không để ý tới Giang Hán, lạnh lùng hừ giọng nói với Phượng Anh. Cục xây dựng phê duyệt giấy phép xây dựng, nếu không cho dân chúng xây nhà là không hợp lý. Không để cho các thương nhân xây dựng nơi đầu tư thích hợp, Phượng Anh tôi không làm được. Văn kiện này, tuy nói Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông qua, nhưng thành ủy vẫn chưa thông qua. Không được coi là văn kiện chính thức. Phượng Anh không ngờ già mồm át lẽ phải. Xem ra, cục xây dựng không phải là một phòng ban trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố rồi. Đồng chí Phượng Anh, cô không biết sai lầm, còn già mồm át lẽ phải. Cô ngay cả một chút bảo vệ tinh thần văn kiện của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không có. Chúng ta không phải không cho nhân dân xây nhà, nhưng, xây cũng phải hợp lý hợp pháp chứ. Chiếm đất khe suối lẽ nào là đúng pháp luật, cô phê duyệt, hoàn toàn đảo ngược tinh thần của Ủy ban Nhân dân thành phố, đây là công nhiên chống lại văn kiện của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cô chẳng những không nhận ra sai lầm của mình, không ngờ còn cãi cố, không tuân theo chỉ thị của lãnh đạo không nói. Còn công nhiên làm trái toàn bộ chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ở đây, tôi tuyên bố trước mặt mọi người, lập tức gọi đồng chí Cục trưởng Nhâm trở về. Trong thời gian anh ấy chưa quay lại, từ nay quyền chủ trì công tác Cục xây dựng thành phố do đồng chí Vương Á Giang đảm nhiệm. Còn đồng chí Phượng Anh, lập tức viết kiểm điểm, tự hối lỗi đi. Diệp Phàm đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, liếc mắt nhìn Phượng Anh, nói tiếp. Trong khoảng thời gian tự kiểm điểm, cô cùng với đồng chí Vương Hán, có trách nhiệm kêu gọi các công trình xây dựng trái phép ở khe suối Vượng Phu được phê duyệt sau này lập tức ngưng lại. Hơn nữa, còn đem theo một đội chấp pháp, dỡ bỏ toàn bộ. Nếu không thể làm được, đồng chí, Phượng Anh, tôi sẽ đệ trình lên hội nghị thường vụ thành ủy, lên ban tổ chức cán bộ thành ủy, xin rút chức phó cục trưởng thường trực cục xây dựng của cô. Việc này, tôi không hoàn thành được. Đã phê duyệt rồi, người ta cũng xây dựng được một tầng rồi. Bảo người ta phá đi thế nào được? Phượng Anh lập tức đáp, còn đồng chí Giang Hán dĩ nhiên cũng vẻ mặt đưa đám, chu mồm thè lưỡi không dám hé răng. Chương 1701, cô
cô bị cách chức rồi. Tôi hỏi lại, có làm được không? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Phượng Anh. Không làm được, Phượng Anh nói. Vậy được, không làm được có phải không? Tôi tuyên bố từ bây giờ trở đi cô không thích hợp để đảm nhiệm chức vụ cục trưởng thường vụ cục xây dựng thành phố. Xét thấy thái độ đặc biệt chống đối của cô đã mang đến cho công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố tổn hại lớn. Cô đã bị cách chức. Diệp lão đại tuôn ra một hơi. Anh cách chức tôi, họ Diệp kia anh có quyền lực gì mà cách chức tôi? Chức vụ thường vụ của tôi này do cục trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy bổ nhiệm, là do hội nghị thường vụ thành phố thảo luận thông qua. Muốn cách chức cũng không tới phiên anh làm, có ý gì đây? Phượng Anh trả miếng, không ngờ trực diện đấu khẩu với Diệp Phàm. Hơn nữa, còn mắng chửi nữa chứ. Có phải cần ban tổ chức cán bộ thành ủy có thông báo chính thức cách chức có phải không? Được, trước tối mai sẽ nhận được thôi. Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhìn Giang Hán liếc mắt một cái, nói. Giang Hán, đồng chí phối hợp với Vương Á Giang cùng nhau động thủ, kiên quyết điều tra tới cùng việc xây dựng sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố có văn kiện về việc tu bổ khe suối Vượng Phu cho tôi. Bất kể là liên quan đến người nào cũng lôi cả ra cho tôi. Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng đi làm. Giang Hán bất đắc dĩ gật gật đầu, anh ta biết lúc này tuyệt không phải lúc chống lại chủ tịch thành phố, làm vậy so với chết không khác biệt lắm. Phượng Anh có chỗ dựa vững chắc, phỏng chừng cuối cùng sẽ không gặp chuyện gì. Đổi lại nếu là mình có khi mũ quan đã bay từ lâu rồi. Chủ tịch thành phố chỉ thị làm như thế nào thì tôi làm như thế, tôi nhất định sẽ tập trung nhân lực toàn cục nghiêm chỉnh chấp hành văn kiện tu bổ khe suối Vượng Phu. Vương Á Giang biết đó là một cơ hội, lập trường anh ta so với Giang Hán kiên định hơn nhiều. Anh ta biết, trước kia cầu khẩn bao nhiêu lần cũng không có tác dụng, lần này thì cơ hội đột nhiên đưa tới. Vương Á Giang còn chưa chuẩn bị tâm lý, tuy nhiên, thằng nhãi này cũng kiên trì đâm đầu vào. Cái nhìn của Vương Á Giang và Giang Hán không cùng một góc độ, anh ta cho rằng cho là Phượng Anh có chỗ dựa vững chắc nhưng vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi này chẳng lẽ có chỗ dựa tầm thường sao? Tuy cuối cùng Phượng Anh không sao, nhưng có lẽ cái ghế ở cục xây dựng này cô cũng không thể ngồi tiếp, chắc chắn sẽ bị chuyển công tác. Còn chuyển đến địa phương nào, bị trù dập hoặc như thế nào thì khó có thể đoán trước được. Chuyện Phượng Anh bị chủ tịch thành phố Diệp cách chức tại chỗ phỏng chừng sẽ lan tới Cục Quản lý Đất đai thành phố. Cho nên khi đoàn người Diệp Phàm tới Cục Quản lý Đất đai thì đồng chí Cục trưởng Thường vụ Mâu Gia Vĩ sớm đã dẫn tất cả các cán bộ ra cửa đứng xếp hàng hoan nghênh nhiệt tình. Chủ tịch thành phố, Cục trưởng thôi mới lên thành phố giải quyết chút việc, nói sẽ về ngay. Mâu Gia Vĩ vẻ mặt khẩn trương nói. Không sao, các cán bộ đều đã tới cả chưa? Diệp Phàm sau khi bắt tay các cán bộ, quét mắt nhìn mọi người một lượt, hỏi. Diệp Phàm phát hiện ánh mắt các đồng chí khi vừa thấy mình rất cung kính. Xem ra, giết chết, một, con gà, vẫn có uy lực nhất định. Tuy nhiên, con gà, này vẫn chưa bị nhổ lông. Phỏng chừng vẫn còn có gút mắc nhất định. Tuy nhiên Diệp Phàm đã quyết định hạ quyết tâm, không hạ bệ Phượng Anh thì cái ghế chủ tịch thành phố này còn ngồi làm cái quái gì. Phượng Anh chính là con gà mà mình cần dùng để tạo uy ở Hải Đông. Đương nhiên. Đối với những gì Diệp Phàm nói, các đồng chí cấp lãnh đạo thành phố đều mỏi mắt mong chờ. Ngoại trừ cục trưởng thôi tạm thời không tới ra, các cán bộ của tất cả các phòng ban đều tới cả. Cục trưởng Mâu vẻ mặt cung kính nói, chắc lý do vì sao tôi lại đến thì các vị đã biết. Diệp Phàm thản nhiên hỏi, điều chủ tịch thành phố nói hẳn là chuyện phê duyệt sai nguyên tắc văn kiện xây dựng hai bờ sông khe suối Vượng Phu. Cục trưởng Mâu cũng thành thật gật gật đầu, biết có giấu cũng giấu không được. Ừ, xem ra anh còn chưa quên khe suối Vượng Phu. Diệp Phàm thản nhiên liếc mắt một cái nói. Chúng tôi đều không dám quên, đây là văn kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố chính thức xuống, là phòng ban bên dưới của Ủy ban Nhân dân thành phố càng phải tận tâm hết sức lĩnh hội chỉ thị của lãnh đạo, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Cục trưởng Mâu rất biết nói chuyện. Nếu đều đã lĩnh hội chỉ thị lãnh đạo thì sao còn để phát sinh chuyện phê cấp đất sai quy định? Rõ ràng biết hai bờ sông của khe suối Vượng Phu từ sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố xuống văn kiện thì phải đình hết mọi phê duyệt, các anh lĩnh hội chỉ thị của lãnh đạo thành phố như thế nào vậy? Diệp Phàm giọng điệu trở nên nghiêm khắc, những chuyện mà Cục Quản lý Đất đai và Cục Xây dựng làm nếu có thông đồng cùng Ủy ban Nhân dân thành phố thì Diệp Phàm tôi tất nhiên sẽ không khách sáo. Cái này, sắc mặt của Mâu Gia Vĩ có chút khó coi, xem xét nhìn xung quanh. Cái này là cái gì? Là cục trưởng thường vụ cục đất đai thành phố anh trực diện giải thích cho tôi xem. Diệp Phàm lại bức ép,
chủ tịch thành phố, hay là hãy hỏi cục trưởng thôi đi. Chuyện này tôi không rõ lắm, bởi vì, về phê duyệt đất đai hai bên khe suối Vượng Phu gần đây đều do cục trưởng thôi sai người đi phụ trách. Mâu Gia Vĩ bị buộc đến bất đắc dĩ lôi cục trưởng thôi ra làm bia đỡ. Cục trưởng thôi giao cho đồng chí nào phụ trách, Diệp Phàm hừ một tiếng, quét qua xung quanh liếc mắt một cái. Hình như là Trần Đông, cục trưởng Mâu nhìn đồng chí mập mập và lùn nói. Trần Đông là đồng chí nào? Diệp Phàm nói nhưng nghe từ xoang mũi có giọng hầm hừ phát ra, hỏi xong thì mọi người đi vào phòng họp. Là tôi, chủ tịch thành phố. Anh chàng lùn, béo xê dịch chân, đáp. Tuy nhiên, Diệp Phàm với đôi mắt ưng phát hiện cặp chân ngắn ngủn của người này hình như đang run. Chẳng lẽ bị kích động, Diệp Phàm trong lòng khinh bỉ cười lạnh. Chuyện phê duyệt đất đai hai bờ sông khe suối Vượng Phu vi phạm quy định là do đồng chí phụ trách cụ thể sao? Diệp Phàm liếc mắt một cái, lạnh lùng hừ nói. Là tôi phụ trách cụ thể, cục trưởng Trần gồng mình nói. Vậy là tốt rồi, Diệp Phàm không ngờ gật gật đầu, nhìn Trần Đông. Ước chừng nửa phút qua đi, Trần Đông bắt đầu cúi đầu nhìn xuống đất. Cúi sát đến nổi đầu gần chạm ngực. Diệp lão đại kia cường khí đầy mình, tuy nói chỉ là một thứ vô hình nhưng thực tế lại khiến người ta có chút sợ hãi. Kỳ thật, đây là một loại áp lực tinh thần. Trong phòng hội nghị các đồng chí khác tất nhiên cũng không dám thở mạnh. Một đám đều với vẻ mặt nghiêm túc, tất nhiên toàn bộ không dám nhìn vào cặp mắt Diệp Phàm. Tuy nhiên lại mịt mờ nhìn Trần Đông làm sao để đối mặt. Một phút đồng hồ qua đi, Trần Đông rốt cục thiếu kiên nhẫn giơ tay lên sờ trán một chút. Phát hiện trán toàn mồ hôi liền chu mồm thẻ lưỡi, tuy nhiên, cuối cùng chua xót không nói gì. Khe suối Vượng Phu là hạng mục lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí công nhiên vi phạm quy định về phê duyệt đất đai, đây là công nhiên đối kháng với chính sách của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tạo nên ảnh hưởng tiêu cực lớn cho công tác lãnh đạo của thành phố, bắt đầu kể từ hôm nay, đồng chí. Tạm thời bị cách chức, kiểm điểm, thẩm tra, chờ Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý. Diệp Phàm nói xong nhìn cục trưởng thường vụ Mâu Gia Vĩ liếc mắt một cái. Hối thúc nói. Cục trưởng thôi còn chưa tới sao? Còn chưa tới, đồng chí nói sẽ tới ngay. Cục trưởng Mâu trả lời. Được rồi, hôm nay nói đến đây, khi nào đồng chí thôi tới thì nhắn một câu, khi nào rảnh đến Ủy ban Nhân dân thành phố nói rõ chuyện vi phạm quy định khi phê duyệt đất đai khe suối Vượng Phu. Diệp Phàm lạnh mặt xoay người bỏ đi, nhìn bóng dáng Diệp Phàm. Phó cục trưởng Mâu giơ tay lên sờ quanh cổ, phát hiện cổ áo ướt đẫm. Anh ta quay đầu nhìn Trần Đông đang đứng ngẩn ra ở một góc liếc mắt một cái, miệng quỷ dị mỉm cười. Nói lầm bầm. Còn phải thêm chút lửa mới được, cục đất đai này cũng nên do Mâu Gia Vĩ này lãnh đạo rồi. Thôi Thanh, chỉ có thể trách ông tìm ông anh rể xui xẻo. Cho nên ông cũng xui xẻo theo, buổi tối, Diệp Phàm suy nghĩ một hồi. Đột nhiên đập một quyền lên bàn, hừ nói. Nên động thủ, chợt Diệp Phàm tìm một số điện thoại, gọi cho tư lệnh viên phân quân khu Nguyễn Nhất Tiến. Biết anh ta ở nhà nên lái xe thẳng đến quân phân khu. Nghe nói Nguyễn Nhất Tiến có chân lão hàn, Diệp Phàm mang theo vài thứ cần dùng. Tư lệnh viên Nguyễn Nhất Tiến ở tại khu nhà lầu trong quân phân khu, vừa vào cửa không ngờ gặp cô nàng Nguyễn Phi. Hôm nay Nguyễn Phi mặc trên người một chiếc áo choàng màu đen, bên trong là áo len vàng, bên dưới mặc một chiếc quần ôm, chân mang một đôi giày da hồng. Tóc dài buông xõa trên vai, nhìn qua liền khiến cho Diệp lão đại nhớ tới nhân vật trong tác phẩm Ma nữ tóc trắng. Chỉ có điều Nguyễn Phi tóc đen. Anh tới làm gì? Nguyễn Phi tựa vào cửa chính nhà mình, ngắm Diệp Phàm liếc mắt một cái, bởi vì cửa chính Nguyễn gia có bậc thang cho nên cô này dùng giọng lạnh lùng ở trên cao hừ nói, với Diệp Phàm không hề khách khí. Con gái một và tiểu nhân rất khó dưỡng, Diệp Phàm trong lòng nói thầm một câu, biết chuyện lần trước đắc tội cô nàng hiện vẫn còn nhớ rất rõ. Không phải tìm cô, tôi tìm tư lệnh Nguyễn. Khuôn mặt Diệp Phàm cũng không tươi cười, thản nhiên hừ nói. Hơn nữa, nói vậy có là có chút ẩn ý, nói Nguyễn Phi cô đối với Diệp Phàm tôi không có chút sức hấp dẫn nào đâu. Tự nhiên, Nguyễn Phi vừa nghe liền nổi giận, trừng mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, hừ nói. Nguyễn Phi tôi đây thà để một con chó nhớ đến mình chứ không thèm để cho anh đến tìm. Nói xong, Nguyễn Phi chớp chớp hàng mi, tất nhiên trông có vẻ rất sắc. Nguyễn Phi nói những lời này khác nào nói Diệp Phàm ở trong mắt cô nghiễm nhiên trở thành hạng người không bằng chó lợn. Ha ha, yêu đương với chó thì tôi chưa từng có loại ham mê này, nói xong, Diệp Phàm còn tỏ ra tự mãn lắc lắc đầu. Anh nói ai là chó? Nguyễn Phi kia mặt lập tức xa sầm xuống,
chỉ vào hắn hừ nói. Phi Nhi, làm gì đó? Còn không mời chủ tịch thành phố vào trong, làm gì bừa thế? Lúc này, bên trong khung cửa truyền ra một giọng nói. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn, phát hiện tư lệnh viên Nguyễn Nhất Tiến độ khoảng 50 tuổi, mặt hơi dài, bả vai không rộng lắm, thuộc quân nhân có dáng người bậc trung. Tối rồi mà lại tới chơi thật mạo muội quấy rầy. Diệp Phàm cười nói, giơ tay ra bắt tay Nguyễn Nhất Tiến. Nói chi thế này, Nhất Tiến đáng ra phải sớm nên đến thăm hỏi chủ tịch thành phố mới đúng. Tuy nhiên, gần nhất bận rộn cho nên làm lỡ việc. Nguyễn Nhất Tiến ha hả cười nói, trên mặt vẫn rất nhiệt tình. Hai người bước vào đại sảnh, Nguyễn Phi hừ một tiếng rồi bước lên lầu. Còn không pha trà mới chủ tịch thành phố, Nguyễn Nhất Tiến mặt nghiêm lại nhìn con gái hừ nói. Khí thế của quân nhân lập tức tỏa ra. Chương 1702, thái độ của tư lệnh Nguyễn. Hừ, Nguyễn Phi Nhi hừ một tiếng, không dám không nghe lời. Tuy nhiên khi tách trà đặt trước mặt Diệp Phàm cũng là lúc có một tiếng âm thanh vang lên, tất nhiên là do Nguyễn Phi Nhi tiểu thư chút giận. Diệp Phàm cũng không so đo, nhìn cô còn thản nhiên cười. Tiện tay lôi ra một cái lọ trong túi ra đặt trên bàn. Cười nói, là một viên thuốc, cô Nguyễn nhận lấy đi. Không hiếm, Nguyễn Phi Nhi liếc mắt một cái, hừ lạnh nói. Hơn nữa vẻ mặt rất khinh miệt. Phi Nhi, chủ tịch thành phố đưa thì hẳn là thứ tốt. Nhận lấy đi. Lúc này, tư lệnh ngồi phía đối diện nhìn con gái liếc mắt một cái, thản nhiên cười nói. Ba, con không bệnh, uống làm gì? Mà cũng lạ thật, con không hiểu sao đến thuốc cũng lôi ra tặng, chẳng lẽ hy vọng chúng ta bị bệnh sao? Cũng không biết chủ tịch thành phố có ý gì. Tế Phi Nhi nói ra lời này quả hơi độc. Sao lại nói chuyện như thế? Nguyễn Nhất Tiến mặt nghiêm lại hướng về phía con gái phát giận. Không có gì, tư lệnh Nguyễn, không cần thì tôi sẽ cất lại và ra về. Diệp Phàm hơi khoát tay áo, nhìn hai cha con liếc mắt một cái, cười nói, tuy nhiên, tôi nên giải thích một chút, viên thuốc này kỳ thật không phải dùng để uống mà dùng để bôi lên mặt. Bôi lên mặt, Nguyễn Nhất Tiến nhìn Diệp Phàm có chút hứng thú. Kỳ thật, nói trắng ra thì là mỹ phẩm dành cho phụ nữ dùng. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, thuốc dán tầm bậy cũng lấy ra hù người, nếu không phải là mỹ phẩm thì dung nhan bị hủy hoại thật thảm. Nguyễn Phi Nhi khinh thường nói. Nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, chỉ vào cái lọ nói. Thuốc này gọi là gì, có chứng nhận của quốc gia không, đã thí nghiệm lâm sàng qua chưa? Thuốc này tên hậu cung ngọc nhan hoàn, truyền thuyết nói đó là thanh cung bí phương, phụ nữ thường xuyên sử dụng sẽ có làn da sáng bóng trắng như ngọc chất. Tuy nhiên, thuốc này rất hiếm, muốn có để dùng thường xuyên cũng không được. Đương nhiên cái này là do một lão đạo sĩ dùng thảo dược tinh khiết phối chế. Nếu nói chứng nhận quốc gia thì không có. Diệp Phàm vừa mới nói đến đây. Nguyễn Phi Nhi không ngờ mỉm cười, nói. Bớt khoát lác đi, còn bịa ra cao nhân lão đạo sĩ. Có phải lại nói lão đạo sĩ là cao nhân ẩn sĩ của phái võ đang? Thuốc này có dùng vàng bạc cũng khó cầu. Chẳng qua là thảo dược hoàn do bọn lang băm chế ra thôi. Khoát lác cho thần kỳ, nếu thế thì gái nông thôn toàn bộ thành hoàng hậu nương nương cả rồi, ha ha. Anh nghĩ tôi là chuột bạch muốn đem ra làm thí nghiệm sao? Nguyễn Phi Nhi nhỏ giọng mỉm cười, đắc ý không ngừng. Cô cảm thấy những lời nói này nói ra đặc biệt rất có trình độ. Hoàn toàn có thể làm ê mặt mũi Diệp Phàm. Làm chuột bạch, làm vật thí nghiệm. Ha ha, rất nhiều phụ nữ có danh tiếng muốn làm chuột bạch cũng chưa có cơ hội này đâu. Đồng chí Diệp Phàm vẹo ngắm Nguyễn Phi Nhi liếc mắt một cái, vẻ mặt tỏ ra đứng đắn, nói. Hừ. Có chuyện thế này sao, chủ tịch thành phố đại nhân, anh thổi phồng quá. Tôi thực rất muốn nghe xem có danh nhân nào khóc la muốn xin được làm chuột bạch. Quả thực là hoang đường. Nguyễn Phi Nhi căn bản là không tin. Việc lạ chính là Nguyễn Nhất Tiến không ngờ cũng xem náo nhiệt, không la dậy con gái mà ngồi nghe. Không 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 Diệp Phàm khoát tay áo, nói. Tôi tuy ngẫu nhiên cũng có lúc khoác lác, nhưng việc này thì không hề khoác lác. Bằng không. Cô đi hỏi phu nhân bí thư tề của tỉnh Nam Phúc chúng ta là Phong Nhã Mai, xem có phải như thế hay không. Nếu tôi không nhanh tay thì viên thuốc này phỏng chừng không tới phiên cô. Nếu không cần cũng tốt, lần sau về tỉnh tôi đưa cho dì Phượng. Diệp Phàm vừa nói vừa cho lọ thuốc vào trong bao. Bí thư tề, có phải bí thư tề Trấn Đào hay không? Lúc này, Nguyễn Nhất Tiến hỏi. Đúng vậy, chính là ông ấy. Diệp Phàm nói. Đôi mắt ưng phát hiện Nguyễn Phi Nhi luôn đưa mắt nhìn chằm chằm lọ thuốc, và lại còn chu mồm thẻ lưỡi.
xem ra thanh danh của Tề phu nhân rất hữu dụng, Nguyễn Phi Nhi rõ ràng là có chút động tâm. Cô biết chuyện này Diệp Phàm tuyệt đối không ăn nói lung tung. Không lấy vợ bí thư tỉnh ủy ra nói giỡn, vì còn cần cái mũ trên đầu. Tuy nhiên, phụ nữ mà, đối với cái đẹp thì với các cô luôn là đề tài vĩnh hằng. Diệp Phàm thản nhiên cười, đem lọ dược cho vào túi ra. Nguyễn Phi Nhi chu mồm thè lưỡi, Diệp Phàm phát hiện cô hướng mắt về phía ba là Nguyễn Nhất Tiến ra hiệu. Tuy nhiên, Nguyễn Nhất Tiến vờ như không thấy, lắc lắc đầu. Chủ tịch thành phố Diệp vừa đến Hải Đông đã hành động dứt khoát hẳn hoi, nhân dân Hải Đông gần đây đều bàn tán về chủ tịch thành phố Diệp. Nguyễn Nhất Tiến cười nói. Ha ha, bàn tán về tôi. Gọi tôi là chủ tịch thành phố bạo lực, chắc là phê phán nhiều hơn tán dương rồi. Diệp Phàm cười nói. Bạo lực, cần bạo lực thì nên bạo lực. Cái này phải xem trường hợp nào, đối với một số loạn phần tặc tử không dùng chút bạo lực thì chẳng lẽ giơ mắt nhìn bọn họ xuống tay với chúng ta? Nguyễn Nhất Tiến hừ nói. Gần đây Ủy ban Nhân dân thành phố ra kế hoạch tu sửa khe suối Vượng Phu, tư lệnh Nguyễn có ý kiến gì không? Diệp Phàm hỏi. Khe suối Vượng Phu đúng ra sớm nên tu sửa rồi. Trận đại hồng thủy năm 97, những cái khác không cần nói, chúng tôi là người tham gia quân ngũ nên nhận thức sâu nhất. Trận hồng thủy năm đó đã giết chết mấy chục người, trong đó có 6 người là binh lính, vì cứu người mà bọn họ hy sinh. Nếu khe suối Vượng Phu sớm được tu sửa thì sẽ không phát sinh ra chuyện này. Nói đến đây, Nguyễn Nhất Tiến mày mặt nhăn nhó, thở dài. Hiểu được rằng Nguyễn Nhất Tiến nói như thế là đã đồng ý ủng hộ phương án của mình. Có một số việc, không cần nói rõ ra cũng hiểu được. Lúc này, một người phụ nữ từ bên ngoài tiến vào. Mẹ, mẹ đã về rồi. Nguyễn Phi Nhi vừa thấy, vui mừng chạy ra kéo tay. Vị này chính là chủ tịch thành phố Diệp, Thái Nguyệt. Nguyễn Nhất Tiến cười, giới thiệu nói. Xin chào chủ tịch thành phố. Thái Nguyệt tiến lên chào hỏi thì liền bị Nguyễn Phi Nhi kéo vào phòng nói thầm gì đó. Diệp Phàm cùng Nguyễn Nhất Tiến nói chuyện phía một lúc sau thì đứng lên chuẩn bị cáo từ, dù sao mục đích đã đạt, tin Nguyễn Nhất Tiến đã hiểu được ý tứ mình. Lúc này, Thái Nguyệt đi ra, cười nói. Chủ tịch thành phố, nghe nói cậu có cái gì gọi là hậu cung ngọc nhan hoàn, đến vợ bí thư Tề cũng rất tôn sùng. Tôi còn một viên, phu nhân pha với nước rồi bôi lên mặt là được. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Diệp Phàm đưa lọ thuốc qua, trong lòng hiểu được phỏng chừng là do Nguyễn Phi Nhi nói lại với mẹ. Vậy, tôi cảm ơn. Thái Nguyệt cũng không nói nhiều, trực tiếp nhận. Tư lệnh Nguyễn, rượu thuốc này đối với bệnh phong thấp chân của ông rất có lợi. Trước khi đi, ngài duỗi thẳng chân ra cho tôi châm thử xem. Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch thành phố còn có thể chữa bệnh, thật sự là mở mang kiến thức. Nguyễn Nhất Tiến mỉm cười đi vào phòng, sau liền lập tức đi ra, thay một bộ quần áo rộng thùng thình. Bởi vì Nguyễn Nhất Tiến tin tưởng, Diệp Phàm là chủ tịch thành phố tuyệt sẽ không ăn nói lung tung. Chủ tịch thành phố chính là một chiêu bài giúp ông an tâm. Khi trẻ có học từ một lang trung về thuật châm cứu, cảm thấy còn dùng được. Diệp Phàm cười, tay khử trùng cho kim châm, vừa châm mấy kim, Nguyễn Nhất Tiến đột nhiên rên lên một tiếng. Thế nào, có phải có cảm giác hay không? Diệp Phàm cười nói. Bên trong giống như nóng lên, rất thoải mái. Nguyễn Nhất Tiến cười nói, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy là tốt rồi, châm vài lần, tĩnh dưỡng nửa năm, thì chân ngài sẽ khỏe hẳn. Diệp Phàm thoải mái cười nói. Khi ra về Nguyễn Nhất Tiến đưa ra tận cửa chính của quân phân khu. Diệp Phàm cho xe vừa mới chạy ra quân phân khu không lâu, liền nhận được một cuộc điện thoại, bên trong một giọng nam trầm thấp nói. Anh là Diệp Phàm, chủ tịch thành phố. Vâng, chính tôi, anh là. Diệp Phàm khách khí hỏi. Tôi là ai anh không cần phải biết, nhưng tôi muốn nói cho anh biết một chuyện rất có hứng thú. Người đàn ông gằn giọng nói. Úp, nói ra nghe xem. Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Ngày anh tới nhậm chức có phải bị lọt vào vòng vây của Tô Ngưu Đản hay không? Việc này rốt cuộc sao lại thế này, Cục trưởng Cục Đất Đai thành phố Thôi Thanh hẳn là biết một chút, Cục trưởng Trần Đông ở Cục Đất Đai thành phố là người hầu của Thôi Thanh biết thì Trần Đông hẳn là cũng biết một chút. Nói xong thì liền ngắt điện thoại. Thôi Thanh, hóa ra là ông đang làm trò quỷ. Diệp Phàm nói thầm một câu, lái xe thẳng đến chỗ ở của bí thư thành ủy Phạm Viễn. Phạm Viễn cũng không ở trong khu lầu của thành ủy viên thường vụ, nghe trưởng ban thư ký Cao Hoa nói là ở tại một hợp viện cũ. Khi Diệp Phàm lái xe tới chỗ Phạm Viễn, thấy quả đúng như đồng chí Cao Hoa nói chỗ của bí thư Phạm thật đúng là quá cũ. Hơn nữa,
là nhà làm bằng gạch và gỗ đã cũ. Tuy nhiên, với việc Phạm Viễn thật thanh liêm hay là giả vờ giả vịt thì Diệp Phạm cũng không muốn đi truy cứu. Xách theo hai bình rượu bước vào cửa, không lâu sau bước vào đại sảnh, hai bên hàn huyên vài câu, sau khi nói lời khách sáo thì ngồi xuống. Bí thư Phạm, tôi đến báo cáo về phương án sửa trị khe suối Vượng Phu. Diệp Phạm giảng đạo. Phương án thì năm trước tôi có xem qua, tôi hoàn toàn đồng ý suy nghĩ của anh. Tuy nhiên, chuyện lớn như vậy khẳng định phải được đặt lên bàn hội nghị thường vụ thành phố thảo luận một chút. Bằng không, chuyện liên quan đến các mặt khác thì không sao xử lý được. Phạm Viễn trực tiếp giảng đạo. Bí thư Phạm, việc này không thể kéo dài thêm. Tôi thỉnh cầu ngày mai mở hội nghị thường vụ thảo luận về phương án này. Một khi thành ủy thông qua thì có thể ra văn kiện chính thức báo lên tỉnh thậm chí lên bộ. Chuyện khe suối Vượng Phu cần sửa trị là chuyện cần tiền của, không có tiền thì không thể thực hiện được. Tôi còn nghĩ sẽ lên tỉnh bộ xin kinh phí. Hơn nữa, hiện tại phương án này còn chưa có thực thi mà đã xuất hiện nhiều chuyện với nhiều thủ đoạn độc ác. Diệp Phàm giảng đạo. Được, vậy thì ngày mai. Phạm Viễn cũng không làm khó Diệp Phàm, gật đầu nói. Còn có một chuyện nhỏ muốn báo cáo một chút. Diệp Phàm nhìn Phạm Viễn. Cậu nói, Phạm Sa cũng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Trước khi các dự án của khe suối Vượng Phu còn chưa chính thức thực thi, Hội nghị Ban Quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông qua. Hơn nữa, đã xuống văn kiện chính thức cho các phòng ban có liên quan. Tuy nhiên, theo tôi hiểu tình hình ở đây không lạc quan, thậm chí rất tệ. Diệp Phàm nhíu mày. Úp, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Phạm Viễn nghiêm túc hỏi. Anh không vờ vịt chứ, anh không biết thì có quỷ mới tin. Diệp Phàm trong lòng khách sáo nói Phạm Viễn một câu. Miệng đem chuyện phê duyệt trái phép của Cục Xây dựng cùng với Cục Quản lý Đất đai nói ra. Phạm Viễn nghe xong lâm vào trạng thái trầm tư, thật lâu sau mới nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, hỏi. Ý của anh là muốn bắt Cục trưởng thường vụ Cục Xây là đồng chí Phượng Anh. Chương 1703, lời nói dối thiện ý. Không bắt cô ả, thì văn kiện của Ủy ban Nhân dân thành phố thành tờ giấy lộn, thái độ của cô ta rất cực đoan. Khi biết rõ nội dung văn kiện vẫn làm theo ý cá nhân, quả thực xem văn kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố xuống như một tờ giấy trắng. Loại cán bộ có thái độ không xem lãnh đạo ra gì, không tuân thủ quy định công tác của chính phủ không xử phạt thì sao chúng ta có thể khai triển công tác? Diệp Phàm hừ nói, như vậy đi, đối với một số hành vi của Phượng Anh, chúng ta phê bình giáo dục là chính. Tạm thời cách chức để tự kiểm điểm, về phần xử phạt như thế nào, về sau định đoạt, có được không? Phạm Viễn mịt mờ biểu đạt ý không tán thành chuyện Phượng anh ta nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, lại giảng đạo. Cán bộ của chúng ta tuy nói phạm một chút sai lầm, tư tưởng của đảng là trị bệnh cứu người. Lại cho cô ta một cơ hội, hơn nữa, hiện tại trọng điểm công tác của chúng ta là tu sửa khe suối Vượng Phu. Những chuyện khác đều phải vì chuyện này mà phục vụ. Bí thư Phạm, nếu không trừng trị Phượng Anh này thì việc sửa trị khe suối Vượng Phu sẽ còn xuất hiện tình trạng tương tự. Tất cả mọi người xem văn kiện của Ủy ban Nhân dân thành phố có như không có, kết quả tất không xong, như thế thì sao có thể triển khai công tác? Tôi hy vọng Bí thư Phạm có thể ủng hộ công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tu sửa khe suối Vượng Phu là đại sự, tuyệt không thể lại xuất hiện tình huống thế này. Chúng ta đang giải phóng mặt bằng, thế mà lại vi phạm quy định phê chuẩn cấp đất xây dựng. Về sau hẳn sẽ xuất hiện một loạt vấn đề, tỉ như, vấn đề bồi thường chẳng hạn. Tài chính của thành phố chúng ta phỏng chừng khó có thể gánh vác. Diệp Phàm tỏ thái độ cứng rắn, kiên quyết. Vi phạm về xây dựng khẳng định phải dỡ bỏ, hơn nữa, nếu đã là vi phạm về xây dựng thì chúng ta khẳng định sẽ không bồi thường. Về phần đất đai phê duyệt lúc trước, tôi tin tưởng Chủ tịch thành phố Diệp hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Lão già Phạm Viễn này căn bản đang đá bóng, không nói một câu cụ thể, mà tất cả đều ba phải. Hơn nữa, không trực diện đi vào vấn đề của Phượng Anh. Bí thư Phạm, chuyện xử lý Phượng Anh tôi đã tuyên bố trước mặt mọi người rồi. Diệp Phàm nói. Đồng chí Diệp Phàm, khi làm một số việc cần phải suy nghĩ kỹ rồi sau đó hãy làm. Lấy mũ quan của cán bộ chỉ có tổ chức đảng mới có quyền lực này thôi. Cho là tổ chức đảng thì khi muốn cũng cần phải trải qua quá trình điều tra toàn diện lấy chứng cứ. Nếu thông qua điều tra nhận định đồng chí ấy đích thật có phạm sai khi cần bắt thì mới bắt. Phạm Viễn tỏ thái độ rất quỷ dị, không ngờ mịt mờ nhìn Diệp Phàm ám chỉ có ý vượt quá quyền hạn. Ý ám chỉ ông ta mới là đại biểu của tổ chức đảng. Tôi biết việc này mình có chút nóng vội, tuy nhiên,
tôi cũng không có ý gì khác. Tôi nghĩ thương ưởng cửa Nam Lập Mộc cũng là vì tạo độ tin tưởng cho chính phủ. Tôi làm hết thảy đều là vì công tác, tuyệt không có bất kỳ ý mưu cầu lợi ích cá nhân nào. Diệp Phàm kiên trì với cái nhìn của chính mình. Vậy được, nếu anh đã kiên trì muốn hạ bệ Phượng Anh, vậy vào ngày mai khi việc sửa trị khe suối Vượng Phu thảo luận xong sẽ bàn luận một chút. Dù sao, Phượng Anh là cán bộ cấp cục trưởng, với thành phố Hải Đông chúng ta mà nói thì chức vị của cô ta cũng khá trọng yếu. Phạm Viễn thản nhiên hừ nói. Vậy ý của bí thư Phạm là cùng quan điểm với cái nhìn của tôi. Diệp Phàm cố ý hỏi, tất nhiên là đang thăm dò Phạm Viễn. Tôi đồng ý việc này đem lên bàn hội nghị thường vụ thảo luận, về phần kết quả thảo luận như thế nào, cá nhân tôi cũng không thể đại biểu cho ý kiến của tổ chức. Phạm Viễn giảo hoạt như cá trạch, căn bản không lộ ra một chút gì. Diệp Phàm biết rằng mình rất khó thuyết phục Phạm Viễn. Phòng trưng, bên trong hẳn là có mưu mẹo. Đi ra khỏi nhà Phạm Viễn ra, Diệp Phàm quay đầu nhìn lại căn nhà cũ. Cảm giác áp lực lớn chưa từng có, nếu ngày mai không thuận lợi bắt Phượng Anh, thì lời một chủ tịch thành phố như hắn nói ra thật đúng là quá thúi. Chủ tịch thành phố, nói thì dễ nghe, chủ tịch của một thành phố. Kỳ thật, về việc trọng đại như khi thành phố điều chỉnh nhân sự thì chủ tịch thành phố cũng không có nhiều quyền chủ quyết. Mới ra khỏi không bao lâu liền nhận được điện thoại của Tằng Tuấn Tài, nói mời Diệp Phàm đến Ngọc Lương Lầu ngồi chơi. Diệp Phàm nhìn đồng hồ, phát hiện không khuya lắm thế là vui vẻ đến đó. Ngọc Lương Lầu ở Hải Đông là nơi khá có danh tiếng, là tửu lầu dùng phong cách dân tộc thiểu số làm phong cách chính. Sau khi đi vào phòng, không ngờ phát hiện ra thư ký của bí thư thành ủy Lôi là Lưu Chân Mai đang có mặt. Ngoại trừ cô ta ra còn có Tằng Tuấn Tài và một phu nhân. Chủ tịch thành phố, xin chào. Lưu Chân Mai dành chào hỏi trước, hơn nữa còn đi tới tận cạnh cửa. Ha ha, là thư ký Lưu. Xin chào, Diệp Phàm cười, tay bắt tay của Lưu Chân Mai. Trước mắt vị này lập đại nhân vật xếp hạng đệ tam trong hàng ngũ hội nghị thường vụ của thành phố Hải Đông, Diệp Phàm thật vẫn chưa mò thấu trong lòng của cô đang suy nghĩ gì. Mà cha cô Lưu Quần Phong làm chủ trì ở Hàn Lâm Tự, hai cha con bất hòa. Diệp Phàm đến trước mắt vẫn không tìm được cơ hội trợ giúp bọn họ tiêu tan chướng ngại. Chỉ đang mơ hồ tính toán mà thôi. Chủ tịch thành phố, đây chính là em gái tôi, Trang Hồng Mai là vợ của Tuấn Tài. Lúc này, Lưu Chân Mai chỉ vào người ngồi bên cạnh giới thiệu nói. Em gái thư ký Lưu, xin chào. Diệp Phàm cố ý để trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, bởi vì, nghe Phạm Cương nói Lưu Quần Phong chỉ sinh một con gái lá Lưu Chân Mai, từ khi nào lại nhảy ra một em gái. Cô ấy là em gái nuôi. Lưu Chân Mai bổ sung một câu. Về sau, bốn người ngồi xuống. Chủ tịch thành phố, anh đến Hải Đông gần 2 tháng rồi, ở Hải Đông có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Tỷ như, Tam Đầm Vọng Nguyệt, Lưu Hoa Cốc, ngoài thời gian công tác bận rộn ra thì có thể đi tham quan giải sầu một chút. Lưu Chân Mai mỉm cười giảng đạo. Đúng vậy, Diệp Phàm gật gật đầu, thuận miệng giảng đạo đại tự kim mã tự của Hải Đông không tệ. Phật học cao thâm. Khi nhàn hạ đến đó một chút cũng tuyệt, cùng cao tăng nói chuyện Phật lý cũng có thể nung đúc tình cảm sâu đậm, tu thân dưỡng tính. Chủ tịch thành phố đi đến Kim Mã Tự chưa? Tăng Tuấn Tài hỏi. Còn chưa đi, qua khoảng thời gian này nếu có rảnh nhất định sẽ đi. Diệp Phàm cười. Tuy nhiên, lần trước ngẫu nhiên mà phát hiện ra một nơi rất đẹp. Úp, nơi nào, chủ tịch thành phố nói đi. Có lẽ tôi có biết một chút. Lưu Chân Mai thản nhiên cười nói. Hàn Lâm Tự. Nói đến đây Diệp Phàm cố ý dừng lại một chút, quả nhiên, có chút phản ứng. Với đôi mắt ưng hắn phát hiện mắt Lưu Chân Mai nhảy vài cái. Hơn nữa, sắc mặt hơi có chút trầm xuống. Tăng Tuấn Tài và Trang Hồng Mai khẳng định biết quan hệ giữa chủ trì Lưu Quần Phong của Hàn Lâm Tự cùng Lưu Chân Mai, cho nên khi vừa nghe Diệp Phàm nhắc tới Hàn Lâm Tự, ánh mắt không tránh khỏi nhìn Lưu Chân Mai, phỏng chừng cũng xem phản ứng của Lưu Chân Mai. Hàn Lâm Tự, chưa nghe nói qua. Lưu Chân Mai hừ lạnh một tiếng, hơi có vẻ không hài lòng. Chưa nghe nói qua cũng là chuyện bình thường, tôi vốn cũng không biết nơi này, khoảng thời gian trước ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đó. Phát hiện bên trong cổ thụ không ngờ có lối đi, vì thế bước lên xem, phát hiện hoàn cảnh thật đúng là không tồi, thanh u thanh nhã, thật đúng là nơi rất tuyệt để tu thân dưỡng tính. Hơn nữa, đại sư chủ trì Hàn Lâm Tự rất có phong phạm của một đại sư. Đối với lý luận về phương diện Phật học Phật hiệu cũng có kiến thức sâu rộng. Cho nên, không lâu sau tôi đến Hải Đông phát xuống một khoản tiền, cấp cho Hàn Lâm Tự làm đường. Hiện tại cũng không rõ đường làm xong chưa.
có rảnh cũng phải đi xem mới được. Diệp Phàm cố ý giảng đạo, hắn đang khích Lưu Chân Mai. Một cái miếu đổ nát không ai biết, đến tôi là người của địa phương này cũng chưa nghe nói qua, tôi thấy hẳn là không có gì hay để thưởng thức. Đơn giản ở nơi hẻo lánh một chút, còn về phần người đại sư áo xanh mà chủ tịch thành phố nói đơn giản chỉ là một hòa thượng thôn dã thôi. Có thể hiểu được lý luận Phật học cao thâm, chắc cũng chỉ là biết vài ba thứ. Đơn giản chỉ muốn lừa chủ tịch thành phố chút tiền thôi. Tôi thấy tám phần là không có tu. Chủ tịch thành phố không biết đã cấp ra bao nhiêu, ngàn vạn lần đừng để bị lừa. Nếu khoản tiền này còn chưa xuất ra khỏi cục tài chính, thì nên khẩn trương thu về. Bằng không tổn thất sẽ lớn. Lúc này, Lưu Chân Mai khôi phục thái độ bình thường, thản nhiên hừ nói. Xem ra, Lưu Chân Mai đối với cha mình gút mắc rất khó tiêu tan. Đây rõ ràng là Lưu Chân Mai đang cố ý làm thấp giá trị của Lưu Quần Phong. Diệp Phàm suy nghĩ, miệng cười nói, lời này cũng nên suy nghĩ, thư ký Lưu nếu thực thấy qua, nhất định sẽ có cảm thụ khác. Hơn nữa, tôi còn phát hiện ngôi tự này có một bí mật. Bí mật, một cái miếu sơn giã đổ nát thì có cái gì bí mật? Trên mặt Lưu Chân Mai hiện ra một tia khinh thường. Hậu viện của Hàn Lâm tự có một vách tường lớn. Bên ngoài rêu xanh bao trùm, bên trong không ngờ cất giấu rất nhiều bút tích của những danh nhân Trung Hoa chúng ta. Lúc ấy khi nghe xong đại sư áo xanh giới thiệu, tôi liền an bài riêng chuyên gia về văn vật đi khảo chứng. Rất có giá trị về nghệ thuật và du lịch. Hơn nữa, trong đó còn có một câu chuyện khá xưa. Diệp Phàm nói đến đây, cố ý thở dài, tỏ vẻ có chút khổ sở. Chuyện xưa thê lương, tôi rất muốn nghe xem sao. Lưu Chân Mai thản nhiên hừ nói. Ôi! Diệp Phàm đầu tiên thở dài, sau nhấp một ngụm rượu, nói. Hơn 10 năm trước, nghe nói đại sư áo xanh vẫn chưa có xuất gia. Tuy nhiên, khi đó ông gặp gỡ chủ trì lúc đó của Hàn Lâm tự là đại sư Hồng Á. Bọn họ biết nhau bên ngoài, nghe nói đại sư áo xanh khi chưa xuất gia rất thích chu du khắp nơi. Mà đại sư Hồng Á cũng là người rất thiện lương, lúc ấy gặp đại sư áo xanh bị bệnh nặng ngã trên núi. Đại sư Hồng Á dùng tiền hóa duyên được trị cho đại sư áo xanh. Hơn nữa, trong thời gian chữa bệnh hai người đã kết tình anh em. Áo xanh bị Hồng Á ảnh hưởng, từ đó về sau bỗng thích làm chút việc thiện. Ước chừng khoảng 11-12 năm trước, đại sư Hồng Á khi sắp ra đi, trước khi chết, ông đem bí mật tượng đá phía sau núi nói cho áo xanh biết. Và giải thích với áo xanh, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt ngôi tự này. Còn đại sư Hồng Á vì bảo tồn tốt bức tường đá khác đó mà phát hiện ra đạo sĩ thần bí có thể làm được chuyện này. Người này là một đạo sĩ Lao Sơn, tên Khang Tín. Nghe xong Hồng Á giải thích, áo xanh tới Lao Sơn, cầu Khang đạo trưởng đem phương pháp khắc đá bảo tồn truyền thụ cho mình. Tuy nhiên, Khang đạo trưởng là người có tính tình cổ quái, lúc đầu không chịu. Sau lại thấy áo xanh rất thành tâm nên cũng nhận lời. Tuy nhiên, Khang đạo trưởng yêu cầu áo xanh vì ông ta làm công không một năm. Nội trong một năm không thể liên hệ với bất cứ kẻ nào. Tất nhiên là hy vọng áo xanh có thể chuyên tâm học nghệ. Áo xanh nghĩ đến ân nhân cứu mạng là Hồng Á đại sư còn trên giường bệnh chờ mình học được kinh nghiệm trở về, cuối cùng ông nhận lời. Suốt thời gian một năm, áo xanh ngoại trừ đi theo Khang đạo trưởng học nghệ ra thì không liên hệ với bất cứ kẻ nào bên ngoài. Nói đến nơi đây, Diệp Phàm lại thở dài, cố ý dừng lại. Tất nhiên là đang quan sát thái độ của Lưu Chân Mai. Chương 1704, đánh bật đồng chí Vương Long Đông. Tuy nhiên, đồng chí Lưu Chân Mai cũng không hé răng. Câu được câu không nhấm nháp chén canh, dường như không chút quan tâm, khiến Diệp Phàm thấy trong lòng có chút buồn bực. Cân nhắc không ra Lưu Chân Mai có tâm tư gì. Kỳ thật, Diệp Phàm nói căn bản đều là bịa đặt ra cả. Tất nhiên là vì đại sư áo xanh giải thích duyên cớ vì sao khi bà xã bị bệnh mà không có lời thăm hỏi. Lúc này, Trang Hồng Mai ở một bên có chút nóng vội, cô vụng trộm nhìn Lưu Chân Mai liếc mắt một cái, hỏi Diệp Phàm. Chủ tịch thành phố, sao lại thế? Chẳng lẽ đại sư áo xanh đến người nhà cũng không quan tâm? Không phải nghe nói thời điểm đó ông còn chưa xuất gia, trong nhà của ông không phải có người rất đáng thương sao? Phỏng chừng còn có đứa con và bà xã. Chuyện này tôi không rõ lắm, tôi cũng nghe từ một hòa thượng của Hàn Lâm tự nói, đại sư áo xanh sau khi học xong trở về phát hiện đại sư Hồng Á đã vì bệnh mà quy thiên. Có lẽ do bi thương quá cho nên xuất gia. Diệp Phàm cố ý giảng đạo. Khả năng không phải thế đâu, có lẽ là sau khi đại sư áo xanh về nhà, phát hiện trong nhà cũng đã xảy ra chuyện gì. Sau lại do nội tâm áy náy cho nên xuất gia.
Lúc này, Trang Hồng Mai giảng đạo, ánh mắt cũng luôn mịt mờ quan sát Lưu Chân Mai. Hết thảy tất nhiên không thoát ra khỏi đôi mắt ưng của Diệp Phàm. Có lẽ là vậy, tuy nhiên, dường như nội tâm của Đại sư Áo Xanh rất thống khổ. Trước Tết tôi có đến Hàn Lâm Tự lần thứ hai, mỗi lần đến đều phát hiện Đại sư Áo Xanh ngơ ngác đứng lặng trước vách đá rêu xanh. Hơn nữa, vẫn mân mê mãi một gốc cây mai trong chùa, đôi khi còn rơi lệ. Tôi hỏi ông cũng không nói, chỉ lắc lắc đầu. Vẻ mặt thống khổ, chuyện này tôi cũng thấy ngượng ngùng vì không tiện khơi lại nỗi đau của người ta, có phải hay không? Cho nên tôi không hỏi nữa. Diệp Phàm thuận miệng giảng đạo, một lúc lại khoát tay áo giảng đạo. Thôi vậy, không nói nữa. Chủ tịch thành phố, đồng chí Phượng Anh của Cục Xây dựng thành phố cũng quá mức. Người như thế nên trị, bằng không, kêu chúng ta làm sao khai triển công tác được. Chuyện khe suối Vượng Phu nếu đã do thành phố an bài tôi phụ trách, Phượng Anh vi phạm quy định cấp phép sai nguyên tắc, không phải là tạo thêm phiền cho bộ chỉ huy chúng ta sao? Về sau chúng ta yêu cầu bọn họ dỡ bỏ, người ta đưa ra giấy phép xây dựng, thì ngược lại chúng ta bị đuối lý. Việc này không xử lý không được, phải mạnh tay một chút, đem toàn bộ giấy phép cấp trước đó công bố cấp sai quy định. Chỉ có người cấp giấy chứng nhận vi phạm quy định mới có thể chứng minh giấy phép phát ra cũng vi phạm quy định. Chỉ có như vậy, khi chúng ta động thủ dỡ bỏ mới có thể làm đúng lý hợp tình. Bằng không, danh bất chính ngôn bất thuận, chuyện tu sửa khe suối Vượng Phu này chỉ có thể là lời nói suông. Tăng Tuấn Tài có chút giận dữ giảng đạo. Úp, đồng chí Tăng Tuấn Tài cũng đồng ý với cách tôi xử lý đồng chí Phượng Anh. Diệp Phàm cố ý vẹo ngắm Tăng Tuấn Tài liếc mắt một cái. Diệp Phàm biết rằng Tăng Tuấn Tài nói như thế là vì đang ở trước mặt chị nuôi Lưu Chân Mai. Phỏng chừng việc này có mục đích nhất định, tuy nhiên, mục đích gì thì Diệp Phàm tạm thời chưa có nghiền ngẫm ra. Phỏng chừng có quan hệ cùng Lưu Chân Mai. Đương nhiên đồng ý, dỡ bỏ mũ đã là nhẹ, cán bộ mà tùy ý dùng quyền lực quốc gia cấp cho cố ý làm bậy thì vào tù còn được. Hơn nữa, trong đó có phải còn dính đến chuyện quyền tiền giao dịch hay không? Bằng không Phượng Anh dựa vào cái gì mà dám cấp phép xây dựng. Lúc ấy sau khi nghe nói xong chị nuôi cũng khá oán giận. Tăng Tuấn Tài giảng đạo, rốt cục lôi Lưu Chân Mai ra. Úp, Lưu Bí Thư cũng oán giận, xem ra cách nghĩ của chúng ta có phải là nhất trí hay không. Diệp Phàm tất nhiên tùy gậy mà vung, quay đầu hỏi Lưu Chân Mai. Kỳ thật, đối với hành động của đồng chí Phượng Anh, rất nhiều đồng chí ở thành phố sớm đã có ý kiến. Lưu Chân Mai thản nhiên gật gật đầu, thừa nhận cách nói của Tăng Tuấn Tài. Sớm đã có ý kiến, có phải nói đồng chí Phượng Anh làm công tác luôn luôn như thế hay không? Diệp Phàm có hứng thú hỏi, nếu có thể bắt lấy việc này làm kíp nổ, kêu tổ điều tra bắt tay vào kiểm tra, có lẽ sẽ có thể đưa người phụ nữ này vào tù. Cho đến lúc này, đại uy tín của Diệp Phàm tôi tất nhiên sẽ tăng lên. Việc này, vẫn do Tuấn Tài nói lại với anh. Lưu Chân Mai ra hiệu cho em rể Tăng Tuấn Tài nói. Chủ tịch thành phố, Phượng Anh, người phụ nữ này luôn luôn mạnh mẽ, cứng rắn. Hơn nữa, nói về bản lĩnh thì cũng không có đại bản lĩnh gì. Tuy nhiên, kỳ quái chính là, lão cục trưởng tiền nhiệm, đồng chí Trịnh Phi rất coi trọng cô ta. Còn cục trưởng đương nhiệm đồng chí Nhâm Thành Phương cũng rất coi trọng cô ta. Đồng chí Đinh Nghĩa Minh, phân công quản lý cục xây dựng thành phố, hình như đối với cô ấy cũng có chút bất mãn. Có mấy lần cùng đồng chí Đinh uống rượu, khi ấy miệng anh ta luôn chửi rủa cô ta. Hình như là nói Phượng Anh quá kiêu ngạo, đơn giản chỉ biết ỷ vào người của Phượng gia ở Thủy Châu giúp đỡ. Tăng Tuấn Tài giảng đạo, Phượng gia Thủy Châu, có phải là gia tộc có ông lão luyện võ công hay không? Dưới trướng có thiệt nhiều công ty, là phú gia nổi danh ở tỉnh Nam Phúc chúng ta. Diệp Phàm đuổi sát hỏi. Cái này tôi không rõ ràng lắm. Hơn nữa, Thủy Châu lớn như vậy. Gia tộc có được vài tỷ gia sản cũng không phải ít. Tăng Tuấn Tài lắc lắc đầu. Tuy nhiên, Diệp Phàm trong lòng đã có nút thắt. Suy nghĩ có phải lần trước Phượng gia cùng Lý Độn Nguyên của phái Thanh Thành liên hợp lại đánh lén mình hay không, hiện tại chạm nhau về thương nghiệp. Mà tòa lầu mới đó cũng họ Phượng, nhiều chuyện kỳ quái như vậy kết hợp lại không thể không khiến Diệp lão đại hoài nghi. Chủ tịch thành phố Diệp, vừa rồi bí thư Phạm gọi điện thoại nói là ngày mai muốn mở hội nghị thường vụ, anh nhận được thông chi chưa? Lúc này, Lưu Chân Mai húp chút canh, thản nhiên hỏi. Ha ha, hội nghị thường vụ lần này chính là do tôi yêu cầu bí thư Phạm mở. Một là thảo luận một chút phương án tu sửa khe suối Vượng Phu đã được các phòng ban của Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua. Thứ hai,
còn có yêu cầu nho nhỏ. Hy vọng đến lúc đó Lưu Bí Thư có thể ủng hộ công tác của Diệp Phàm. Diệp Phàm đang lúc thấy không có cơ hội mở miệng, Lưu Chân Mai tự động lại đưa lên cửa miệng, quả là cơ hội tốt đến nơi. Úp, Lưu Chân Mai thản nhiên lên tiếng, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, giảng đạo. Về chuyện sửa trị khe suối Vượng Phu, các vị ủy viên thường vụ ở thành phố nghe nói cũng không có cùng cái nhìn. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi thì khe suối Vượng Phu sớm nên sửa trị. Chuyện này tôi đồng ý với cái nhìn của chủ tịch thành phố. Lưu Chân Mai vứt cho Diệp Phàm cái phao tốt trước, hắn suy nghĩ người phụ nữ này phỏng chừng còn có chuẩn bị ở sau. Tuy nhiên, miệng cũng cười giảng đạo tôi đây cảm ơn Lưu Bí Thư đã ủng hộ công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố trước, tôi kính Bí Thư Lưu một ly. Cùng cạn nào, Lưu Chân Mai đưa ly rượu lên cùng Diệp Lão Đại cạn một ly, về sau mới giảng đạo. Chủ tịch thành phố Diệp, yêu cầu nhỏ của anh là gì? Tôi nghĩ việc mà đưa lên bàn hội nghị thường vụ thảo luận thì hẳn không phải việc nhỏ. Chính là Phượng Anh, đồng chí này theo tôi thấy không bắt là không được. Hy vọng đến lúc đó khi thảo luận chuyện của cô ta, Bí Thư Lưu cũng có thể cho tôi sự tán đồng. Diệp Phàm rõ ràng đã kiên trì nói ra. Phượng Anh này nếu muốn bắt hạ cô ta thì có chút khó khăn. Lưu Chân Mai không nói ủng hộ cũng không nói không ủng hộ mà chỉ nói có khó khăn. Đương nhiên là có khó khăn rồi, tôi nghĩ. Phượng Anh là một phó cục trưởng thường trực kiêu ngạo như thế, sau lưng khẳng định có bối cảnh sâu thâm. Nhưng, vì kế hoạch khe suối Vượng Phu, chúng ta dù sao cũng phải dẹp chướng ngại vật đi. Công tác này dù sao cũng phải làm có phải hay không. Tuy nhiên, chuyện lần này nếu có thể thành công, Diệp Phàm sẽ nhớ kỹ sự ủng hộ của Bí Thư Lưu. Diệp Phàm nói rõ ràng làm cũng rõ ràng, đã cho Lưu Chân Mai một lời hứa hẹn. Ha ha, Lưu Chân Mai thản nhiên cười cười. Nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, đột nhiên, người phụ nữ này cau mày, trầm ngâm một lúc mới nói quả thật là có chuyện muốn phiền chủ tịch thành phố một chút. Bí Thư Lưu mời nói. Diệp Phàm thuận miệng hỏi, trong bụng nói quả nhiên có giao dịch. Cái này kêu là quyền giao dịch. Phỏng chừng, hội nghị thường vụ ngày mai ngoại trừ thảo luận hai sự kiện trên ra, hẳn là còn có việc về điều chỉnh nhân sự vào vị trí phó cục trưởng thường trực của Cục Tài chính thành phố. Vốn phó cục trưởng của Cục Tài chính thành phố là đồng chí Trâm đã điều đến tỉnh ngoài. Nên vị trí này đến hiện tại vẫn trống không gần 3 tháng. Lưu Chân Mai giảng đạo. 3 tháng, thời gian tương đương dài. Cục Tài chính thành phố là nơi mấu chốt, phó cục trưởng thường trực lại càng là vị trí mấu chốt, việc này không thể kéo dài. Không biết Lưu Bí Thư vừa ý người nào, tôi muốn tìm hiểu một chút, khi ở hội nghị thường vụ cũng dễ có cái ăn nói có phải hay không. Dù sao hiện tại về phương diện nhân sự Diệp Phàm không muốn trộn lẫn vào, trợ lực cho Lưu Chân Mai một chút cũng không vướng ngại gì, xem như trả cho cô một ân tình cũng tốt. Người này tên Vương Long Đông, nguyên công tác tại văn phòng thành ủy đảm nhiệm ghế phó chủ nhiệm. Tốt nghiệp Đại học Hải Giang là sinh viên hệ chính quy. Năm nay cũng vừa đứng 30 tuổi, đúng vào thời điểm trẻ trung khỏe mạnh. Đồng chí này suy nghĩ linh hoạt, công tác tại văn phòng thành ủy cũng rất nhiệt tình. Quan hệ cùng lãnh đạo khắp nơi cũng tương đương không tồi. Chẳng qua hiện tại thể chế của chúng ta thì anh cũng rõ ràng, làm tốt không có nghĩa là sẽ được đề bạt. Vấn đề đề bạt này mấu chốt vẫn nằm ở trong tay lãnh đạo. Lãnh đạo thấy được thì mới chính thức đề bạt, bằng không, có làm được việc hơn nữa thì cũng chỉ có thể là một khẩu súng trong tay lãnh đạo mà thôi. Lúc dùng được thì lấy ra dùng, khi không cần thì vứt qua một bên. Lưu Chân Mai nói còn kèm theo hơi thở dài. Ừ. Phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy đến Cục Tài chính đảm nhiệm phó cục trưởng thường trực cũng là chuyện quá khứ. Chẳng qua, anh ta là cán bộ cấp cục phó, lần này phó cục trưởng thường trực Cục Tài chính là cán bộ cấp cục trưởng. Cái này là đề bạt đứng đắn, hơn nữa là đúng thực chức. Khó khăn phỏng chừng không nhỏ. Diệp Phàm mịt mờ chỉ ra, phía bên Phạm Viễn không dễ thông qua. Hơn nữa, khó khăn càng lớn thì ân tình mình giúp Lưu Chân Mai tất nhiên càng nặng. Ha ha. Chủ tịch thành phố Diệp, khó khăn này tất nhiên lớn. Phỏng chừng phải chịu áp lực từ nhiều phương diện, Lưu Chân Mai thản nhiên cười nói. Làm gì mấy phương diện, chúng ta cần thám thính trước. Bằng không, đến lúc đó hai mắt khó mà đối phó. Nói đến nơi đây Diệp Phàm nhìn Lưu Chân Mai liếc mắt một cái, lại giảng đạo. Nói thật, tôi đến Hải Đông không đến 2 tháng, đối với người và việc của hội nghị thường vụ thành phố ta biết rất chi là ít. Vì sao vị trí này vẫn trống không mà không bố trí người, lực cản lớn nhất ở đây ngược lại là Cục trưởng Cục Tài chính thành phố đồng chí Lưu Nhất Tiêu. Lưu Chân Mai lộ chân tướng nói.
Chương 1705, thủ đoạn của Tô Lâm Nhi. Lưu Nhất Tiêu, sao có khả năng? Anh ta tuy nói là cục trưởng cục tài chính, nhưng cũng được xem là thần tài của các cục ở thành phố. Nếu muốn tìm ông ta đòi tiền thì có thể sẽ bị ông ta đùa giỡn với chút thủ đoạn trèo kéo. Nhưng, việc bổ nhiệm phó cục trưởng thường trực là chuyện của ban tổ chức cán bộ thành ủy và hội nghị thường vụ. Có nói như thế nào thì cũng không tới phiên ông ta đến vung tay múa chân. Huống chi, ông ta đến một cán bộ cấp phó giám đốc sở cũng không tính. Diệp Phàm có chút không rõ. Ha ha, không phải như vậy. Lưu Nhất Tiêu cùng đồng chí Trương Minh Sâm có quan hệ rất thân thiết. Thực ra, Lưu Nhất Tiêu chính là do đồng chí Trương Minh Sâm đẩy lên. Lưu Trân Mai thản nhiên cười nói. Quái lạ, đồng chí Phạm Viễn sao có thể nói tốt. Diệp Phàm cố ý lắc lắc đầu. Ha ha, lúc ấy đều do có ích lợi cho đôi bên thôi, nói ra thì cũng không có gì mới mẻ. Là thứ giao dịch tồn tại từ khi có xã hội nhân loại rồi, chỉ có điều trình tự và đề tài giao dịch không giống nhau thôi. Lưu Trân Mai cười nói, tình hình ngay lúc đó thấy cô thật ra đã không muốn nói tiếp. Tôi nghĩ cũng phải, Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn Lưu Trân Mai liếc mắt một cái, hỏi. Việc này, phỏng chừng họ Lưu đã có suy tính sẵn trong đầu. Lực cản lớn nhất đương nhiên ở chỗ họ Phạm, nói thật, cục tài chính này các vị lãnh đạo ở thành phố vị nào cũng muốn nhúng tay. Dù sao, tiền là thứ trọng yếu nhất, có tiền mới làm được việc, có thể sai khiến một người nắm giữ túi tiền của cả thành phố thì làm việc gì cũng dễ. Lưu Trân Mai nói, ừ, đặc biệt là đối với chủ tịch thành phố như tôi mà nói lại càng trọng yếu. Diệp Phàm gật gật đầu, kỳ thật, mục tiêu của tôi không nằm ở cục tài chính thành phố. Vị trí phó cục trưởng thường trực quá trọng yếu, phỏng chừng họ Phạm sẽ ra sức cản trở. Hơn nữa, ông ta khẳng định sẽ muốn thâu tóm lấy vị trí này. Lưu Trân Mai nhíu mày, giảng đạo. Vị trí này trong lòng họ Phạm đã có người thích hợp. Diệp Phàm hỏi. Đại khái là vậy, Lưu Trân Mai giảng đạo. Vậy việc này với đồng chí Vương Long Đông bố trí như thế nào? Sẽ không phải muốn Dương Đông kích Tây chứ, có tính toán gì khác không? Diệp Phàm cũng không phải thằng ngốc, trong chốc lát đã hiểu ra, cười nói. Ha ha, chủ tịch thành phố Diệp Cao Minh, chút thủ đoạn nhỏ này của tôi khó có thể giấu giếm được anh. Lưu Trân Mai nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, rất có phong vị. Người phụ nữ này ăn mặc khá mộc mạc, nhìn thấy cứ như thôn nữ. Tuy nhiên, trên người Lưu Trân Mai lại có một khí chất của người có bằng cấp. Cho nên, cô nàng thôn nữ giả này thật ra rất đặc sắc, là thôn nữ có bằng cấp cao. Hơn nữa, 30 tuổi rồi vẫn còn chưa kết hôn, hiện tại lại có thể ngồi lên vị trí trọng yếu như vậy, Diệp Phàm thật ra rất bội phục người phụ nữ này. Nói mục tiêu đi, Diệp Phàm hỏi trắng. Chủ tịch huyện Đào Mộc là Tả Nhất Quyền đã liên hệ xong mọi đơn vị, từ đầu năm tới nay anh ta đã lên tỉnh báo cáo rồi. Lưu Trân Mai nói. Thì ra là thế, họ Lưu đã nhắm cho đồng chí Vương Long Đông vị trí chủ tịch huyện huyện Đào Mộc rồi. Địa phương tốt. Kỳ thật, nói ra thì tôi cũng tốt nghiệp từ Đại học Hải Giang. Diệp Phàm đột nhiên cười nói. Thật sự không nghĩ tới, xem ra đồng chí Long Đông lần này may mắn rồi. Không ngờ có thể gặp được bạn học thời đại học, Lưu Trân Mai mày giãn ra nói. Ha ha, bạn học mà, khó được gặp gỡ vài người, nên giúp đỡ cho nhau một chút, nên thế, Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười, nhìn Lưu Trân Mai cùng nhau liếc mắt, hiểu lòng nhau nên không cần nói. Về phần vợ chồng Tằng Tuấn Tài thì ngồi một bên cười. Diệp Phàm muốn hạ Phượng Anh. Vừa mới nghe Phạm Sa nói qua, đồng chí Phó Thành ủy Thái Quý Quyền có chút kinh ngạc nhìn đồng chí Phạm Viễn. Hắn quyết tâm rất lớn, việc này anh bảo tôi nói như thế nào. Vốn nghĩ cứ tạm thời cách chức là được, tuy nhiên, quyết tâm của chủ tịch thành phố Diệp rất lớn, Phạm Viễn thở dài một tiếng. Phượng Anh cũng quá kiêu ngạo, nếu lấy tính cách của tôi ra nói thì sớm đã một cước đá cô ta đi rồi. Anh Phạm, không phải tôi nói cô ta, chính là tôi đây này, trưởng ban thư ký thành ủy người ta cũng không coi ra gì. Đồng chí Cao Hoa không ngờ cũng có chút giận dữ, nhìn Phạm Viễn liếc mắt một cái, nói. Tuy nhiên, lần này là Diệp Phàm muốn hạ cô ta. Ha ha, tôi đây ngược lại là muốn bảo vệ đồng chí Phượng Anh. Phạm sai lầm thôi mà, ai mà không có sai, chỉ là sai nhỏ sai lớn thôi. Hơn nữa, lỗi của đồng chí Phượng Anh. Chỉ có thể nói là vi phạm quy định thôi, còn chưa phải là sai phạm gì lớn, lấy mũ quan hình như là hơi quá, xử phạt là khá thỏa đáng rồi. Đánh tiếng một chút là nên, lấy mũ thì làm quá. Thái Quyền Quý cũng ăn theo lắc lắc đầu.
mấu chốt không ở chúng ta, chủ tịch thành phố đã quyết tâm muốn hạ cô ta. Phạm Viễn vẹo ngắm hai người liếc mắt một cái, không ngờ thản nhiên mỉm cười. Ý tứ của họ Phạm là muốn hạ, Cao Hoa hỏi. Ông em họ Cao, anh không phải không biết gốc gác Phượng Anh. Có thể hạ sao, Thái Quyền Quý hừ lạnh một tiếng. Không thể, Cao Hoa rõ ràng lắc lắc đầu, vẻ mặt hơi hơi có chút tiếc nuối dường như. Tôi nghĩ, có hạ cô ta hay không, ngày mai khi tiến hành hội nghị thường vụ sẽ nói. Đồng chí Phạm Viễn thản nhiên cười, có vẻ có chút thần bí. Trong nhà của Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Trương Minh Sâm. Diệp Phạm muốn hạ Phượng Anh, phỏng chừng đám người Phạm Sa sẽ bảo vệ cho cô ta. Trương Minh Sâm hừ lạnh nói. Chúng ta lần này đây có chút rối rắm, theo lý mà nói, nên bảo vệ Phượng Anh để cho Diệp Phạm khó chịu. Hắn là một chủ tịch thành phố, ngay trước mặt nhiều cán bộ như vậy đã nói phải lấy mũ Phượng Anh. Lần này lấy không được thì hắn còn mặt mũi sao, còn có thể ở Hải Đông tiếp tục thị uy sao? Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch thành phố đồng chí Tôn Đạo Phong hình như có cách nghĩ của riêng mình. Bảo vệ cô ta, chúng ta khác nào cùng đám Phạm Viễn chung một ruột. Trương Minh Sâm hừ một tiếng, không bảo vệ cô ta thì không phải đã cùng Diệp Phạm chung một ruột sao, hơn nữa, nếu làm Diệp Phạm phật ý ra oai thì lão Trương này, cơ hội của chúng ta sẽ không nhiều lắm, 2 tháng rồi. Vài lần giao thủ nhưng chúng ta không chiếm được thứ gì tốt cả. Cứ như vậy hoài thì trong chúng ta sẽ có vài đồng chí có thể sẽ nhụt chí. Như vậy thật không tốt, khí là thứ mà nhất định không thể nhụt, vì khi nhụt chút rồi sẽ khó mà lấy lại. Tôn Đạo Phong lắc lắc đầu. Lão Tôn, lần này chúng ta phải điều chỉnh một chút. Mục tiêu của chúng ta là đưa Chu Tú ngồi lên vị trí Phó Cục trưởng Cục Tài chính. Phải biến túi tiền của thành phố này thành thùng thiết, về sau. Địa bàn cục tài chính ở trong tay Lão Lưu và Chu Tú cùng quản, Diệp Phàm, hắn căn bản không có tư cách tham dự cùng chúng ta. Trương Minh Sâm tỏ thái độ cứng rắn, mạnh mẽ. Cũng có đạo lý, Phạm Viễn thì chúng ta không có khả năng chạm vào. Nhưng thật ra với Diệp Phàm, gã chủ tịch thành phố tay không này chúng ta có khi lại có biện pháp. Chỉ cần hắn không sợ quyền lực bị mất thì chúng ta sẽ khiến hắn hiểu được đất Hải Đông này ngoài Phạm Viễn ra thì còn có một người họ Trương nữa. Tôn Đạo Phong gật gật đầu. Lão Tôn, không riêng gì họ Trương, là Trương Tôn. Trương Minh Sâm thản nhiên mỉm cười, trong lòng vẫn khá thỏa mãn. Ha ha, Tôn Đạo Phong thản nhiên cười cười, trong lòng kỳ thật rất không thoải mái. Trước giờ vẫn bị Trương Minh Sâm lũng đoạn nên sảng khoái mới là lạ. Chị Phương, chị càng sống càng có phong vận, không phải do bị đàn ông làm thành ra như vậy chứ. Trong nhà trưởng ban tuyên giáo thành ủy Tô Phương, chủ tịch tập đoàn Địa Đường Điều Tô Lâm Nhi tay cầm khăn quàng cổ thắt lên cổ cho Tô Phương. Em đó, dám giễu cợt chị Phương, có phải muốn ăn đòn hay không? Đã 20 mấy rồi cũng không hiểu được là nên tìm một người đàn ông đi. Chị Phương đã thành lão thái bà rồi, còn nói gì nữa? Tô Phương không ngờ mặt đỏ lên, giơ tay ra nhéo Tô Lâm Nhi. Hừ, Liễu đạo tài làm ra những việc thế này chẳng lẽ Phương tỷ còn có thể nhìn vừa mắt sao? Với tính cách của em sẽ kêu Cao Tiềm đi dạy bảo hắn. Phương tỷ còn cản, cản cái gì chứ? Rõ ràng cứ một cước đá vào gã. Thứ lòng lang dạ sói, khốn khiếp, Tô Lâm Nhi mặt giận dữ hừ nói. Đó là bởi vì đoạn thời gian trước khi chồng Tô Phương là Liễu Đạo Tài ở Íp đang lúc ôm nhân tình hôn thắm thiết thì vừa vặn bị thủ hạ Tô Lâm Nhi chính là Cao Tiềm nhìn thấy. Lúc ấy Tô Lâm Nhi tức giận nhảy vọt vào, hung hăng tát tai gã tại chỗ. Vốn tưởng rằng Tô Phương khi biết khẳng định sẽ lập tức đá gã ra khỏi nhà. Không thể tưởng được Tô Phương lại nhịn, không làm gì cả. Vốn nhà của Tô Lâm Nhi ở Bắc Kinh, còn Tô Phương tuy nói là họ Tô, nhưng không phải người Bắc Kinh. Chỉ có thể nói hai người cùng họ Tô nhưng không có quan hệ gì. Tuy nhiên, cô nàng Tô Lâm Nhi này năng lượng rất lớn. Thời gian khi vừa mới gây dựng sự nghiệp đã vắt hết óc nghĩ biện pháp. Vẫn dính vào với Tô Phương. Sau lại cũng nhờ có Tô Phương giơ tay ra giúp đỡ Tô Lâm Nhi rất nhiều nên họ thường xuyên qua lại. Vài năm nay tình cảm của hai người thân thiết như chị em vậy. Thôi vậy, ai cũng có cách nghĩ riêng. Vợ chồng vốn như chim cùng rừng, thật sự muốn thay lòng đổi dạ thì sẽ tự bay đi. Tuy nhiên, bây giờ còn không phải thời điểm. Lâm Nhi, cô không phải người trong thể chế, có những việc cô không hiểu đâu. Chúng tôi là những người trong thể chế. Đối với một cán bộ mà thì rất chú trọng quan hệ vợ chồng. Người ta nói quan hệ vợ chồng còn xử lý không tốt thì sao quản lý một thành phố, thậm chí một tỉnh. Tô Phương thản nhiên giảng đạo. Tôi hiểu,
cái này chính là thứ mọi người thường nói, là chính trị trong sạch. Giống như khi đề bạt khảo sát, đều thẩm tra cả vợ lẫn chồng. Nếu còn không có kết quả, người ta sẽ tìm hiểu người ngoài, làm việc không tốt tất nhiên sẽ bị người ta xem nhẹ, thể chế của chúng ta chú trọng nhất chính là tư cách cán bộ. Tô Lâm Nhi khôi phục thái độ bình thường, giảng đạo. Cô bé này, hiểu được cả. Tô Phương chỉ lên trán Tô Lâm Nhi, cười nói. Chuyện Tô Ngưu Đản xử lý thế nào rồi? Còn giam giữ, gã An Kỳ này cản mông họ Diệp rồi. Hắn cứ kéo dài không xử lý, chúng ta đi hỏi thì nói còn đang điều tra. Rõ ràng là đang kéo dài. Lâu như vậy rồi còn không xử lý, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tô Lâm Nhi nói. Ha ha, việc này, làm khó cho Tô Đại Tiểu Thư tới từ Bắc Kinh sao? Tô Phương trêu ghẹo nói. Nhìn Tô Lâm Nhi liếc mắt một cái, cười nói. Có phải muốn Phương tỷ dạy cho vài câu hay không? Tuy nhiên, việc này không cần hao phí khí lực. Tôi nói cũng vô dụng, An Kỳ, con người này tuy nói trước không ai muốn gặp, ngay lúc đó tay họ Phạm và lão chủ tịch thành phố đối với gã đều không xem ra gì. Tuy nhiên, người này cũng thực có chút cường tráng, dám dùng những thủ đoạn nhỏ của chính mình chống cự. Phỏng chừng, sự có mặt của Diệp Phạm khiến gã thấy có được hy vọng. Nhưng đó không phải là vấn đề mấu chốt ở chỗ Ngưu Đản, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lô Minh Châu cùng với ủy ban kỷ luật tỉnh Hạ Hải Vĩ, còn có Vu Kiến Thần, tất cả bọn người này đều ở đấy. Đúng với An Kỳ mà nói, uy lực của Lư Châu Minh không cần phải nói. Vu Kiến Thần là người lãnh đạo trực tiếp nên cũng phải suy xét. Chuyện của Tô Ngưu Đản khắp nơi đều chú ý, nếu muốn nói ân tình thì không qua được những người này. Cho nên, An Kỳ luôn luôn kéo dài. Kỳ thật, nhìn từ phương diện này, cục trưởng An vẫn rất chiếu cố rồi. Bằng không, sớm xử lý cho đi rồi. Chương 1706, hội nghị khẩn cấp của tổ đặc nhiệm A. Nếu có thể sớm chuyển sang cho viện kiểm sát xử lý thì tốt, chỉ do tiểu An tử vẫn luôn kéo dài ở cục công an. Thật khiến tôi khó mà nhẫn nại được, tay An Kỳ này cũng là thứ không ra gì. Tuy nhiên, việc này khẳng định là do Diệp Phàm nữa, bằng không phỏng chừng An Kỳ sớm đã xử lý xong việc này rồi. Cho nên tôi sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Tô Lâm Nhi bĩu miệng nói. Tiểu Lâm, không cần lôi thôi với chủ tịch thành phố Diệp đâu. Mặc dù nói Tô gia ở Bắc Kinh là gia tộc lớn với đại sản nghiệp, nhưng cô cũng phải tỉnh táo nhận thức ra nơi này là Hải Đông chứ không phải Bắc Kinh. Ngẫm lại đi, Diệp Phàm trẻ tuổi như vậy mà đã là chủ tịch của một thành phố. Bối cảnh sau lưng hắn tôi tin là sâu không lường được. Tôi chỉ đang lo lắng cho cô, sợ cô sẽ làm ầm ĩ lên, lôi cả Tô gia vào thì sẽ không tốt lắm. Tô Phương ánh mắt xa xăm, miệng đanh đá chua ngoa khuyên nhủ. Hải Đông thì thế nào? Chị xem Phạm Viễn xem, đối với tập đoàn địa đường điểu của chúng ta không phải đã rất chiếu cố đó sao? Diệp Phàm chỉ là một quyền chủ tịch thành phố, hắn phải theo sự an bài của mình. Nói đến đây Tô Lâm Nhi nhìn Tô Phương liếc mắt một cái. Cô này đột nhiên đưa hai tay ra ôm lấy Tô Phương, nói. Chị Phương, em gái bị ức hiếp, chị dù sao cũng phải giúp em lấy lại công bằng. Bằng không, dân Hải Đông đều biết được, em gái nuôi của chị bị người ta ức hiếp nhưng chị lại không hé răng. Nói đến đây Tô Lâm Nhi mỉm cười. Cái con bé quỷ quái này, có phải nói đến chuyện ngày đó đến phòng làm việc của chủ tịch thành phố Diệp bị ướt sũng hay không? Tuy nhiên, nói thì cũng thật lạ, lúc ấy ở văn phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự như bên ngoài nói sao, Diệp Phàm, con người này? Phụ nữ đều rất kỳ quái. Mặc dù Tô Phương này đang có địa vị cao, giữ ghế trưởng ban tuyên giáo nhưng đối với việc này lại cảm thấy hứng thú. Khi nói những lời này vẻ mặt rất mờ ám, hơn nữa mặt có chút hơi đỏ. Chị Phương, chị nói cái gì? Tô Lâm Nhi mặt ửng hồng, ôm Tô Phương không buông. Rốt cuộc sao lại thế này? Tô Phương hỏi, lúc ấy em muốn tạt trà vào người hắn, kết quả không tạt chúng mà bị văng ngược vào người mình, đúng là xui xẻo, Tô Lâm Nhi vểnh miệng nói. Nhìn chị liếc mắt một cái, lại nói, em có chút không rõ, tách trà sao lại văng ngược trở về, hình như có ma vậy. Ha ha, Tô Phương thiếu chút nữa cười đến vỡ bụng, chạm vào người Tô Lâm Nhi nói. Xem ra, câu nói tự ôm tảng đá đập vào chân mình chính là trường hợp này đây. Tuy nhiên Lâm Nhi này, em cũng không thể làm như vậy. Chuyện này chị phê bình em. Ai kêu hắn không thả Ngưu Đản, mẹ nuôi lo lắng đến độ gầy đi mấy cân. Tô Lâm Nhi bĩu môi nói. Thôi vậy, không nói nữa. Tô Phương nhìn Tô Lâm Nhi liếc mắt một cái, khá mờ ám, cười nói.
nói về người trong lòng của em đi, anh chàng đại công tử họ Lam đó thế nào? Quỷ mới để ý tới gã, đồ khốn khiếp, Tô Lâm Nhi cắn miệng hừ nói. Rốt cuộc là như thế nào nữa, hình như em đến Hải Đông được vài năm rồi, anh chàng họ Lam này cũng chưa hề tới một lần. Hai người có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Nói cho Phương tỷ nghe, chị Phương từng trải rồi nên biết, có những việc cần song phương tâm sự mới có thể cởi bỏ khúc mắc. Bằng không, hiểu lầm sẽ rất đáng tiếc. Con người mà, đôi khi cả đời muốn tìm người tri kỷ cũng không phải dễ dàng. Nghe nói anh chàng họ Lam này luôn yêu em. Người đàn ông tốt như vậy không dễ tìm đâu. Huống chi, gia thế người ta cũng không tệ, bỏ qua thì sẽ hối hận đó. Tô Phương nhẹ nhàng đẩy Tô Lâm Nhi ngồi lên sofa, vẻ mặt thân thiết hỏi. Cái gì mà công tử này công tử nọ, không phải ba gã đang làm phong trường sao? Ngày nào cũng vênh váo, lạnh cái mặt lại nhìn ai cũng nhăn nhó. Tô Lâm Nhi hừ nói. Người ta như vậy là lạnh lùng, là loại thái độ mà phụ nữ thích nhất đấy. Tô Phương thản nhiên cười nói. Lạnh lùng cái con khỉ, chỉ biết theo đuổi phụ nữ, em mà cho gã theo đuổi sao, khốn khiếp, không ngờ dám cho em thấy nữa chứ. Gã căn bản rõ ràng là đang cố ý chọc tức em. Tô Lâm Nhi em không nhặt giày rách của kẻ khác. Tô Lâm Nhi chút giận nói, duỗi chân ra hung hăng đá vào sofa vài cái. Lại là phụ nữ, có phải Lam Tồn Quân tìm tới người phụ nữ khác hay không? Tô Phương đột nhiên mặt nghiêm lại, hừ thanh nói. Không nói, cả một lũ thối khốn khiếp, nói tới gã để làm chi? Tô Lâm Nhi hầm hừ, nhìn chị liếc mắt một cái, nói, nghe nói Diệp Phàm tước mũ quan của Phượng Anh. Em cũng nghe nói qua sao? Xem ra, thời khắc này em đang chú ý tới hắn. Em gái nhỏ, chủ tịch thành phố Diệp là người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, chưa đến 30, bộ dạng tuy nói không phải đặc biệt đẹp trai, phong độ, nhưng người này chị vẫn có cảm giác có chút gì đó không tầm thường. Em có cảm giác được chỗ không tầm thường của anh ấy không? Có thể nói, ở trong thể chế mà nói, tốc độ được đề bạt của hắn rất khác thường. Tô Phương nói. Phương tỷ, chị nói cái gì, không phải có ý kia chứ? Tô Lâm Nhi không thuận theo ý nói. Không phải ý kia thì ý nào bây giờ? Tô Phương mỉm cười. Thực không phải ý kia, em chính đang tức, em có hỏi thăm qua rồi nghe nói lúc ấy Phượng Anh có nói cô ta là cán bộ do ban tổ chức cán bộ thành ủy chính thức bổ nhiệm. Diệp Phàm hừ nói ngày mai sẽ xử lý cô ta tại cuộc họp ban tổ chức cán bộ thành ủy. Nếu do ban tổ chức cán bộ thành ủy ra mặt, Phượng Anh lại là cán bộ cấp cục trưởng, phỏng chừng phải thông qua hội nghị thường vụ thành phố thảo luận. Tô Lâm Nhi ngồi thẳng lên nói. Ừ, hẳn là như thế. Ban tổ chức cán bộ thành ủy chỉ chấp hành cơ cấu, bọn họ không có quyền nhiều trong điều chỉnh nhân sự, tuy nhiên, quyền đề nghị thì vẫn phải có. Đương nhiên, gần quan được ban lộc, có đôi lúc khi điều chỉnh nhân sự bản thân là trưởng ban cũng có thể nhận được chút lợi. Đương nhiên, việc này còn phải xem thái độ của Bí Thư Phạm. Diệp Phàm mặc dù là nhân vật số 2. Nhưng nhân vật số 2 khi cùng nhân vật số 1 so sánh thì một trời một vực. Diệp Phàm làm công tác cụ thể, Bí Thư Phạm là người chỉ huy, người ra mồm mép. Thế đạo này mồm mép chỉ huy tay chân, Tô Phương gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, phỏng chừng ngày mai Diệp Phàm chắc chắn sẽ đề xuất. Đến lúc đó, mong Phương tỷ giúp em xả giận, Tô Lâm Nhi hừ nói. Việc này đến lúc đó sẽ nói sau, Tô Phương nói chuyện có chút hàm hồ. Chị Phương. Chị thực không thương Lâm Nhi, Tô Lâm Nhi lại bắt đầu. Chuyện này không có liên quan với thương hay không thương, hai việc khác nhau. Lâm Nhi, tại hội nghị thường vụ chen vào rất phức tạp, nói lung tung không tốt. Hơn nữa, Diệp Phàm con người này chị nhìn không thấu, người như thế đắc tội có thể không tốt. Tô Phương vẻ mặt thận trọng, nói. Em mặc kệ, không xử lý hắn không được, em xem hắn thân là chủ tịch thành phố còn ở Hải Đông lăn lộn tiếp được hay không. Đến lúc đó, em cho đăng tin lên báo, chủ tịch thành phố Diệp nói chuyện nghe thúi lắm, đối với cán bộ vi phạm quy định lại không xử lý, bao che, Tô Lâm Nhi cắn răng nói lời này, nhìn Phương tỷ liếc mắt một cái, lại nói. Lão thái gia nói qua, cuối năm là đại thọ 70 của bà nội, đến lúc đó phỏng chừng có thiệt nhiều cán bộ sẽ tới nhà làm khách. Bà nội cũng nói, bảo em nhất định phải đưa chị về. Thôi vậy, nói không lại em, ngày mai chị sẽ ra mặt chút giận dùm em. Tô Phương vừa nghe bất đắc dĩ nói, Tô Lâm Nhi âm thầm nguyện, lần sau khi có cơ hội Tô gia sẽ ra tay giúp đỡ Tô Phương. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, Tô Phương vẫn lựa chọn cách càn quấy của Tô Lâm Nhi. Dù sao năng lượng của Diệp Phàm đến bây giờ Tô Phương còn chưa thấy được.
ở Bắc Kinh bối cảnh của Tô gia thì Tô Phương lại biết rất rõ. Trong phòng hội nghị của Tổng bộ Tổ đặc nhiệm A ở Bắc Kinh giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Bàn hội nghị trung ương một bên Tổng thủ trưởng Lỗ Tiến của Tổ đặc nhiệm A ngồi, giờ phút này vẻ mặt ngưng trọng cầm gói thuốc trước mặt trầm ngâm. Trái lại, vài đồng chí khác của Tổ đặc nhiệm A như Thượng tướng Lý Khiếu Phong đã nghỉ hưu, Tổ trưởng Thượng tướng Nghiêm Thế Kiệt, Trung tướng Cố Toàn, Chủ nhiệm phòng liên lạc Thiếu tướng Tương Đại Hải, Đại soái Trịnh Phương Thiếu tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Hơn nữa, điểm tương đồng duy nhất chính là trước mặt mỗi người đều bày một bao thuốc lá loại đặc biệt. Trong phòng hội nghị khói bay mù mịt không khác gì phòng tắm hơi. Hôm nay mời cả những đồng chí đang ở nhà đến tổ chức một cuộc họp suốt đêm là bởi vì đã xảy ra chuyện trọng đại rất khẩn cấp. Thế nên cuộc họp này nhất định phải được mở. Lỗ Tiến nói xong phát hiện sắc mặt của mọi người càng nghiêm túc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tổ trưởng Lỗ? Lý Khiếu Phong cũng có chút gấp, hỏi. Việc này sẽ do đồng chí Triệu Thanh Ngọc người phụ trách tổ tình báo kể lại tỉ mỉ. Lỗ Tiến ra hiệu cho Triệu Thanh Ngọc ngồi ở phía đối diện nói. Vâng, Tổ trưởng Lỗ. Triệu Thanh Ngọc nghiêm lại, hướng về các vị lãnh đạo chào theo nghi thức quân đội, cầm tài liệu bước lên màn hình lớn phía trước. Triệu Thanh Ngọc cho một cái đĩa vào máy, không lâu sau màn hình xuất hiện một hàng tiêu đề lớn. Tiêu đề được thiết kế rất đặc biệt, cũng không biết Tổ trưởng Triệu vì sao lại làm như vậy, hình như có ý muốn biểu hiện sự đối lập. Mọi người xem đến đây có phải cảm thấy có chút kỳ quái không? Hình ảnh trên màn hình các vị lãnh đạo đều biết rằng hẳn đó là sa mạc. Đúng vậy, nơi này chính là hình ảnh của sa mạc lớn nhất trên thế giới. Chuyện lần này có liên quan đến nó, vài ngày trước, một người tên Adala là nhà khảo cổ học Ả Rập dẫn theo một đám người đi vào sa mạc Sahara. Bọn họ trang bị rất đầy đủ, nào xe nào vũ khí đều có cả. Tuy nhiên, vận khí bọn họ thật không tốt, một trận cuồng sa qua đi không ngờ khiến họ bị lạc đường. Hơn nữa, kỳ lạ chính là xác định phương hướng cùng với hệ thống định vị GPS, hệ thống sự phân hình radar. Những thiết bị tiên tiến hiện đại nhất cũng không ăn thua. Triệu Thanh Ngọc vừa mới nói đến đây, Lý Khiếu Phong hỏi. Vì sao không nhạy, sao vừa khéo như vậy? Nếu nói là một trong những dụng cụ đó không nhạy thì bình thường. Nhưng sao đột nhiên tất cả các dụng cụ đều không nhạy? Ừ, chúng tôi cũng nghi hoặc khó hiểu. Triệu Thanh Ngọc cũng gật gật đầu. Cái này cũng có khả năng. Theo nhóm chuyên gia tổ khoa học năng lượng chúng tôi phỏng đoán, khả năng có liên quan với lực hút địa từ. Tất cả mọi người đều biết, địa cầu cũng có từ trường, dụng cụ của chúng ta khi bị núi cao cản trở cũng bị chặn đứt. Nếu gặp địa từ cường lực mạnh có lẽ sẽ phát sinh loại hiện tượng quỷ dị này. Giống đại tam giác trăm mộ vì sao nhiều lần phi cơ cano gặp rủi ro, có người nói nơi đó là căn cứ của người ngoài hành tinh lưu lại. Bởi vì, hiện tượng thần bí thường xuyên xảy ra tại hải vực đó. Tuy nhiên, dùng lý luận khoa học hiện đại thuyết minh, cũng chưa chắc lý giải không được. Nếu nói hành tinh chúng ta có hay không có người ngoài hành tinh, thì ai cũng không dám khẳng định. Nhưng, có một điều có thể khẳng định là không ai có thể đưa ra căn cứ chính xác là đã gặp qua người ngoài hành tinh. Thủ trưởng Ngô Quang Bảo của Tổ khoa học năng lượng vẻ mặt hứng thú nói. Chương 1707, các tướng quân của Tổ đặc nhiệm A toàn bộ ngây người. Ừ, như mấy năm gần đây có tin truyền về đĩa bay ngoài hành tinh, tôi thấy, tất cả đều do một vài hiện tượng tự nhiên tạo thành. Cũng có người cố ý chế tạo thứ giả gần giống dùng để chú ý ánh mắt toàn cầu mà thôi. Các hãng truyền thông lớn cũng thích đưa tin về mấy thứ này, nhàm chán đến cực kỳ điểm. Trung tướng Cố Toàn thản nhiên lắc lắc đầu. Ừ, tất cả đều có khả năng. Chuyện trong mắt người ở bên ngoài không có khả năng phát sinh thì trong mắt các thành viên Tổ đặc nhiệm A chúng ta đều có thể phát sinh. Ánh mắt chúng ta so với người bình thường phải càng nhạy bén, có lối suy nghĩ và góc độ nhìn phải rộng khắp. Mấy ngàn năm trước Khổng Tử chẳng lẽ dám tin người du hành vũ trụ của chúng ta có thể lên mặt trăng sao? Cho nên, ánh mắt của chúng ta nhất định phải tiên liệu trước. Phải tiên liệu trước những thứ khiến mình có cảm giác không thể tin tưởng mới được. Chỉ có như vậy mới có thể khẳng định địa vị hàng đầu của tổ chúng ta. Tôi vì sao lại thuyết minh như thế? Vì tổ chức cùng loại của các quốc gia khác đều đang phát triển rất nhanh. Chúng ta không tiến thì sẽ phải lạc hậu sẽ bị đánh, đó không phải là phong cách của chúng ta. Lỗ Tiến vẻ mặt nghiêm túc nói đến đây thì nhìn Triệu Thanh Ngọc liếc mắt một cái. Nói, anh nói tiếp đi. Lúc ấy Adula liền nóng ruột, tuy nhiên, vận khí lại tới nữa, lòng vòng mãi nước ngọt cùng lương thực cũng sắp hết, hai ngày mọi người không ăn gì, cũng không uống nước, sắp sửa chịu đựng không được nữa rồi.
Bọn họ không ngờ phát hiện từ trong bãi cát từ từ xuất hiện một tòa thành. Cụ thể to lớn bao nhiêu thì không rõ ràng lắm, cũng có người nói rất lớn, lớn đến mấy chục dặm. Cũng có người nói gần mấy trăm mét, dù sao có chút không chính xác. Đám người này như bắt được cứu tinh, vội vã nhảy vọt qua. Tuy nhiên, Odula rất điềm tĩnh, đây là nhờ ông mất nhiều năm khảo cổ có được. Ông kêu to nói đây là ảo ảnh, đừng bị mê hoặc. Tuy nhiên, nhóm người đã đói khát đến hai mắt mờ đi thì sao còn để ý đến lời thừa của Odula. Cho nên, tất cả cùng nhảy vọt qua. Không ngờ không phải ảo ảnh mà là thật. Hơn nữa, tòa thành này rất kỳ lạ, không giống tòa thành từ xa xưa của Âu Châu mà rất quỷ dị. Nghe Triệu Thanh Ngọc nói, tất cả mọi người thấy rất hứng thú. Tương Đại Hải không kìm nổi hỏi, sao lại như thế, mời tổ trưởng Triệu miêu tả một chút, nếu có thêm hình ảnh biểu thị thì rất tốt, dễ dàng cho chúng tôi nắm tình huống cụ thể. Lão Tưởng có hình ảnh, sao có chuyện này được, lúc này, Cố Toàn cười nói. Cũng phải, nếu có hình ảnh thì phỏng chừng toàn bộ thế giới sẽ điên lên mà tiến về. Tương Đại Hải cũng hơi ngượng ngùng, sờ sờ đầu cười nói. Cái này, như thế nào? Lúc ấy nhận được tin tức nhân viên tình báo của chúng ta chú ở châu Phi truyền đến, tôi vẫn cân nhắc khả năng làm sao lưu lại được hình ảnh của hiện tượng quỷ dị này. Để dễ dàng cho các vị lãnh đạo tham khảo, tuy nhiên khó khăn rất cao. Theo nhân viên tình báo truyền tin thì loại hiện tượng quỷ dị này hình như địa cầu chưa từng thấy qua. Ví dụ như, tòa thành chúng ta có phải có lăng có sừng hay không, bình thường ở chỗ trên mái nhà đều hở ra một hoặc nhiều tháp hình sừng. Còn Tử Vong Mê Cung cũng có tháp sừng hở ra, tuy nhiên nếu nói nó là tháp sừng thì hình như có chút không thỏa đáng. Nghe nói đến gần nhìn thì tòa thành hở ra rất khác thường, bốn phía đều tản ra. Lúc ấy có người khá tỉnh táo kêu lên, chạy ra xa nhìn lại thì phát hiện bốn phía tản ra đó lại hợp lại thành một. Cho nên, chỉ như vậy thôi đã làm cho người ta cảm giác rất quỷ dị rồi. Triệu Thanh Ngọc nói đến đây cầm ly trà lên uống một ngụm. Có thể do quang học tạo thành hay không? Tựa như người say nhìn một ngón tay thành ra nhiều ngón. Lúc này, thủ trưởng Ngô Quang Bảo của Tổ khoa học năng lượng không kìm nổi hỏi. Bởi vì bọn họ đối với loại hiện tượng khoa học không thể giải thích này cảm thấy cực kỳ hứng thú. Chuyên môn của Tổ khoa học năng lượng chính là nghiên cứu những hiện tượng không tầm thường. Đương nhiên, Tổ khoa học năng lượng cũng phát minh rất nhiều thứ. Ví dụ như thuốc có thể tạm thời thay đổi hình dạng khuôn mặt. Chuyện này không rõ ràng lắm, tuy nhiên. Khi người kia đến gần lại phát hiện đích thật là bảo sừng đang tản ra. Một đám người nhảy vọt đi vào, đương nhiên là muốn tìm chút thức ăn. Tuy nhiên, vừa vào liền mơ hồ, Odula nén cơn đói khát xuống đứng bên ngoài quan sát tòa thành quỷ dị này. Người vào bên trong phát hiện phía bên trong giống mê cung vậy. Nháy mắt cái đã không thấy người đi cùng đâu, dường như mê cung này biết nuốt người vậy. Hơn nữa mọi người kinh ngạc phát hiện trên vách tường tại lối đi của tòa thành không ngờ treo rất nhiều những bức họa lừng danh đã thất truyền của thế giới. Triều đại này cũng có, những danh họa mà hiện tại chỉ để lại bản vẽ lại. Tỷ như bức Lan Đình Tự nổi danh của Trung Hoa, những danh họa treo trên vách tường dường như đều là bút tích thực. Bởi vì, trong số những người đi vào có người cũng am hiểu đôi chút. Tuy nhiên, đợi lúc mọi người điên cuồng vồ lên muốn cướp các danh họa thì không ngờ toàn bộ đều vồ hụt. Hình như tất cả trở thành bọt nước thì phải, mà có người còn nhìn thấy sản phẩm khoa học kỹ thuật sơ khai đầu tiên của thế giới. Tỷ như trong một đại sảnh hiện ra chiếc phi thuyền, còn có con số hòa bình của Nga, cùng vệ tinh Đông Phương Hồng của quốc gia chúng ta. Cùng với thiết bị máy tính, hơn nữa, thiết bị đó toàn bộ được phóng đại. Mọi người rõ ràng đang chăm chú nghe Triệu Thanh Ngọc nói, tất cả từ tướng tới lính đều có cảm giác trợn mắt há hốc mồm. Quái! Tòa thành quỷ dị như vậy theo lý luận thì đội viên của Odula hẳn là không về được chứ. Tin tức này làm thế nào lại truyền ra ngoài? Có thể có tổ chức nào có dụng tâm kín đáo cố ý bịa đặt hay không, gây sự chú ý của toàn cầu, tập trung mọi tinh anh vào cùng một chỗ, sau đó tiêu diệt toàn bộ người ở bên trong. Đây có lẽ là dụng ý lớn, Cố Toàn nói. Lúc ấy vài người xông vào ôm Odula đang ở bên ngoài kêu to. Điên cuồng kêu lên những thứ nhìn thấy bên trong. Sau đó không lâu, Odula cũng được cứu, nhưng những đội viên vào bên trong thì toàn bộ đều bị điên. Chỉ có điều không biết sao lại thế này, sao tin tức này vẫn bị truyền ra ngoài. Triệu Thanh Ngọc nói, phỏng chừng vị Odula hiện tại đã bị người ta cướp đi rồi. Lỗ Tiến thản nhiên hừ nói, theo tin tức gần nhất, Odula bị tổ hành động đặc biệt Mỹ đón đi. Triệu Thanh Ngọc nói, tổ trưởng Triệu,
anh nói là đón chứ không phải cướp, từ này có ý gì? Lý Khiếu Phong như thoáng có chút suy nghĩ, hỏi. Tất cả mọi người đều rõ, Odula là người Saudi, quan hệ hai quốc gia này còn phải nói sao? Triệu Thanh Ngọc đáp. Ừ, loại đại bí mật này, mặc dù là Saudi không muốn nhưng nước Mỹ muốn thì không cho dẫn người đi cũng phải cho. Cánh tay xoay không qua chân, tổ trưởng Triệu này, anh dùng từ đón rất đúng. Lỗ Tiến thản nhiên nói. Tuy nhiên, Saudi bên kia dường như có chút không cam lòng nên đã lộ tin tức này ra, tất nhiên là đã tiết lộ ra ngoài rồi, tôi nói có đúng không tổ trưởng Triệu? Cố Toàn thản nhiên nói. Hẳn là như vậy, Saudi giải thích với nước Mỹ là do những người điên kia truyền ra. Mọi người ở trong lòng biết rõ, đã điên rồi thì sao truyền ra được? Việc này, tám phần là sau khi Odula trở lại Saudi không cẩn thận để lộ phong thanh, về sau bị tổ chức đặc biệt tham đà của Saudi biết. Odula bị bắt đi kể ra toàn bộ câu chuyện. Về sau, tổ chức Hải Lang giật dây để chính phủ nước Mỹ ra mặt, buộc Saudi giao người cho tổ chức này. Danh nghĩa là nói hai quốc gia hợp tác tìm kiếm câu trả lời cho tử vong mê cung, tuy nhiên, khi nào thì người Mỹ sẽ trở nên thiện lương như thế? Triệu Thanh Ngọc nói, nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại nói. Hiện tại, tổ chức của các quốc gia đều theo dõi tổ chức Hải Lang của nước Mỹ. Theo tin tình báo đáng tin cậy truyền đến, tổ hành động đặc biệt của tổ chức Hải Lang ở châu Phi đã xuất phát đến nơi đó. Tổ chức Hải Lang đã hành động, chúng ta phải nhanh chóng đuổi kịp. Cho là tử vong mê cung là một đống rác rưởi thì chúng ta cũng phải đến đó đem chút gì trở về. Lý Khiếu Phong lạnh lùng hừ nói. Ông Lý, tuyệt đối sẽ không là một đống rác rưởi đâu. Nghe nói Odula đã thu được rất nhiều thứ từ trong tay của một vài người điên. Bề ngoài của chúng giống như một khối thiết, tuy nhiên, sau khi Saudi kiểm nghiệm qua, tuyệt đối không phải thiết mà là thứ kim loại gì đó. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất đưa tổ chức Hải Lang tham gia vào. Nếu vật ấy không phải làm từ kim loại trên địa cầu mà chúng ta từng thấy, thì có lẽ là một loại kim loại mới mà đến nay chúng ta còn chưa phát hiện ra. Về phần có ích lợi gì, người Mỹ khẳng định cũng không hiểu được. Đơn giản là muốn lấy nghiên cứu trước một chút. Nếu trong tử vong mê cung có gì thần bí đặc biệt, có lẽ còn có thứ tài liệu chiến lược hiện tại chúng ta đang cần, như hàng không, hạt nhân. Nếu có thể phát minh ra nhiều tài liệu mới, thì trong tương lai khi chiến tranh sẽ đi trước một bước. Nắm trong tay tài liệu mới có ý nghĩa lấy được quyền khống chế chiến tranh. Thủ trưởng Ngô Quang Bảo của Tổ khoa học năng lượng cảm thấy hứng thú nói. Lão già này, đã sớm gấp đến độ hai mắt căng ra như lang sói, vẫn nhìn Lý Khiếu Phong và Lỗ Tiến. Lão biết, chỉ cần hai vị này gật đầu chuyện lần này khẳng định làm được. Phải đi xem, Lỗ Tiến nhìn mọi người liếc mắt một cái, hỏi. Các đồng chí đồng ý không? Đồng ý, không thể tưởng được tất cả các đồng chí trong phòng hội nghị không ngờ đều trả lời, xem ra, không riêng gì chỉ có Ngô Quang Bảo nóng vội. Các đồng chí, đối với tài liệu mới chúng ta tuyệt không thể bỏ qua, trả giá có đắt thế nào cũng trả, không thể buông tha. Chỉ có điều đó là sa mạc được xưng là sa mạc lớn nhất thế giới, những nguy hiểm nơi đó cũng cần tính toán cho chuẩn xác. Đội viên của chúng ta không thể bị thương càng không thể bị tổn hại. Lỗ Tiến không ngờ thở dài. Tổ đặc nhiệm A sau khi trải qua vài lần âm thầm chiến đấu, giờ sức chiến đấu cũng suy giảm nhiều. Đặc biệt tổ thứ 8 đến bây giờ còn chưa khôi phục lại, Lỗ Tiến là tổng thủ trưởng của tổ đặc nhiệm A này nên đứng ngồi không yên. Sa mạc này ước chừng hình thành vào 2 triệu 500 ngàn năm trước, là hoang mạc đứng thứ hai thế giới, gần châu Nam Cực, là sa mạc hoang mạc lớn nhất thế giới. Nó ở Bắc Bộ châu Phi, điều kiện khí hậu rất ác liệt, là một trong những nơi không thích hợp cho sinh vật sinh tồn. Tổng diện tích ước chừng chứa được cả nước Mỹ. Tên của nó là ngữ dịch âm của tiếng Ả Rập, có người gọi mảnh đất đó là tử vong sa mạc. Hoàn cảnh đặc biệt ác liệt, nếu tổ chức Hải Lang đều đã động thủ. Phỏng chừng không lâu sau các quốc gia khác cũng sẽ phái ra đội viên đặc biệt hành động. Khi đó nơi đó sẽ diễn ra cuộc chiến âm thầm tàn khốc. Chúng ta phải làm tốt kế hoạch chuẩn bị. Phương án nhất định phải hoàn chỉnh. Lý Khiếu Phong lật tài liệu, vẻ mặt ngưng trọng, hừ nói. Chương 1708, Lý Lão nã pháo. Lập tức chọn lựa đội viên tác chiến thích hợp chiến đấu trên sa mạc, đội viên chính thức không được nhiều. Vài người là được. Những người khác thì chọn từ báo săn. Tề Thiên và Trương Cường hình như ở trong báo săn một thời gian dài, đối với đội viên báo săn khá quen thuộc. Do hai người bọn họ dẫn đội viên báo săn tham chiến. Về phía tình báo cũng phải có người lãnh đạo mới được,
tình báo là tai mắt của chúng ta nên nhất định phải phái người giỏi đi mới được. Tôi thấy đồng chí Trương Hùng ở Bộ An ninh Quốc gia một thời gian dài rồi, đối với phương diện tình báo đặc biệt quen thuộc, phương diện tình báo sẽ do anh ta phối hợp với đồng chí Triệu Thanh Ngọc. Vai trò chủ soái để đó bàn sau. Lúc này, Lỗ Tiến với vẻ mặt nghiêm túc truyền đạt mệnh lệnh. Lỗ Tổng, tôi thấy phương diện tình báo do đồng chí Triệu Thanh Ngọc lĩnh quân là được. Trương Hùng ở Bộ An ninh Quốc gia đã lâu, chắc hẳn không quen thuộc với điều kiện của sa mạc lắm. Hơn nữa, phương diện tình báo mà phái ra hai đội viên thì lãng phí quá. Đồng chí Thanh Ngọc ở tuyến phía trước, Trương Hùng ở trong nước trấn thủ, như vậy cũng sẽ không thất thoát có phải hay không? Lý Khiếu Phong nhíu mày, nói. Trong lòng thiếu chút nữa đã chửi má nó. Biết Lỗ Tiến muốn mượn cơ hội này, đem danh sách lần trước gây rối và cả những đồng chí quen thân với Diệp Phàm toàn bộ phái đi hết. Chỉ có Lang Phá Thiên Lỗ Tiến không nhúc nhích, dù sao, an toàn của lãnh đạo quốc gia quan trọng hơn mọi thứ. Hơn nữa, Lang Phá Thiên cũng được lòng vài vị ủy viên thường vụ, Lỗ Tiến cũng không dám đến vuốt râu hùm. Kỳ thật không phải Lỗ Tiến không dám mà là bởi vì Bắc Sơn Nhất Tiểu Âm Vô Đao là sư phụ của Lang Phá Thiên. Chuyện lần trước nhờ có Âm Vô Đao ra mặt hàng phục Lang Phá Thiên, Lỗ Tiến không dám đắc tội vị cao nhân Trung Quốc này. Bằng không, với tâm tư của Lỗ Tiến, chắc hẳn đã lập tức thay đổi người rồi. Phải biết rằng nhiệm vụ lần này rất gian khổ. Các đội đặc chiến của các quốc gia phải đại chiến ở Sahara, điều kiện vốn rất ác liệt, hơn nữa súng đạn không có mắt, tác chiến ở sa mạc thì có biện pháp nào cũng vô dụng. Cho dù là không động tới súng đạn, các phương diện như lạc đường, thực phẩm, còn có nước, độc trùng, điều kiện tự nhiên đều uy hiếp tính mạng đội viên đội đặc biệt. Cho nên hy vọng còn sống trở về phòng chừng không lớn, chỉ có con đường chết thôi. Lý Lão, hành trình lần này trọng yếu. Tề Thiên và Trương Cường cùng với Thanh Ngọc cũng chưa đạt tới lục đẳng. Chỉ có Trương Hùng là cao thủ lục đẳng, chúng ta thêm một chủ soái thất đẳng. Nếu không có cao thủ lục đẳng phối hợp chúng ta thua là chắc. Anh xem Lý Lão, cao thủ lục đẳng đều là tổ trưởng tổ dự bị, bọn họ có thể xuất động sao? Tỷ như thiếu tướng Trịnh Phương của tổ nòng cốt thứ 8, anh ta là cao thủ lục đẳng. Nhưng tổ 8 có thể thiếu anh ta sao? Khẳng định không thể, tổ 8 là linh hồn của tổ A chúng ta. So với mọi thứ đều trọng yếu hơn cả. Đương nhiên, tôi cũng sẽ điều động ra hai đội viên của tổ A8 tham gia lần hành động đặc biệt này. Lỗ Tiến vẻ mặt nghiêm túc, nói. Hai, Lý Khiếu Phong quay đầu nhìn mọi người, phải biết nội tình của tổ A đặc nhiệm A. Đích xác muốn tìm cũng tìm không ra cao thủ lục đẳng, đành phải không hé răng. Ừ, kiến thiết tổ 8 so với mọi thứ trọng yếu hơn cả. Chỉ có khôi phục tổ 8 mới có thể chân chính khiến tổ A chúng ta toàn diện hoạt động. Bằng không, khi thực gặp gỡ phải ám chiến trọng đại, tổ A chúng ta đi chỗ nào tìm nhân tài. Hơn nữa, việc này lần trước khi họp đảng ủy đã có thông qua. Lần này sắp sửa nâng cao địa vị tổ 8. Tổ 8 thuộc sư đoàn báo săn do đơn vị cấp sư điều chỉnh thành đơn vị cấp phó quân đoàn trưởng. Về sau, người phụ trách báo săn chính là phó quân đoàn trưởng, nhất định phải do thành viên chính thức có quân hàm thiếu tướng của tổ A đảm nhiệm. Lúc này... Đồng chí Tương Đại Hải chủ nhiệm phòng liên lạc quân đội tổ đặc nhiệm A nói. Anh nói cho ai nghe, chẳng lẽ Lý Khiếu Phong tôi còn không hiểu được quyết định của đảng ủy tổng bộ sao? Lý Khiếu Phong tôi tuy nói lui, nhưng tai không điếc mắt không mù. Lần trước nội dung của cuộc họp trọng đại, Lý Khiếu Phong tôi nhớ rất rõ ràng. Cho nên, ở đây, nói cho anh rõ, Tương Đại Hải, anh bớt nói lại đi. Cả ngày chít chít méo mó thật đáng ghét, Lý Khiếu Phong tức giận. Lỗ Tiến lôi thôi hai câu không thể tưởng được đồng chí Tương Đại Hải cũng đến giúp vui. Rõ ràng là muốn thêm củi vào lửa. Mặt bàn liền bị Lý Khiếu Phong vỗ một chưởng, vài âm thanh vang lên, nghe văng vẳng may mà không gãy bàn. Bởi vì vài lần họp trước, mặt bàn hội nghị của tổ đặc nhiệm A đều bị những cao thủ này vì tức giận mà tung chưởng. Một năm không biết thay bao nhiêu cái bàn rồi. Lỗ Tiến cũng không có biện pháp, vì trong tổ A tất cả đều là cao thủ, mỗi người một tính tình. Một trường tung ra không dưới mấy ngàn cân kinh lực, huống chi, có hai lần là do Lỗ Tiến tự mình đập vỡ. Cho nên, cũng không tiện nói việc này. Sau lại không có biện pháp, đành phải bỏ ra một số tiền, bàn hội nghị của tổ đặc nhiệm A dùng gỗ đặc biệt đóng. Hơn nữa làm rất chắc, có thể chịu được lực đánh của cao thủ lục đẳng. Tôi cũng không phải nói cho các anh nghe, chỉ lặp lại một chút nội dung hội nghị lần trước thôi. Chỉ vì chứng minh tầm quan trọng của tổ 8. Cũng không có ý khác. Lý tướng quân, gì mà nóng thế, đừng chọc tức bản thân mình chứ.
vẫn nên nghỉ ngơi cho thỏa đáng, thương tổn thân thể không tốt. Tương Đại Hải không ngờ dũng khí 10 phần cãi lại Lý Lão một câu. Anh nói những lời này có ý tứ gì, có phải nói Lý Khiếu Phong tôi già rồi hay không, không được việc rồi nên về nhà giữ cháu, ở trong này vướng chân vướng tay phải không phải. Lý Khiếu Phong lần này không đập bàn, đầu ngón tay chỉ ra, ánh mắt nhìn chằm chằm đồng chí Tương Đại Hải lạnh lùng hừ nói. Tôi không nghĩ như vậy, đó là chính đồng chí nghĩ thôi. Tương Đại Hải thế khí có chút yếu đi, anh không nói như vậy, vậy nói vậy có ý tứ gì? Loảng xoảng một tiếng, lần này tách trà bị Lý Khiếu Phong bóp nát, anh ta đứng lên chỉ vào Tương Đại Hải hừ nói. Anh lặp lại một lần cho tôi xem, Quy Tôn Tử, đừng tưởng rằng bố mày không hiểu được, tâm luôn bất chính, cả ngày ăn của tổ đặc nhiệm A, uống của tổ A nhưng làm chuyện gì rồi? Lý Lão, Tương Đại Hải cũng tức giận, đứng lên. Lão Tương, nói ít đi hai câu không được sao, phải tôn trọng Lý Lão. Lúc này, tướng quân Cố Toàn khẩn trương đứng lên chen vào. Tôi tôn trọng ông ta, nhưng ông ta cậy già lên mặt, Tương Đại Hải tôi tốt xấu cũng là quan quân chính thức do quân ủy bổ nhiệm, cũng không phải. Tương Đại Hải vừa mới nói đến đây, lại truyền đến thanh âm đập bàn, chỉ nghe Lỗ Tiến hử nói. Náo động đủ chưa, mời đồng chí Tương Đại Hải ra khỏi phòng họp đi cho đồng chí đó hạ nhiệt. Vâng, hai thượng tá đứng ở vách tường lên tiếng, nhanh chân hướng về phía Tương Đại Hải đi tới. Bố đây sẽ tự đi, kéo tôi làm gì? Tương Đại Hải một tiếng giống lên, mặt đỏ hồng bước đi. Lý Lão, tính tình của ông cũng phải đè nén chút, hai. Tan họp, Lỗ Tiến thở dài, nhìn Lý Khiếu Phong liếc mắt một cái, nói. Dù sao, đồng chí Tương Đại Hải cũng có thân phận đặc thù, là do quân đội phái tới phòng liên lạc làm chủ nhiệm, không thể khiến đồng chí ấy nói tổ đặc nhiệm A chúng ta không ra gì. Hừ, bố về nhà ôm cháu, mặc kệ, Lý Khiếu Phong đem tài liệu vung lên bàn. Hầm hừ bước đi. Trong phòng hội nghị chỉ còn lại Lỗ Tiến ngồi với vẻ mặt chua xót, còn có tướng quân Cố Toàn giống như bức tượng điêu khắc. Anh ta nhìn Lỗ Tiến, cũng thở dài, yên lặng thu thập xong tài liệu rồi đi ra. Bọn họ đi cả rồi, bên trong quả nhiên truyền đến một tiếng nổ thình thịch. Tiếp theo, nghe thấy Lỗ Tiến hô lớn. Bố đây kêu ai gây sự ai, một đám đều là ông nội, Lỗ Tiến tôi là cháu, phải hầu hạ các người. Các người tức giận có thể nhăn mặt. Có thể đập bàn, đập chén. Nơi này là địa bàn của Lỗ Tiến tôi, các người dương oai ở địa bàn của bố đây, có nghĩ tới cảm thụ của bố không? Bố đây tức giận thì trút lên đầu ai đây? Chẳng lẽ trút lên người lãnh đạo quốc gia, công việc này làm cái rắm, bố mặc kệ, cái ghế tổng thủ trưởng này bố đảm đương không nổi. Hơn 11 giờ, Diệp Phàm về tới chỗ ở. Mới vừa tính lấy chìa khóa ra mở cửa, lúc này, dưới bóng cây liễu hiện ra một bóng người. Là anh. Diệp Phàm với đôi mắt ưng đảo qua, phát hiện người này không ngờ là đồng chí Trần Đông. Giờ phút này đồng chí Trần Đông trong tay cầm theo hai bình rượu, vẻ mặt xấu hổ, nhỏ giọng nói. Chủ tịch thành phố, tôi muốn báo cáo công tác. Báo cáo công tác, buổi sáng ngày mai đến tôi văn phòng đi. Diệp Phàm quay đầu vẹo ngắm Trần Đông liếc mắt một cái, thản nhiên hừ một tiếng. Chủ tịch thành phố, tôi sai lầm rồi, tôi muốn báo cáo nhận sai lầm. Mong chủ tịch thành phố phê bình. Trần Đông mặt dày mày dạn, nói. Đi vào trong nói đi. Diệp Phàm hơi hơi gật gật đầu, mở cửa bước vào sân, thi triển đôi mắt ưng quét ngắm một hồi, không phát hiện tình trạng gì. Xem ra, lần trước tên này bị mình bắn cho một hòn đá nên hiện tại còn nhớ. Diệp lão đại không hiểu được là lần trước tên này xương đùi bị mình cho một hòn đá chặt đứt, giờ tự nhiên tăng trí nhớ. Đi đến cửa lầu. Phát hiện nhân viên phục vụ là Đông Nhi đang tựa vào khung cửa ngủ. Hai, Diệp Phàm thở dài, đến phòng lấy chăn muốn khoác lên người cô, tuy nhiên, cô lập tức tỉnh lại. Hoảng quá khẩn trương đứng lên, vẻ mặt đỏ bừng, nói. Chủ tịch thành phố, tôi làm xong điểm tâm rồi, sợ anh đói bụng nên tôi không dám về. Tôi ăn rồi, cô về đi. Về sau đi làm đúng giờ hành chính là được, tan tầm cô có thể đi về. Diệp Phàm khoát tay áo. Tôi pha trà cho các anh. Đông Nhi nói, đon đả đi pha trà, sau đó thấy Diệp Phàm nhìn cô gật gật đầu, mới đi. Trần Đông không dám ngồi mà đứng. Có gì cần nói thì nói đi. Diệp Phàm cũng không để ý đến anh ta, lạnh lùng hừ nói. Chủ tịch thành phố, lúc cấp giấy phép đất đai tôi chỉ là người đi chấp hành, việc này là cục trưởng thôi tự mình giao phó. Yêu cầu tôi phải làm cho kịp yêu cầu của dân,
mau chóng cấp giấy phép cho người ta làm. Cục trưởng giao phó, tôi cũng không có biện pháp. Trần Đông ngượng ngùng, nói. Cục trưởng cũng phải nói nguyên tắc có phải hay không, rõ ràng là vi phạm quy định về đất đai, thế này không phải đem văn kiện phê chuẩn của Ủy ban Nhân dân thành phố ra làm trò sao. Anh xem, các anh làm như vậy, khiến cho Ủy ban Nhân dân thành phố gặp nhiều bị động. Về sau phải dỡ bỏ thật không dễ dàng. Đồng chí Trần Đông, anh là một đảng viên lão thành, làm việc cũng có tính nguyên tắc có phải hay không? Nên kiên trì nhất định phải kiên trì. Diệp Phàm đánh giọng quan, hừ nói. Chủ tịch thành phố, không phải tôi không kiên trì, tôi. Tôi cũng không có biện pháp. Thôi Thanh là cục trưởng, việc anh ta giao phó tôi có thể không xử lý sao? Cánh tay này xoay không qua đùi, hai. Trần Đông thở dài, cúi đầu, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Chương 1709, chọn người tiên phong. Nếu anh chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, vậy đêm nay dừng lại ở đây đi. Diệp lão đại đang ép gã, ra lệnh đuổi khách, nghe người lạ ở trong điện thoại nói, Trần Đông biết rất nhiều chuyện của Thôi Thanh. Hiển nhiên người này tới để tranh thủ tìm thông cảm, cũng không muốn đem hết những lời trong lòng ra nói. Tất nhiên, Diệp lão đại cũng không cho gã chút sĩ diện. Chủ tịch thành phố, tôi thật có nỗi khổ. Trần Đông có chút nóng nảy. Khổ gì, nói ra nghe một chút. Diệp Phàm hừ nói, nhìn Trần Đông liếc mắt một cái, nói. Đương nhiên, nếu là bí mật thì thôi đi, tôi chưa bao giờ cưỡng cầu người ta nói cái họ không muốn nói. Chủ tịch thành phố, việc này là tôi bị cục trưởng Thôi bức. Nghe nói cục trưởng Thôi là em rể của cục trưởng cục tài chính thành phố Lưu Nhất Tiêu, hình như là bà con xa. Phỏng chừng việc này cũng là cục trưởng Lưu giao phó. Có một lần, cục trưởng Thôi uống rượu mà thở dài. Nói cái gì là thân không do mình, chờ đợi một vài lời không hiểu ra sao cả. Trần Đông bị buộc nóng nảy, lộ chút thông tin ra. Gã nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, lại nói. Nghe nói, cục trưởng Lưu cùng phó chủ tịch thành phố Trương Minh Sâm có quan hệ rất thân thiết. Bọn họ thường xuyên uống rượu nói chuyện phiếm. Vậy xem ra cục trưởng Thôi cùng chủ tịch thành phố Trương có quan hệ cũng không tệ. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, nghĩ lại ép được chút dầu. Không nhất định, Thôi Thanh chỉ là có thân thích với Lưu Nhất Tiêu, anh ta cùng chủ tịch thành phố Trương cũng không có dính dáng gì. Tôi chưa thấy qua anh ta cùng Lưu Nhất Tiêu cùng chủ tịch thành phố Trương uống rượu. Trần Đông lắc lắc đầu, vẻ mặt không giống như làm bộ. Nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, lại nói. Tuy nhiên, cục trưởng Thôi lúc ấy có thể lên làm cục trưởng được là nhờ có cục trưởng Lưu dốc ra rất nhiều sức lực. Trở về làm tốt công tác đi, nếu nhớ tới chuyện gì thì đến báo cáo. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Vậy, tôi đi trước, Trần Đông lau trán một chút, phát hiện trong lòng bàn tay hơi ẩm. Sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm bước từng bước vững vàng vào phòng họp thành ủy. Nhìn lướt qua, phát hiện ngoại trừ đồng chí Phạm Viễn ngồi ghế chủ trì không tới ra, 11 người khác đều tới cả rồi. Tư lệnh quân phân khu Nguyễn Tiến rất ít khi tới tham gia hội nghị thường vụ, tuy nhiên hôm nay người này cũng tới. Ngược lại đã khiến cho một vài ủy viên thường vụ thấy trong lòng hơi chột dạ. Chủ tịch thành phố cũng tới rồi. Nguyễn Tiến đứng lên cùng Diệp Phàm chào hỏi, làm cho hơn 10 cặp mắt chú ý. Xin chào tư lệnh Nguyễn. Diệp Phàm cũng gật gật đầu. Đôi mắt ưng phát hiện Trương Minh Sâm và Tôn Đạo Phong cùng với trưởng ban thư ký thành ủy Cao Hoa vẻ mặt mọi người có chút quái dị. Diệp Phàm nhanh chóng hiểu ra, tư lệnh Nguyễn chắc hẳn bình thường đều khá lãnh đạm. Cùng các ủy viên thường vụ này có quan hệ cũng không phải đặc biệt tốt. Anh ta có thể chủ động chào hỏi mình, cho thấy anh ta với mình có quan hệ không tồi. Điều này đối với tập đoàn khác mà nói cũng là một loại uy hiếp. Diệp Phàm ngồi vào vị trí của mình, không thấy tài liệu, châm một điếu thuốc thản nhiên hút. Tuy nhiên, đôi mắt ưng phát hiện nhiều ủy viên thường vụ đều đang mịt mờ quan sát chính mình. 8 giờ đúng, Phạm Viễn bước vào phòng họp, anh ta sau khi ngồi xuống. Các đồng chí đang đàm Tiếu Phong Thanh lập tức liền im lặng, tất cả đều nhìn đồng chí Phạm Viễn. Hôm nay mời mọi người triệu tập lại chủ yếu là ứng theo yêu cầu của Chủ tịch thành phố Diệp cần mở hội nghị thường vụ lần này. Sửa trị khe suối Vượng Phu là một đại sự của thành phố ta, ở khóa trước chính quyền đảng ủy đều đã muốn giải quyết xong vấn đề nan giải này. Tuy nhiên, bởi vì khó khăn quá lớn, phiền toái quá nhiều, xét đến cùng vẫn chính là tài lực khó mà duy trì, cuối cùng đành phải buông tay. Về tình hình sửa trị khe suối Vượng Phu, vẫn do Chủ tịch thành phố Diệp giới thiệu một chút trước. Phạm Viễn rất là sạch sẽ lưu loát, trực tiếp tung ra chủ đề. Vừa nghe Phạm Sa nói như thế,
mọi người dồn ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía Diệp Phàm. Trưởng ban thư ký Cao, phiền đem những tài liệu này giúp tôi phát cho mọi người một chút. Diệp Phàm đưa tài liệu ra, Cao Hoa đi đến lấy và phân phát. Gần nửa giờ trôi qua, Diệp Phàm thấy thời gian đã đến lúc. Đây tất cả kế hoạch phương án về sửa trị khe suối Vượng Phu của bộ máy đảng ủy do Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta thông qua. Mặt trên có chữ ký của các vị thành viên đảng ủy. Nguyên nhân gây ra việc này hẳn là bắt nguồn từ nhà máy dệt Thuận Hoa của Trấn Hồng Thư. Lúc ấy Thuận Hoa phải đóng cửa, khi thanh lý đất đai lại xảy ra tranh chấp với dân chúng. Đây cũng là vấn đề lưu lại của lịch sử. Song phương không ai nhường ai, thậm chí sự tình cuối cùng càng không thể vãn hồi, đã xảy ra xung đột kịch liệt. Thật muốn từ phương diện tranh chấp đất đai đi giải quyết vấn đề Thuận Hoa, tôi có thể nói rất rõ ràng rằng rất khó, trên cơ bản là không có khả năng. Bởi vậy, thành phố suy xét đến tình hình đặc thù của Thuận Hoa, cho nên thu hút tập đoàn Phi Thành từ Hong Kong tới, đầu tư 200 triệu vào đây, cùng Thuận Hoa hợp tác lần nữa làm sống lại nhà máy. Tập đoàn Phi Thành chuẩn bị đầu tư đưa Thuận Hoa kiến thiết thành căn cứ thứ hai về hàng dệt ở tỉnh Nam Phúc. Vài năm trước, khi tôi ở huyện Ngư Dương của thành phố Mặc Hương đảm nhiệm phó chủ tịch huyện có cùng tập đoàn Phi Thành hợp tác qua, uy tín của bọn họ khá tốt. Căn cứ hàng dệt của tập đoàn Phi Thành ở tỉnh Nam Phúc là căn cứ thứ nhất, cho nên vì để tập đoàn Phi Thành trú ngụ lại Hải Đông, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã hết sức cố gắng. Tuy nhiên, tổng giám đốc mà tập đoàn Phi Thành phái đến Thuận Hoa tên Tiếu Hào Thăng. Cũng chính là chủ tịch hội đồng quản trị sau khi tổ chức lại tập đoàn. Anh ta sau khi tìm hiểu ảnh hưởng của trận đại hồng thủy năm 97 đối với chúng ta đã yêu cầu chúng ta việc đầu tiên là lên phương án kế hoạch sửa trị khe suối Vượng Phu, về sau sẽ đầu tư. Cuối năm ngoái tôi đã cùng Bí Thư Phạm báo cáo qua việc này, tuy nhiên bởi vì là cuối năm tất cả mọi người đều bận, cho nên, việc này tại gác lại. Đầu năm, việc này cũng không nên kéo dài. Tiếp tục kéo dài chỉ sợ sẽ làm cho Kim Phượng Hoàng mà chúng ta vất vả đưa tới bay đi mất. Cho nên, tôi hy vọng các đồng chí sau khi xem xong tài liệu này thì cho xin ý kiến quý giá, chúng ta có thể tiếp tục sửa chữa. Nếu cho rằng phương án này khả thi, vậy hãy ủng hộ công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Một khi phương án này thông qua, tập đoàn Phi Thành sẽ lập tức đưa vốn góp vào. Đương nhiên, còn có một tiền đề nhỏ, đó chính là bọn họ muốn xem thành ý của chúng ta, cũng chính là khởi công cho bọn họ thấy. Sau đó, tôi lập tức tổ chức nhân mã tiến hành điều tra toàn diện khe suối Vượng Phu, tổng hợp lại bởi các chuyên gia mới cho ra một phương án như vậy. Phạm vi phương án đề cập vô cùng rộng, phỏng chừng tài lực đầu tư vào không dưới 2 tỷ rưỡi. Đương nhiên, sửa trị khe suối Vượng Phu cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Chúng ta cũng sẽ hoàn thành vài giai đoạn. Đương nhiên, chuyện Thuận Hoa chỉ là việc tiện làm mà thôi, còn khe suối Vượng Phu là chuyện chống lũ mới thật sự trọng yếu nhất. Bài học đau đớn đang kích thích chúng ta, không thể tiếp tục xem thường những sinh mạng quý giá nữa. Diệp Phàm thuần thục tung ra phương án sửa trị khe suối Vượng Phu. 2 tỷ rưỡi, tôi muốn hỏi một chút chủ tịch thành phố Diệp, thành phố chúng ta một năm tài chính thu nhập nhiều ít. Điều này căn bản là không thể thực hiện được, kéo tới thì có ích lợi gì. Đến lúc đó nếu làm không đến nơi đến chốn, an toàn chống lũ chẳng những không làm xong, ngược lại thành ra công tác bã đậu, trách nhiệm này không phải chúng ta có thể gánh chịu được. Nếu không làm, thì không có gì chỉ trích, việc này vốn nên như thế, nếu phải làm thì phải làm cho tốt. Tuy nhiên, dựa vào tình hình tài lực của thành phố chúng ta, đó là chuyện không có khả năng làm xong. Bằng không, vì sao thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố khóa trước cũng không dám mở đầu câu chuyện, chúng ta chẳng lẽ có thể làm tốt? Thành ủy ủy viên thường vụ, bí thư khu Nguyệt Hồ đồng chí Dương Bản Thủy dùng ngôn từ khá sắc bén. Chủ yếu là đồng chí Dương Bản Thủy lo lắng cho gói tiền to của mình bị vét sạch, khe suối Vượng Phu cũng xuyên qua khu Nguyệt Hồ. Nếu thật đầu tư con số lớn, khu Nguyệt Hồ là nơi chủ chốt cần sửa trị của khe suối Vượng Phu, khẳng định cũng phải rút ra một khoản tài chính lớn. Cái đó quả thực ngang với việc lấy đi mạng già của Dương Bản Thủy. Thế nên người này tất nhiên sớm ngồi không yên, dành phần nhảy đi ra tỏ vẻ phản đối trước. Ừ, đầu tư lớn, chúng tôi chịu đựng không nổi. Vấn đề mấu chốt của việc này là tìm không ra hạng mục và tiền, bằng không, việc này sớm làm từ lâu rồi. Vì một nhà máy cần góp vốn 200-300 triệu, Ủy ban Nhân dân thành phố phải sản xuất lớn như thế. Tôi muốn hỏi Chủ tịch thành phố Diệp. Chẳng lẽ Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Đông vài năm gần đây chỉ làm một sự kiện như vậy? Hơn nữa, những việc khác đều phải đình trệ lại, tỉ như vấn đề dân sinh,
vấn đề vào nghề, vấn đề phúc lợi, vấn đề phát triển nông nghiệp, các vấn đề kiến thiết thị chính khác đều phải vì sửa trị khe suối Vượng Phu mà nhường đường. Vài năm nay chuyên tâm vào xây dựng đê đập, mọi vấn đề thành thị đều từ bỏ. Chắc hẳn sẽ mang đến hậu quả khá nghiêm trọng. Từ nay về sau, Ủy ban Nhân dân thành phố đeo trên lưng thêm một gánh nặng này làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Tuy nói an toàn chống lũ trọng yếu, cái này tất cả cán bộ đều rõ được tầm quan trọng. Nhưng cũng phải nhìn kỹ năng lực rồi định vị, tất cả mù quáng lên ngựa thì rất khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Chủ tịch thành phố Diệp, tôi hy vọng các anh có thể suy nghĩ kỹ rồi làm. Trưởng ban tuyên giáo Tô Phương thản nhiên ứng lại một câu. Dân sinh, các người có thật nghĩ đến dân sinh không? Tôi là quân nhân, vốn phương diện kiến thiết của Ủy ban Nhân dân thành phố với chúng tôi cũng không quan hệ nhiều. Tuy nhiên, tôi cũng là thành ủy viên thường vụ, kiến thiết khe suối Vượng Phu này cùng với quân nhân chúng tôi như cùng một nhịp thở. Chúng tôi đã sớm quyết định nên sửa trị khe suối Vượng Phu. Tuy nói sửa trị nó cần bỏ ra tài lực và tinh lực rất lớn, nhưng nếu so với chuyện mất đi mấy chục sinh mạng thì cái nào giá trị hơn? Sinh mạng là vô giá, những người lãnh đạo Hải Đông chúng ta chẳng lẽ thật có thể nhìn mà không thấy sinh mạng sao? Nếu thật có thể làm được thì chúng ta toàn bộ thành thần tiên rồi. Người ta nói tiên đạo vô tình, tôi xem ra cũng có tình. Huống chi là nhân gian, tư lệnh quân phân khu Nguyễn Tiến lời vừa ra khỏi miệng đã như súng máy rát băng nả đạn. Cùng một nhịp thở, tôi thì không rõ, có liên quan gì với các người. Nếu sửa trị khe suối Vượng Phu là tốt, chẳng lẽ còn muốn dùng khe suối để hành quân đánh giặc, tập thủy quân? Mắc cười, khe suối Vượng Phu không phải xích mích thời Tam Quốc. Đương nhiên, nếu Hải Đông có biển, có lẽ còn có thể kiến thiết nên hải quân dũng mãnh. Nước của khe suối Vượng Phu chỉ sợ không đủ cho tàu chiến loại nhỏ. Huống chi là bộ đội của thị quân phân khu, tôi thật sự nghĩ không rõ. Sửa trị khe suối Vượng Phu thì cùng quân phân khu có gì mà cùng một nhịp thở, mong tư lệnh Nguyễn có thể giải thích cho người ngu dốt như tôi hết nghi hoặc. Dương Bản Thủy tức giận, liếc mắt nhìn Nguyễn Tiến một cái, ngôn ngữ chĩa thẳng vào Nguyễn Tiến. Mịt mờ chỉ tư lệnh quân phân khu Nguyễn Tiến này đơn giản chỉ là tên chạy việc. Mặc dù là dưới tay có chút nhân mã, tất cả đều là quân không chính hiệu mà thôi. Chương 1710, dựa thế làm việc. Quân phân khu Hải Đông đích thật là nhân vật thay người làm việc vặt, tuy nhiên, mặc dù là làm việc vặt nhưng cũng vì an toàn quốc phòng cả. Không có chúng tôi làm việc vặt, tân binh làm sao tiến vào bộ đội. Không có chúng tôi làm việc vặt, an trí quân nhân tìm ai phụ trách. Không có chúng tôi ngẫu nhiên làm việc vặt, năm 97 khi trận Đại Hồng Thủy tiến đến thì người chết càng nhiều hơn. Ở trước mặt con mãnh thú và dòng nước lũ, nhân dân chúng ta, con cháu dân chúng ta là người đáng yêu nhất. Những lời này cũng không phải Nguyễn Tiến tôi nói. Đài truyền hình Trung ương thường xuyên đưa ra bảng hiệu hoặc biểu ngữ như vậy, rất rõ ràng. Huống chi, khi Hải Đông làm đường không phải thường xuyên xuất hiện bóng dáng binh viên của thị quân phân khu chúng tôi sao? Tôi vì sao nói sửa trị khe suối Vượng Phu với chúng tôi cùng một nhịp thở, đó là bởi vì trận Đại Hồng Thủy xưa nay chưa từng có năm 97, quân phân khu chúng tôi cũng trả giá bằng sinh mạng vài binh lính ưu tú. Bọn họ vì cứu sinh mạng và tài sản giúp dân chúng mà hy sinh. Bí thư Dương, Nguyễn Tiến tôi nói lời này có chính xác, có nửa câu gian dối nào không? Nguyễn Tiến cũng tức giận, lấy khí thế dũng mãnh bức đồng chí Dương Bản Thủy. Nói sao hay như hát, vậy tôi đây xin hỏi tư lệnh Nguyễn. Nếu nói phương án sửa trị khe suối Vượng Phu có thể thông qua, tư lệnh Nguyễn không phải là thành ủy viên thường vụ sao? Không phải một trong những vị lãnh đạo của Hải Đông sao? Tôi đây muốn hỏi người con trung thành của nhân dân là tư lệnh Nguyễn đây, người chuẩn bị gì cho sửa trị khe suối Vượng Phu? Có phải chuẩn bị rút từ bộ đội ra vài trăm triệu đầu tư vào hay không? Chỉ múa mép khua môi thì ai không nói được, quân nhân các người chú trọng nhất là sĩ diện đàn ông, vậy sao không lấy sĩ diện quân nhân ra? Dương Bản Thủy cười lạnh một tiếng, lấy mắt nhìn Nguyễn Tiến. Vài trăm triệu thì Nguyễn Tiến tôi không có bản lĩnh, tôi thừa nhận năng lực có hạn. Tuy nhiên, tôi tin tưởng, khu Nguyệt Hồ với kinh tế xếp hạng tư toàn thành phố thì chứng tỏ bí thư quận ủy đồng chí Dương Bản Thủy nhất định sẽ lo được vài trăm triệu. Nguyễn Tiến tôi mỏi mắt mong chờ. Về phần tôi tất nhiên không thể chỉ nhìn không. Ra chút sức là chuyện tôi phải làm rồi. Thủ hạ của tôi còn có vài quân làm việc vặt không chính hiệu. Khe suối Vượng Phu đến lúc đó cần vận dụng máy xúc, máy bốc xếp hay xe vận chuyển bộ đội chúng tôi có thể góp vào được. Hơn nữa,
nhân sự cũng có. Đến lúc đó chỉ cần chủ tịch thành phố Diệp cần, chúng tôi kiên quyết hưởng ứng. Nguyễn Tiến đặt mạnh tách trà lên bàn, âm thanh phát ra một tiếng giòn vang. Cứ như là đang tuyên chiến với đồng chí Dương Bản Thủy vậy. Vài trăm triệu, Dương Bản Thủy tôi không có bản lĩnh. Tuy nhiên, là bí thư khu Nguyệt Hồ, tư lệnh Nguyễn có thể lấy ra thứ gì, chúng tôi kiên quyết cũng lấy ra thứ đó. Các ngài ra người, chúng tôi cũng bỏ người ra, các ngài ra tiền, chúng tôi cũng ra tiền. Các người ra xe, chúng tôi tuyệt không thua kém. Dương Bản Thủy quính lên, quên luôn phương án khe suối Vượng Phu, gân cổ lên đấu võ mồm cùng Nguyễn Tiến. Hai đồng chí, hiện tại đang thảo luận phương án khe suối Vượng Phu có được hay không, vẫn chưa có quyết định xuống. Đến lúc đó nếu phương án không khả thi, không có thổ nhưỡng, thì uổng phí khí lực. Phó Bí Thư Thành ủy đồng chí Thái Quý Quyền thản nhiên hừ nhất trí, Diệp Lão Đại thiếu chút nữa đập bàn. Thái Quý Quyền tuy không nói vào trực diện vấn đề, cũng không nói đồng ý hay phản đối đối với phương án khe suối Vượng Phu. Nhưng, thông qua sự chen lời vừa rồi, đồng chí Dương Bản Thủy nhờ vậy mà tỉnh ra. Lập tức, mặt có chút đỏ. Thái Quý Quyền nói chuyện như thế không phải ám chỉ các ủy viên thường vụ đang ngồi, ông ta không đồng ý kế hoạch sửa trị khe suối Vượng Phu. Nếu đồng ý tuyệt sẽ không nói lời này. 2. Vấn đề khe suối Vượng Phu đích xác quá lớn, phỏng chừng 2 tỷ rưỡi đầu tư xuống có thấy sủi tăm hay không đều khó nói. Vừa rồi vấn đề đồng chí Bản Thủy lo lắng tôi cũng có nhìn thấy. Trưởng ban thư ký Thành ủy Cao Hoa thản nhiên nói, còn tạm dừng lại một chút, quét nhìn mọi người liếc mắt một cái, mới nói, khe suối Vượng Phu có nên sửa trị hay không, thì rõ là nhất định phải sửa trị rồi. Tuy nhiên, phương diện phương án có nên cần sửa chữa một chút hay không? Tỷ như, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố là 2 tỷ rưỡi, có thể sửa thành 200 triệu hay không? Tỷ như, trong phương án nói phải mở rộng đường sông, dỡ bỏ các công trình xây dựng chiếm đường sông. Các công trình xây dựng sai quy định khẳng định nên hủy đi, tuy nhiên, nên hủy và hủy được hay không lại là hai vấn đề. Vấn đề này khả năng sẽ kéo theo nhiều vấn đề khó giải quyết đến. Tỷ như, vào vài thập niên người ta trước đã xây dựng lên những kiến trúc kiên cố, thời điểm đó chắc hẳn là được phê duyệt cấp đất, giấy phép xây dựng còn chưa hình thành quy định chính thức bằng văn kiện, chúng ta có thể nói bọn họ xây dựng trái phép sao? Giấy phép xây dựng quy định gì? Cái này rõ là chúng ta dùng chính sách hiện tại đi cân nhắc chuyện trước kia, phỏng chừng sẽ không thể thực hiện được. Mượn việc kết hôn mà nói, vài thập niên trước, có mấy người nhận được giấy đăng ký kết hôn. Người ta không làm theo nhưng vẫn là vợ chồng, hơn nữa quốc gia cũng phải công nhận. Cho nên, khe suối Vượng Phu phải sửa trị chắc chắn là phải sửa trị, nhưng không thể khuếch trương quá lớn thì tài lực không đủ ngược lại khiến cho có tác dụng ngược, dùng một từ để hình dung, đó là thối. Ừ, trưởng ban thư ký Cao có cái nhìn rất chuẩn xác. Khe suối Vượng Phu nên được sửa trị, không sửa trị không được. Đơn giản chỉ là vấn đề đại sửa trị và tiểu sửa trị thôi. Mấu chốt là không có tiền, có tiền sẽ dễ làm việc. Bí thư Đảng ủy Công an đồng chí Thiết Đinh Sơn cũng mịt mờ biểu đạt ý mình, chính là không đồng ý với con số 2 tỷ rưỡi. Kiếm 2 tỷ rưỡi có thể làm ra thứ gì, vừa rồi trưởng ban thư ký Cao không phải nói rồi sao? 2 tỷ rưỡi này đầu tư vào sửa trị khe suối Vượng Phu có sủi bọt không đều rất khó nói, 200-300 triệu đầu tư vào chẳng lẽ có thể sủi bọt lớn. Điều này, Dị Hùng rất là hồ đồ, chắc không phải sóng nước do tảng đá nhỏ ném vào ngược lại có thể lớn hơn so với tảng đá lớn chứ. Đây là đạo lý gì, Dị Hùng càng hồ đồ, có lẽ là Dị Hùng ngu dốt, tuy nhiên, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy cổ Dị Hùng nói đến đây nhìn Cao Hoa liếc mắt một cái, lại nói. Mặc kệ thế nào, khe suối Vượng Phu khẳng định phải hạ quyết tâm lớn, đầu tư mạnh mẽ để tu sửa. Nếu không tu sửa, tựa như tư lệnh Nguyễn có nói, chúng ta không thể không nhìn thấy sinh mạng, bởi vì sinh mạng là vô giá. Tin rằng chủ tịch thành phố cũng nhìn ra vấn đề này nên mới hạ đại quyết tâm. Hơn nữa, sau khi sửa trị xong khe suối Vượng Phu ảnh hưởng tích cực nó mang đến không thể đo lường hết. Vừa rồi một số đồng chí chỉ thấy việc sửa trị khe suối Vượng Phu mang đến ảnh hưởng tiêu cực. Kỳ thật, phát triển lớn sau khi sửa trị khe suối Vượng Phu thì mọi người nghĩ qua chưa? Nói nghe rất hay, khe suối Vượng Phu tuy nói là một ổ vàng thơm, nhưng cái mà Diệp Phàm tôi muốn nói chính là chỉnh trị xong khe suối Vượng Phu, kỳ thật nó cũng là trợ lực cho Hải Đông chúng ta. Trước khi tôi đến Hải Đông thì tôi ở khu Hồng Liên, Thủy Châu làm bí thư quận ủy, nơi đó cũng có con sông Hồng Liên. Việc sửa trị so với khe suối Vượng Phu của chúng ta khó khăn gấp mấy lần.
nhân viên công tác của chúng tôi vắt hết óc ra, đưa ra việc kiến thiết khu sinh thái nhân văn Hồng Liên, cuối cùng, phương án này chiếm được tán thành của tỉnh bộ. Mọi người không ngại thì có thể nhìn, sông Hồng Liên hiện tại, đã từ một con sông thối, rác rưởi biến thành một con sông có phong cảnh nổi tiếng. Hơn nữa, hai bờ sông hàng loạt quy hoạch như khu công nghiệp, tử lầu xa hoa, nhà khách và một loạt quy hoạch có thể mang đến lợi ích cho nhân dân khu Hồng Liên. Như vậy đi, qua đoạn thời gian nữa, nếu có rảnh, tôi sẽ dẫn thành viên bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố cùng với nhân viên công tác các ban ngành có liên quan đến khu Hồng Liên đi khảo sát. Nhìn người ta làm như thế nào mà khiến cho một con sông rác rưởi phát triển. Chúng ta cũng phải học kinh nghiệm của Hồng Liên, có thể biến khe suối đe dọa tính mệnh Vượng Phu thành nguồn trợ lực cho Hải Đông chúng ta bay lên. Những phát triển mà việc sửa trị khe suối Vượng Phu mang đến, chỗ tốt đối với Ủy ban Nhân dân thành phố, kiến thiết và phát triển kinh tế không thể đo lường hết. Tài liệu trong tay các vị cũng có nói đến, chúng ta không phải chỉ mở rộng khe suối Vượng Phu, chỉ xây dựng cải tạo đê đập là được. Nhưng có một quy hoạch chỉnh thể là muốn đưa khe suối Vượng Phu biến thành khe suối kiếm tiền. Khiến cho khe suối Vượng Phu tái sinh như trước kia. Nói đến nơi đây, Diệp Phàm nhìn Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Trương Minh Sâm liếc mắt một cái, cười nói. Huống chi, kế hoạch sửa trị khe suối Vượng Phu lớn, cùng với việc thành lập bộ chỉ huy khe suối Vượng Phu, cùng danh sách nhân viên tổ chức. Do tập thể bộ máy đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định. Các vị cũng thấy được, ở sau mỗi phần tài liệu có phải có người ký tên hay không. Mặc dù đó là tài liệu photo, nếu các đồng chí muốn thấy bản chính thì ở chỗ tôi này. Chủ tịch thành phố Trương, anh nói đúng không? Cái này, Trương Minh Sâm nhất thời có chút nghẹn lời, không thể tưởng được Diệp Phàm thật đúng là âm trá, không ngờ lợi dụng cả chính mình. Chủ tịch thành phố Trương, chữ ký trên này hẳn không phải giả chứ. Lúc này, Nguyễn Tiến thản nhiên cười hỏi Trương Minh Sâm, tất nhiên là tương trợ cho Diệp lão đại một phen. Là của tôi ký tên, kế hoạch sửa trị khe suối Vượng Phu tôi cũng đồng ý. Chữ ký này không cần hoài nghi, tin tưởng các vị cũng quen thuộc với nét chữ của tôi. Trương Minh Sâm bị buộc bất đắc dĩ nên phải nói rõ. Bí thư Phạm, phần tài liệu này cuối năm ngoái tôi có báo cáo qua với ngài. Lúc ấy ngài cũng nói qua, muốn đưa đến hội nghị thường vụ thành ủy thông qua một chút. Nói đến nơi đây, Diệp Phàm nhìn chằm chằm Phạm Sa rồi lại nói. Hơn nữa, lúc trước khi nghe xong báo cáo của tôi, ngài liền trực tiếp nói, việc sửa trị khe suối Vượng Phu đã tới mức phải sửa trị rồi không thể tiếp tục trì hoãn, tôi nói có đúng không? Đúng vậy, khe suối Vượng Phu đích xác đã tới lúc nên sửa trị rồi. Tôi thấy việc này đã định như vậy rồi, cứ theo yêu cầu trên phương án thông chi xuống. Các đồng chí thấy thế nào? Phạm Viễn cũng rõ ràng, cũng gật đầu, mặt ngoài thấy đang trưng cầu ý kiến nhưng trên thực tế là đánh nhịp quyết định xuống. Phạm Viễn đã gật đầu, việc này là do Diệp Phàm thúc đẩy. Trương Minh Sâm cũng có ký tên, những người khác còn có gì để nói? Dương Bản Thủy chép miệng không nói gì, còn Tô Phương tất nhiên sớm câm miệng, cô chỉ thấy ưu đãi mà Tô gia có thể cho cô. Trong lòng vốn không muốn tranh luận với Diệp lão đại. Chỉ có điều ngẫu nhiên kích thích Diệp lão đại một chút khiến hắn khó chịu một chút. Việc này, tất nhiên sẽ đến tai Tô Lâm Nhi, tâm ý đến là được rồi. Về phần Cao Hoa, căn bản là xem sắc mặt của Phạm Viễn. Cảm ơn các đồng chí ủng hộ hạng mục đẩy rời sửa trị khe suối Vượng Phu của Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi đại biểu cho Ủy ban Nhân dân thành phố cảm tạ mọi người. Diệp Phàm nói một câu vô nghĩa sau, nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói. Nếu phương án sửa trị khe suối Vượng Phu đã được thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua, thì phương án này chính là chuyện trọng đại của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Đông chúng ta. Đương nhiên, vừa rồi trong khi thảo luận giao lưu rất nhiều đồng chí đều đưa ra vấn đề. Tôi cũng vô cùng hiểu rõ, sắp tới khi tiến hành sửa trị khe suối Vượng Phu sẽ gặp nhiều vấn đề. Khó khăn liên quan cũng tuyệt không phải ít, mượn phương diện kiến thiết đường sông cùng phê duyệt đất đai ra để nói đi. Vấn đề sẽ không ít. Sau khi mừng năm mới trở lại liền phát hiện một vấn đề lớn. Vào cuối năm ngoái khi Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông qua văn kiện sửa trị khe suối Vượng Phu. Đối với hai bộ môn có mấu chốt trọng yếu nhất của sửa trị khe suối Vượng Phu bị bại lộ ra, tôi rất là đau lòng, Diệp Phàm nói đến nơi đây, tất nhiên là có mục đích. Chương 1711, chưa điều tra thì chớ có nỏ mồm. Chủ tịch thành phố Diệp, đây là thiếu sót của bên nào vậy? Không có nhân viên xử lý các vấn đề liên quan sao?
việc tu sửa suối Vượng Phu sẽ ảnh hưởng đến hàng vạn hộ dân, làm qua loa là không xong đâu, đồng chí Cổ Dị Hùng nhấp một ngụm trà rồi nghiêm túc cất tiếng hỏi. Tuy nhiên khi Cổ Dị Hùng thêm lần nữa mở miệng hò hét giúp cho Diệp lão đại, Diệp ta hoảng hốt phát hiện ra ngay cả Phạm Viễn và Trương Minh Sâm cũng chỉ lặng lẽ cau mày. Chắc hẳn bọn họ cảm thấy Cổ Dị Hùng rất lạ. Hôm nay biểu hiện của y có chút khác người. Cổ Dị Hùng thường ngày là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy nhưng rất ít khi đưa ra những phát biểu đi vào trọng tâm. Y chỉ chăm chăm lo những việc trong phạm vi chức trách của mình. Mối quan hệ với Phạm Viễn cũng chỉ có thể nói là quen biết sơ sơ mà thôi. Tôi cũng đang muốn đề cập đến chuyện này. Diệp Phàm gật gật đầu, đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi tiếp. Sở địa chính thành phố vi phạm quy định trong cấp phép đất, sở xây dựng thành phố lại vi phạm quy định trong cấp phép xây dựng. Như đoạn qua khu An Lâu chẳng hạn, một ông giám đốc cỡ bự tên là Phụng Thanh Kim ngay giờ phút này đang xây nhà dựng cửa to sờ sờ ngay tại suối Vượng Phu. Một tòa nhà có chiều dài đến 7-80 mét, rộng đến chừng hơn 30 mét đang được dựng lên. Nghe đâu là dựng lên một trung tâm thương mại cỡ lớn. Tôi càng kinh ngạc hơn khi phát hiện tòa nhà này đã thi công xong phần móng, đang xây lên tầng trệt, mặt bằng bề ngang thực tế chỉ 5 hay 6 mét gì đó, còn lại khoảng 22 mét đều là ăn lấn sang dòng chảy suối Vượng Phu cả. Chuyện này quả thật nực cười, đúng là rời non lấp bể dựng nhà lầu chứ còn gì. Như vậy rõ ràng đã vi phạm quy định xây dựng, văn phòng quản lý nhà đất và sở xây dựng ngờ đâu lại đi nhắm mắt làm ngơ, chẳng những có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ngay cả giấy phép xây dựng cũng đủ cả. Đúng là chuyện hoang đường đến độ cười ra nước mắt. Không biết ai lại đi cấp chỗ giấy chứng nhận trên. Đúng là có mắt không tròng rồi hay sao? Làm như vậy há là vì mục đích gì? Nguyễn Nhất Tiến cũng không nhịn được mà lên tiếng. Đúng vậy, lúc đó tôi cũng giận điên người, lập tức cùng các anh em chiến hữu kéo nhau lên sở xây dựng thành phố. Khốn thay đồng chí Nhâm Thành Phương lại không có ở đó. Đồng chí này vẫn là người rất có trách nhiệm. Vì dự án tu sửa suối Vượng Phu lần này mà anh ta chạy lên chạy xuống khắp nơi để lo sắp xếp các hạng mục. Cuối năm ngoái thì chuyển công tác, lúc đi đã đem toàn bộ công việc trong cục giao phó lại cho đồng chí Phó Cục trưởng Thường vụ Phượng Anh chủ trì. Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng. Nói vậy là trong việc cấp phép xây dựng này đồng chí Phượng Anh không trốn tránh được trách nhiệm rồi. Làm ăn bừa bãi, nhất định phải xử lý nghiêm mới được. Bằng không ai cũng như vậy thì chuyện tu sửa suối Vượng Phu sẽ mãi chỉ nằm trên giấy mà thôi. Giọng điệu Nguyễn Tiến đã có đôi phần giận dữ. Khi tôi hỏi đến chuyện này, đồng chí Phượng Anh này lại còn già mồm cãi lý. Mọi chuyện vi phạm quy định qua miệng cô ta đều bỗng chốc trở thành hợp pháp hết thảy. Hơn nữa, tính chất càng nghiêm trọng hơn chính là đồng chí Phượng Anh lúc ấy cũng đã xem qua văn kiện liên quan đến dự án tu sửa suối Vượng Phu mà Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành xuống. Ngờ đâu lại nhắm mắt làm ngơ. Ngang nhiên vi phạm các quy định trong văn kiện, không đề cập đến chuyện vi phạm quy định cấp phép xây dựng mà ngay cả thái độ cũng vô cùng quyết liệt. Lúc đó, tôi yêu cầu cô ta tạm thời ngưng công chuyện lại, sau đó cùng các nhân viên công tác trong sở xây dựng tự xử lý hết các vi phạm trong cấp phép. Tuy nhiên, đồng chí Phượng Anh kiên quyết cho rằng mình không sai, chống đối không chấp hành quyết định của lãnh đạo. Cho nên, tôi cho rằng tư tưởng của đồng chí này đã lệch lạc nghiêm trọng. Xuất hiện sai lầm lớn về chuyên môn, hơn nữa lại là cố ý. Một đồng chí như vậy không thể chỉ xử phạt qua loa là có thể giải quyết xong mọi chuyện. Cho nên, tôi kiên quyết đề nghị họp hội nghị thường vụ kín thảo luận qua về vấn đề của Phượng Anh, một đồng chí như vậy không còn thích hợp để có chỗ trong bộ máy cục xây dựng. Cần phải kiên quyết mạnh tay đình chỉ mọi chức vụ cô ta đang nắm giữ. Tránh việc các hạng mục công tác ở thành phố bị động thêm, chịu thêm tổn thất. Diệp Phàm thái độ vô cùng dứt khoát khi đưa ra đề nghị này. Về chuyện đồng chí Phượng Anh, nếu Chủ tịch Diệp đã có đề xuất, các đồng chí có thể triển khai thảo luận. Chúng ta không nhắc đến chuyện quy củ, cứ tùy tiện thoải mái nói ra quan điểm của mình thôi. Thật ra, khi phê bình sai lầm của đồng chí khác thì đồng thời cũng là cơ hội đề cao bản thân có phải không nào. Phạm Viễn thản nhiên liếc qua mọi người một lượt, không hề tỏ thái độ gì hết. Trong chuyện này đồng chí Phượng Anh đúng là có sai sót. Tuy nhiên tôi cảm thấy đình chỉ hết mọi chức vụ phải chăng là hơi quá. Đồng chí Phượng Anh công tác tại vị trí Phó Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố cũng có thâm niên không ít. Từ trước tới nay cũng không phạm phải sai lầm gì lớn cả. Huống chi, với các đồng chí phạm phải sai lầm, tư tưởng chỉ đạo của đảng ta vẫn là lấy cứu người làm chính chứ đâu có phải cứ nhất thiết một đòn đánh chết người ta. Nếu chỉ vì một lỗi nhỏ mà phải đánh cho kỳ chết,
cách chức toàn tập thì e là có đến phân nửa cán bộ chúng ta đều nên thôi việc rồi đấy. Cá nhân tôi cho rằng trước mắt cứ tạm thời cách chức báo lên tỉnh ủy, đợi khi điều tra rõ ràng tình hình rồi mới tiến hành xử phạt sau. Cảnh cáo hay phê bình cũng được. Phó Bí thư Thành ủy đồng chí Thái Quý Quyền bỗng lên tiếng. Vì Phạm Viễn bảo mọi người tùy ý phát biểu nên y cũng bắt đầu tùy ý theo. Bí thư Thái, nói vậy thì cũng phải xem sai sót của đồng chí này ở mức độ nào. Nếu phạm phải sai lầm lớn thì cũng không thể đơn thuần cảnh cáo phê bình sơ qua mà được. Bằng không, kỷ cương của đảng đưa ra hình thức kỷ luật cách chức, thậm chí khai trừ khỏi đảng để làm gì. Việc tu sửa suối Vượng Phu đã được Thành ủy thông qua thì nghiễm nhiên phải là văn kiện ban hành chính thức rồi. Dù trước đó chưa được thông qua, nhưng Ủy ban Nhân dân thành phố người ta cũng đã ban hành văn kiện chính thức, lại là quyết định mang tính tập thể nữa. Ai cho cô Phượng Anh đó cái quyền ngang nhiên coi rẻ chuyện mà bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định chứ? Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định không duyệt thêm bất cứ giấy phép xây dựng nào ở khu vực suối Vượng Phu mà sở xây dựng với sở địa chính nhà cô ta lại đi làm sằng làm bậy, vi phạm quy định trong cấp phép. Việc này gây ra nhiều tổn thất cho Ủy ban Nhân dân thành phố, về sau những công trình ngoài quy hoạch này nhất định sẽ bị dỡ bỏ. Vậy khi người ta đem giấy phép trưng ra thì các đồng chí trong Ủy ban Nhân dân thành phố nên đối phó ra sao? Chẳng lẽ Ủy ban Nhân dân thành phố lại không thừa nhận giấy phép do chính thủ trưởng cơ quan cấp dưới là Cục Xây dựng cấp phát? Thế có khác gì răng cắn phải lưỡi? Lúc này đồng chí Bí thư Đảng ủy Lưu Chân Mai bày tỏ ủng hộ Diệp Phàm ra mặt. Diệp Phàm hiểu rằng giờ phút này Lưu Chân Mai càng ra sức ủng hộ thì khi thảo luận vấn đề nhân sự hắn cũng phải đáp đền. Đây cũng coi như là có qua có lại vậy. Đúng, chỉ có xử lý Phượng Anh trước thì giấy phép do cô ta cấp mới được coi là vi phạm quy định. Chỉ có như vậy thì những công trình xây dựng ở hai bờ suối Vượng Phu mới được coi là vi phạm. Nếu không xử lý nghiêm Phượng Anh thì biết lấy gì để nhận định giấy phép do cô ta cấp là trái phép. Trưởng ban tổ chức cán bộ Cổ Dị Hùng quả là đanh đá chua ngoa, chỉ vờ hỏi vặn lại hai câu thôi mà lại khơi mào khiến mọi người nhốn nháo hết cả lên. Lời của y đã rõ mười mươi, chỉ có một cách duy nhất là cách chức Phượng Anh. Ha ha, tôi khá đồng tình với cách nhìn nhận của Bí thư Thái, trong chuyện này đúng là đồng chí Phượng Anh có sai thật. Nhưng bên pháp chính chúng ta khi phán xét thì chứng cứ xác thực là vô cùng quan trọng. Những chứng cứ này lấy ở đâu ra, xin thưa là nếu không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Cho nên chuyện này nếu Chủ tịch Diệp đã có đề xuất thì phải chăng nên điều tra trước một chút, trong thời hạn điều tra. Đồng chí Phượng Anh lại có thể lui về nghỉ ngơi một thời gian đợi kết quả điều tra. Việc này chưa có kết quả mà đã vội vàng đưa ra kết luận, phải chăng là hơi có chút qua loa? Chỉ sợ đôi khi sẽ xuất hiện sai lầm mà thiệt thòi cho một số đồng chí, lúc đó chúng ta có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Chúng ta đều là cán bộ của đảng, đều hiểu rõ rằng không cần phải đến độ mất chức mà chỉ bị khiển trách xử phạt không thôi cũng sẽ bị ghi lại trong hồ sơ lý lịch. Về cơ bản đồng chí nói trên đã có vết nhơ về lý lịch, khi gặp thời khắc mấu chốt trong đề bạt phân công công tác thì đây thường đều là gót chân asin của anh ta. Cho nên chuyện này Chủ tịch Diệp phải chăng vẫn nên thận trọng đôi chút. Nếu Chủ tịch Diệp đồng ý, tôi cũng có thể tham gia công tác điều tra. Phó Bí thư Pháp chính Thiết Đinh Sơn thấy Thái Quý Quyền đã mở miệng thì tự nhiên hiểu ra rằng đây chính là ý của Bí thư Thành ủy Phạm Viễn rồi. Bởi vì Phạm Viễn thường làm việc theo đúng một típ kiểu này. Ông ta là Bí thư Thành ủy thì tự nhiên là người có tiếng nói chốt hạ ở đây. Những gì lúc trước Phó Bí thư Quản lý Kinh tế Thái Quý Quyền này nói ra miệng thì thật ra ý tứ có thể khẳng định đến 8 phần là của Phạm Viễn rồi. Ở hội nghị thường vụ thì cái miệng phát ngôn của đồng chí Thái Quý Quyền chính là đại diện cho ý tứ của Phạm Viễn. Qua biết bao lần hội nghị thường vụ họp lên họp xuống, chắc hẳn các ủy viên thường vụ đều nghiền ngẫm ra đôi phần. Tự nhiên khi đồng chí Thái Quý Quyền lên tiếng thì tất cả mọi người đều hết sức chú ý, việc này gần như đã trở thành chuyện tất lẽ dĩ ngẫu rồi. Không sai, tôi làm công tác tuyên truyền nên rất rõ thế nào là sức mạnh của dư luận. Nếu muốn xử lý nghiêm một cán bộ thì không cần gì khác, chỉ cần người dân phỉ nhổ vào mặt thì đã đủ dìm anh ta chết đuối rồi. Ban nãy Chủ tịch Diệp có nói chuyện mới xảy ra hôm qua. Chuyện mới hôm qua mà tại hội nghị thường vụ sáng nay đã đem ra đề xuất. Như vậy có thể thấy chuyện này vẫn chưa được điều tra thu thập chứng cứ. Tôi thấy lời của Bí thư Thiết là có lý, vẫn nên thận trọng là tốt hơn. Trưởng ban Tô Phương nhằm thẳng mũi dùi chỉ trích về phía Diệp lão đại hẳn cũng là vì muốn lấy lại chút thể diện cho Tô Lâm Nhi. Trưởng ban Tô, làm sao cô biết được Chủ tịch Diệp đây chưa hề tiến hành điều tra thu thập chứng cứ?
Đúng lúc này, một việc vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Đồng chí Chủ tịch Thường vụ Trương Minh Sâm bỗng lạnh lùng quay ra chất vấn. Phạm Viễn cũng đã nhận ra, một thoáng kinh ngạc hiện lên trên nét mặt y rồi lại nhanh chóng biến mất. Bởi vì Phạm Viễn cho rằng Trương Minh Sâm không thể thành thực giúp đỡ cho Diệp Phàm chính là kẻ của ông mất ngai vàng chủ tịch thành phố của y. Sở dĩ trước đó Trương Minh Sâm đồng tình với kế hoạch tu sửa suối Vượng Phu phỏng chừng cũng chỉ là không muốn húp canh khi còn nóng bỏng lưỡi mà thôi. Việc này đã rõ như ban ngày rồi, việc mới phát sinh ngày hôm qua mà hôm đã ra kết quả. Tôi nghĩ, chủ tịch thành phố Trương cứ hỏi anh Diệp đây thì rõ. Tô Phương cũng tỏ ra không phải tay vừa. Chuyện có rõ ràng đến 10-10 cũng không thể tránh khỏi có đôi chỗ khuất tất, tôi tin rằng một khi chủ tịch thành phố Diệp đã đề xuất thì nhất định sẽ đưa ra được bằng chứng. Trưởng ban Tô nói vậy phải chăng có ý coi chủ tịch thành phố Diệp đây là người hay qua loa đại khái, không có chứng cứ mà cứ nói sằng nói bậy hay sao? Bây giờ đến lượt đồng chí ủy viên thường vụ thành ủy Tôn Đạo Phong đứng ra phát biểu. Người này tuy ra vẻ trợ giúp Diệp Phàm, nhưng Diệp ta có thể cảm nhận được lòng dạ ông ta với mình cũng chẳng tốt đẹp gì. Về căn bản cũng chỉ là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa hắn và trưởng ban Tô mà thôi. Tôi chỉ nói sự thật, những chuyện khác miễn bàn đi. Tô lạnh lùng liếc xéo Tôn Đạo Phong. Trưởng ban Tô, bí thư Đinh cần chứng cớ phải không? Diệp Phàm đưa ánh mắt lạnh lùng hết nhìn nữ đồng chí Tô Phương rồi lại nhìn đến lão già cao có Thiết Đinh Sơn, vẻ mặt hắn vẫn không hề biến sắc. Cả thành ủy lẫn ủy ban nhân dân thành phố đều chưa thành lập tổ điều tra về chuyện của đồng chí Phượng Anh. Chủ tịch Diệp, tôi nói vậy có đúng không? Tô Phương điềm nhiên hỏi vặn lại.